Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 37. Lúc này đây không đợi được Trần Phi tái phát hỏi, Tư Đồ Duy Áp cũng đã bắt đầu giải thích, nói đúng vậy, tiên sinh tôn kính, yêu thi đức gia tộc thật không đơn giản. Ngài nên biết 11 đại mafia gia tộc và tam đại mafia đại gia tộc đi. Ở Âu Châu, mafia đại gia tộc chúng ta Brett gia tộc coi là một cái, Anh Quốc yêu thi đức gia tộc cũng coi như một cái, chỉ là cho tới nay chúng ta Bố Lan đức gia tộc đều so với bọn hắn càng mạnh. Vì vậy quanh năm chiếm cứ hắc ám hội nghị 11 ghế vị thứ hai. Yêu thi đức gia tộc là đệ tam. Hắc ám hội nghị 11 tịch. Nghe vậy Trần Phi con ngươi lóe lóe, thẳng thắn bắt chuyện đối phương ngồi xuống, nhiều hứng thú nói đều nói cho ta nghe một chút đi đi. Bóng tối này hội nghị 11 ghế là cái gì? Yêu thi đức gia tộc vậy là cái gì tình huống? Đem người biết đều nói cho ta nghe một chút. Vâng, tôn kính đại nhân. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp gật đầu, ngay tức khắc mở miệng nói hắc ám hội nghị 11 ghế, kỳ thực là như vậy. Lại ngoại trừ Âu Châu gia này điệu bộ trong, chúng ta 11 đại mafia gia tộc là một chỉnh thể, sở dĩ năm đó chúng ta tổ tiên cũng thuận thế liên hợp ở tại một khối, hợp thành hắc ám hội nghị 11 ghế, căn cứ gia tộc thực lực mạnh yếu đến quyết định ghế. Tiền tam danh, liền có tư cách được xưng là mafia đại gia tộc, có quyền lợi mệnh lệnh cái khác phổ thông gia tộc làm một ít chuyện này. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói đến mức yêu thi đức gia tộc. Bọn họ phát tài ở rất sớm trước đây, tựa hồ đã từng ở thực dân thời kỳ cũng đã thật sâu ở đại đế quốc Anh chìm xuống cây, sau đó khống chế cũng chúa tể Âu Châu kinh tế kéo dài gần hai cái thế kỷ, bị cho rằng là thế giới giàu có nhất gia tộc. Bất quá có thể cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ dã tâm bắt đầu bành trướng, ở phía sau màn chủ đạo trên thế kỷ trước sơ tràng tịch quyển thế giới đại chiến. Chỉ là bọn hắn lại thất bại, bị đả kích thập phần nghiêm trọng, thẳng đến cận đại mới từ từ có điều khôi phục. Nhưng dù vậy, tiên sinh tôn kính, các người Hoa Hạ có câu rất thích hợp hình dung bọn họ tình huống bây giờ ngạn ngữ, đó chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vì vậy yêu thi đức gia tộc hôm nay vẫn như cũ nắm trong tay toàn bộ Âu Châu tuyệt đại đa số kinh tế mạch máu. Điểm này, ngay cả chúng ta Brett gia tộc đều mặc cảm. Mà muốn nói bọn họ đang âm thầm lực ảnh hưởng bao lớn, lấy tầng thứ của ta, thậm chí không cách nào miêu tả đi ra. Tư Đồ Duy Áp khổ sở mở miệng nói. Lợi hại như vậy, xem ra cái này yêu thi đức gia tộc quả thật có chút trò a. Nghe vậy ngay cả Trần Phi cũng hơi ngẩn người, vuốt cằm nói. Đúng vậy, bất quá lấy hiện tại thân phận của ngài, nếu là vẻn vẹn chỉ cần muốn nhất kiện vòng ngọc tử nói. Lường trước bọn họ cũng sẽ không như vậy không nể tình. Dù sao nghiêm ngặt lại nói tiếp, yêu thi đức gia tộc phụ dòng gia tộc cũng không ít, Steven gia tộc chỉ là trong đó rất tầm thường một cái. Bất quá nhưng vào lúc này Tư Đồ Duy Áp bỗng nhiên đương nhiên nói. Rất hiển nhiên ở trong lòng hắn, yêu thi đức gia tộc tuy rằng đúng là cái rất kinh khủng quái vật lớn, nhưng Trần Phi loại này liên bọn họ vĩ đại Brett gia tộc tộc trưởng, lão Brett đều như thế chăng dám xem nhẹ Đông Phương một quốc độ quái vật. Cũng đồng dạng không phải là ngồi không. Cũng chính là cái vòng ngọc tử mà thôi, cũng chính là cái Steven gia tộc mà thôi. Yêu thi đức gia tộc làm sao có thể để loại chuyện nhỏ này mà, đắc tội một vị như vậy đại nhân vật lợi hại. Vậy quá không sáng suốt. Có lẽ vậy, chỉ là, xem ra lại được bớt thời giờ đi Anh Quốc nhìn một chút. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười, con người xẹt qua một tia phong mang vẻ. Bởi vì Tư Đồ Duy Áp nói thật giống như quả thực cũng không sai. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, ngay cả đao phong xét cái loại này truyền kỳ sát thủ đều thua bởi trên tay hắn, đối phương cái gọi là yêu thi đức gia tộc, chẳng lẽ không cần cố kỵ một chút không? Rồi hãy nói, vòng ngọc kia tử đối với bọn họ mà nói, hình như cũng liền thật là cái vòng ngọc tử mà thôi, vẻn vẹn chỉ là đáng giá. Cùng lúc đó, Italia phất la luân tát. Cần quốc gia nghe tiếng thế giới đỉnh cấp tâm huyết quản y viện ST. Dọc đường Á ca y viện ta đỉnh cấp chăm sóc bên trong phòng bệnh, mấy vị người mặc thẳng tây trang đen, mỗi người thần sắc lạnh lùng nam tử chính thủ vệ ở ngoài cửa, mà bên trong gian phòng, vẫn còn đều biết vị người mặc bác sĩ trang phục người da đen hoặc bạch nhân, đang nhìn mê man ở trên giường bệnh nhân, mặt ủ mày trao. Mà ngoại trừ mấy vị kia thoạt nhìn như là thầy thuốc người ở ngoài, ngoài ra còn có hai người cũng có vẻ cực kỳ thấy được. Bọn họ một người trong đó thoạt nhìn là cá thể hình khoan mập tóc và người nước ngoài, trên mặt nếp uốn không ít, phỏng chừng không sai biệt lắm đều có 4-50 tuổi. Nhưng nếu là lúc này có thể nhận thức hắn người ở nơi này, vậy khẳng định thoáng cái sẽ kinh hô lên Nga, thượng đế tương đương lại là can tin tiên sinh.
Hiển nhiên, cái này tóc vàng béo người nước ngoài không là người khác, chính là ở mấy tháng trước ở Hoa Hạ bị Trần Phi cứu một mạng thế giới danh thiết kế thời trang sư, thế giới danh xa xỉ phẩm tập đoàn Thánh La Lan thủ tịch canteen Thánh La Lan. Hắn tại thế giới mới vòng địa vị thật giống như điện ảnh trong vòng Cameron vậy, là không thể nghi ngờ số một số hai người, có thể hắn hiện tại biểu hiện ra tư thái lại có chút kỳ quái. Bởi vì hắn lúc này cư nhiên cung kính đứng ở tên còn lại phía sau, toát ra cung hậu đại nhân vật tư thế. Mà người nọ là một cái giữ lại râu dê tên, sâu nhan sắc tông phát, thoạt nhìn ước chừng 5-60 tuổi, thâm thúy con ngươi làm cho cảm giác tràn đầy cao quý quý tộc khí tức. Mà bên trong gian phòng hầu như mọi người liếc trộm hướng ánh mắt của hắn, đều tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Bởi vì người này không là người khác, chính là Italia tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp xa xỉ phẩm tập đoàn Thánh La Lan thế hệ này người cầm quyền. Đồng thời hắn vẫn vĩ đại Florence Thánh La Lan bên trong gia tộc, một gã cao quý chính là bá tước đại nhân. Tuy nói Italia hôm nay đã hủy bỏ vương thất thước vị phong hào, nhưng này nhưng cũng không có thể ảnh hưởng đến tương tự với Thánh La Lan gia tộc như vậy gia tộc cổ xưa. Bọn họ vẫn như cũ cất giữ như vậy truyền thống, kéo dài tước vị phong hào. Đến mức Thánh La Lan gia tộc, làm toàn bộ Âu Châu đại lục hắc ám thế giới dưới đất đỉnh, tiêu chí tính tồn tại, 11 đại mafia gia tộc không thể nghi ngờ là nổi bật nhất, không miện ngôi sao. Mà ở cái này toàn bộ Âu Châu đại lục 11 đại mafia gia tộc trong, Italia cảnh nội tự có chừng giữ lấy 5 cái, điều này hiển nhiên là một thập phần con số kinh người. Mà Thánh La Lan gia tộc liền là một cái trong số đó, kỳ dưới kinh tế sản nghiệp lan tràn tới toàn cầu các nơi. Mà làm như vậy một cái khổng lồ khủng bố gia tộc trên mặt nổi người phát ngôn, Pierce Thánh La Lan tự nhiên là bị vô số người ngưỡng vọng, thậm chí kính úy đại nhân vật. Ngay cả canteen loại này tên, cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu. Nhưng bây giờ, tâm tình của hắn lại thật không tốt. Bởi vì hắn Pierce duy nhất chân thật nhất yêu thê tử ngã bệnh. Hơn nữa còn là rất nghiêm trọng tâm huyết quản tật bệnh. Ác tính tâm luật thất thường, tình huống hiện tại thập phần nguy cơ. Đến mức đã nguy hiểm cho tới trình độ nào, ngay cả giờ này khắc này đứng ở trước mặt hắn những. Này cái gọi là toàn bộ Italia cảnh nội, cao cấp nhất tối quyền uy tâm huyết quản chuyên gia, đều cảm thấy vạn phần vướng tay chân, thậm chí nghĩ không ra biện pháp giải quyết vấn đề, là có thể minh bạch một. Hai, có thể cũng chính bởi vì vậy, này bên trong căn phòng cái gọi là cao cấp nhất, tối quyền uy Italia chuyên gia, lúc này đều thần sắc hốt hoảng nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Không có biện pháp, dù sao hiện tại đứng ở trước mặt bọn họ, đây chính là Thánh La Lan gia tộc vĩ đại Pierce bá tước đại nhân, tùy tùy tiện tiện một câu nói, là có thể để cho bọn họ đi gặp Thượng Đế. Nhưng bây giờ, vị kia vĩ đại bá tước đại nhân tối chân ái, duy nhất phu nhân bị bệnh, bọn họ lại cư nhiên bất lực, tìm không ra bất kỳ biện pháp nào có thể cứu lại hiện tại loại tình huống này. Cái này để cho bọn họ tại sao có thể không kinh hoàng. Nếu là vị đại nhân kia thật nổi giận, vậy bọn họ sợ rằng hết thảy cũng phải bị lộng đi đút cá mập. Ta hiện tại không muốn nghe các ngươi giải thích, cũng không muốn nghe các ngươi mượn cớ. Ngày mai, tối đa ta chỉ có thể đợi được ngày mai. Ngày mai nếu ta vẫn không thể đủ từ trong miệng các ngươi nghe được tin tức tốt, không thấy được La Toa tỉnh lại, tin tưởng ta, Thượng Đế có lẽ sẽ thật hân hạnh gặp mấy tên phế vật các ngươi. Pierce mặt âm trầm, phát sinh sau cùng cảnh cáo. Ngày mai, Nga, không, tôn kính Pierce bá tước đại nhân, cái này chân thực quá ép buộc, chúng ta chân thực không có biện pháp. Nghe thế những thầy thuốc kia sắc mặt đều hoảng loạn, khoa trương kêu lên. Trong đó một vị rõ ràng thoạt nhìn là thủ lĩnh lão giả người da trắng vẻ mặt cười khổ, nhìn Pierce mở miệng nói Nga, tôn kính Pierce bá tước đại nhân, ta rất có thể lý giải ngươi tâm tình bây giờ. Thế nhưng dù sao chúng ta cũng chỉ là cái nho nhỏ bác sĩ, mà không phải không gì làm không được thần. Ác tính tâm luật thất thường là thế giới công nhận nan đề, một khi phát bệnh, rất dễ sẽ bất ngờ chết, chớ nói chi là La Toa tiểu thư hiện tại ngay cả trái tim cùng với tâm huyết quản cái đều có cực lớn vấn đề. Vì vậy, Jock bác sĩ, thật không có biện pháp sao? Nghe vậy Pierce sắc mặt càng thêm khó coi lên, có chút buồn bực mở miệng nói. Nếu là người khác, hắn hiện vào thời khắc này có thể cũng sớm đã tức giận nộ mắng lại, có thể dóc bác sĩ. Làm vì bọn họ Italia, thậm chí toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tâm huyết quản chuyên gia. Nếu là liên hắn đều chính mồm nói ra lời như vậy, cho rằng không có biện pháp, có thể. Tựa hồ tự thực sự không có biện pháp.
Tôn kính bá tước đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, người nên biết ta là mới từ Lạc Á Bát bên kia chạy về. Lấy quý phu nhân hiện tại loại tình huống này, có thể coi như là bắt được Lạc Á Bát, có thể hy vọng chữa khỏi tối đa cũng sẽ không vượt lên trước hai thành. Gióc bác sĩ trắng ra nói. Làm trên thế giới cao cấp nhất tam đại y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ vi Mỹ Lạc Á Bát y học liên minh thành viên chính thức, hắn có thể chính mồm nói ra những lời này, ý vị như thế nào, tự nhiên đã thập phần hết sức rõ ràng. Ta, là toa, nghe vậy Pierce nhìn không được lộ ra một tia thần sắc thống khổ, con ngươi trào xảy ra chút giờ đỏ sẫm. Tôn kính Pierce đại nhân, có thể, ta có cái biện pháp còn có thể thường thử một chút. Ngay tại lúc này, vẫn đứng ở Pierce phía sau không nói chuyện canteen, lại đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì, nói mau, nghe vậy Pierce ngay tức khắc vội la lên. Nghe vậy canteen thẳng thẳng thân thể, chậm rãi nói lẽ nào ngươi đã quên, ở Đông Phương, còn có một cái từ xưa mà vừa thần bí quốc gia. Đông Phương từ xưa mà vừa thần bí quốc gia. Nghe vậy Pierce ngẩn người, chợt đỏ sẫm con ngươi lược ra lau một cái tinh mang nói ngươi là nói. Hoa hạ. Không sai. Nghe vậy béo người nước ngoài canteen gật đầu, chậm rãi nói bản trước khi tới ta cũng không tin, nhưng bây giờ, ta lại không phải không thừa nhận cái kia từ xưa mà vừa thần bí quốc gia cất giấu hứa nhiều người khó có thể hiểu đồ vật. Tỷ như cái gọi trung y, tôn kính Pierce bá tước đại nhân, ngươi nên biết ta trước từng đi qua một lần hoa hạ, mà ở bên kia, có một vị thần kỳ trung y đã cứu ta mệnh. Trung y, canteen tiên sinh, ngươi là nói Đông Phương quốc gia. Liên ngụy khoa học cũng không tính hoàn toàn lấn gạt người gì đó. Xin thứ cho ta nói thẳng, hoàn toàn là giả, căn bản không có thể tin tưởng. Lẽ nào người thật cho rằng bằng vào một ít cử động cổ quái cộng thêm hoa hoa thảo thảo, có thể chữa bệnh? Nga tương đương đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười, người cứ nói đi, bá tước đại nhân. Có thể nghe nói, Gióc bác sĩ lại thái độ khác thường thái độ cường ngạnh, giễu cợt nói. Rất hiển nhiên, người này nhìn không thấy trung y. Thế nhưng tôn kính Gióc bác sĩ, trong mắt ngươi liên ngụy khoa học cũng không tính, hoàn toàn lấn đám lửa đảo Tây, lại đem ta từ tử thần trong ngực thần kỳ kéo lại. Ngươi biết không, ta từng tại nơi quốc gia đột phát cơ tim tắc nghẽn, ngươi nên biết vậy có nhiều nguy hiểm, thế mà đối phương lại lẳng lặng chỉ bằng mượn một cái nho nhỏ ngân châm, đã đem ta cứu trở về. Nếu đổi lại là ngươi, có thể làm được sao? Có thể nghe nói béo người nước ngoài canteen lại quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Cái gì? Đột phát cơ tim tắc nghẽn. Nghe vậy nhất thời bên trong gian phòng cái khác những thầy thuốc kia đều la hoảng lên, bởi vì lấy bọn họ trình tự, đương nhiên không gì sánh được rõ ràng đột nhiên cơ tim tắc nghẽn đó là nhất hiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Thế nhưng, hiện tại canteen lại còn nói, đối phương vẻn vẹn chỉ bằng một cây ngân châm đã đem hắn chữa lành, điều này sao có thể? Là đang nói đùa hoặc là biến ma thuật sao? Rất hiển nhiên bọn họ căn bản không có biện pháp tin tưởng. Dù sao, đây chính là đột phát cơ tim tắc nghẽn, một khi phát tác lên sẽ muốn nhân mạng ma quỷ. Có thể hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Một cây châm, đừng bắt đầu nói giỡn, canteen tiên sinh, có thể ngươi càng hẳn là hồi tưởng một chút, có đúng hay không hiện trường còn có cái khác ưu tú Tây y từng cho ngươi đã làm cấp cứu trị liệu. Nghe vậy Gióc bác sĩ sắc mặt cứng đờ, như trước giễu cợt nói. Ưu tú Tây y, xin lỗi, Gióc bác sĩ. Ta khi đó nếu là thật ngây ngốc đợi được bọn họ đến, hiện tại sợ rằng cũng không biết còn có thể hay không đủ xuất hiện ở đây. Tôn kính Pierce bá tước đại nhân, có thể ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta, dù thế nào Gióc bác sĩ bọn họ cũng không có biện pháp, không phải sao. Nghe vậy canteen hướng về Pierce bá tước nói rằng, ta, Pierce trên mặt nhất thời thần sắc rất rõ ràng có chút ý động. Bởi vì lấy thân phận của hắn cùng trình tự. Đương nhiên minh bạch tại nơi cái từ xưa mà vừa thần bí quốc gia trong, thế nhưng tồn tại liên bọn họ vĩ đại thánh La Lan gia tộc đều kiêng kỵ mạc thâm một đám người hoa hạ cổ vũ giả. Ngay cả loại người như vậy, thậm chí bọn họ thánh La Lan gia tộc, vĩ đại huyết tộc đều có thể đủ tồn tại trên thế giới này. Trung y thần kỳ, thì tại sao không thể xuất hiện? Bá tước đại nhân, mà ở nhìn thấy Pierce bá tước trên mặt rõ ràng hiện ra ý động thần sắc. Gióc bác sĩ trên mặt cấp tốc toát ra một loại nhục nhã vẻ. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên không muốn tin tưởng hắn thế giới này tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ vi Mỹ Lạc Á Bát y học liên minh thành viên chính thức, trái lại lo lắng cái gì đắt trung y, hoàn toàn kỳ đám lừa đảo Tây. Đây không phải là nhục nhã hắn,
cho hắn khó xử, là cái gì? Nghĩ đến đây hắn nhịn không được hung hăng cắn răng, nói tôn kính bá tước đại nhân, xin tin tưởng ta, nếu là ngươi thật nguyện ý tin tưởng cái gì lấn gạt người quỷ trung y, thê tử ngươi. Là tòa tiểu thư chỉ sợ cũng thật không cứu. Có thể dóc bác sĩ ngươi bây giờ có biện pháp tốt sao? Thế mà béo người nước ngoài canteen một câu nói lại trực tiếp đưa hắn cho trận được gắt gao, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Dóc tiên sinh, kỳ thực ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ trong lòng. Dù sao trước ta cũng từng cùng ngươi ôm đồng dạng phiến diện. Bất quá, người dù sao cũng phải đối mặt hiện thực không phải sao. Ta bây giờ không phải là nói chúng trị so với Tây y lợi hại, mà là các ngươi quả thực đã không có biện pháp. Canteen lại lần nữa mở miệng nói. Ai nói chúng ta đã không có biện pháp? Nghe vậy Jock bác sĩ trên mặt thần sắc mạnh đổi đổi, theo sát mà nhìn phía chính vẻ mặt do dự Pierce bá tước, cắn răng nói tôn kính bá tước đại nhân. Ngươi nếu đồng ý nỗ lực một ít giá cao nói, có thể. Ta có thể đem La Toa tiểu thư đưa chúng ta Lạc Á Bát nhìn. Chúng ta Lạc Á Bát trong lòng huyết quản tật bệnh phương diện thực lực vượt lên trước ta, tối thiểu có 3 vị, bọn họ tất cả đều là từng thu được quá Nobel tưởng giải thưởng, đến từ thế giới các nơi đứng đầu nhất Tây Y. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, nói mà ở 3 vị trong, có 2 vị đều là theo ta quan hệ cá nhân rất tốt bằng hữu. Vì vậy bá tước đại nhân ngươi nếu đồng ý nói, ta có thể bảo chứng, có thể mời được 2 người bọn họ vì tự mình xuất thủ. Tin tưởng đinh giờ tiền thù lao đối với bá tước đại nhân ngươi tới nói, thật giống như chân con muỗi trên thịt, căn bản không để ở trong lòng suy tính cần phải. Thực sự, nghe vậy Pierce bá tước trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. Có thể thu được Nobel tương quan y học giải thưởng lớn giải thưởng, cái này ý vị như thế nào? Hoàn toàn không cần lời thừa để diễn tả. Tin tưởng 2 vị kia tuyệt đối là trên địa cầu này cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia. Nếu muốn cho có thể mời được bọn họ xuất thủ, vợ hắn La Sa, chẳng phải là rất có hy vọng có thể được cứu vớt. Đến mức tiền thù lao, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Làm Âu Châu 11 đại mafia một trong những gia tộc, Italia xưa nhất, vĩ đại huyết tộc, cái gọi là tiền tài, ở trước mặt bọn họ hoàn toàn chính là một con số. Thậm chí ngay cả bọn họ chính mình cũng không biết mình đã có bao nhiêu tiền, 3 vạn ức, 5 ức, còn là càng nhiều. Sở để làm khổng lồ như vậy mafia gia tộc trên mặt nổi người phát ngôn, hắn Pierce, là thật thực sự không thiếu tiền. Đương nhiên là thực sự, tôn kính Pierce bá tước đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, cái gọi trung y, hoàn toàn chính là lừa dối người, căn bản không có khoa học căn cứ gì đó. Cùng loại đồ vật này so với, Tây y mới là tối quyền uy. Cũng tối đáng giá nhượng người tín nhiệm, không phải sao? Thấy tình cảnh này, Jock bác sĩ lúc này mới trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, lớn tiếng nói. Cái này, Jock bác sĩ, nếu là muốn đem thê tử ta mang đi Lạc Á Bát, chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Nghe vậy Pierce bá tước không có trả lời, mà là ngăn trọng tâm câu chuyện dò hỏi. Tôn kính bá tước đại nhân, có thể ta nghĩ... Ngươi cảm ứng với nên hỏi một chút coi như đem La Toa tiểu thư mang đi Mỹ Quốc, mang đi Lạc Á Bát, có thể bao lớn hy vọng chị hết ni. Có thể nhưng vào lúc này canteen lại đột nhiên nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, còn ngươi nhìn phía sắc mặt đột nhiên có chút khó coi Jock bác sĩ, chậm rãi nói Jock bác sĩ, hiện tại khoa học như thế phát đạt, có thể đi qua số liệu truyền cùng với video chẩn đoán bệnh, là có thể nhượng Lạc Á Bát 2 vị kia quyền uy chuyên gia sớm nhìn. Đến tột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể đem La Toa tiểu thư chữa cho tốt. Nếu là liên bọn họ đều không nắm chặt, vậy cho dù đi Mỹ Quốc, cũng là không có ý nghĩa. Không phải sao? Canteen tiên sinh, ngươi là đang cùng ta đối nghịch sao? Nghe nói như thế Jock bác sĩ nhìn không được cả giận nói. Hắn chân thực không nghĩ ra, cái này canteen là bị này người Đông Phương giặt sạch não sao? Cái gì trung y, thí trung y, hoàn toàn chính là lấn đám lừa đảo Tây. Làm sao có thể đủ cùng bọn chúng tối quyền uy, tối hệ thống Tây y đặt chung một chỗ tương đối. Đối nghịch, Jock bác sĩ ngươi lời này đã có thể nghiêm trọng, tôn kính bá tước đại nhân, ta nghĩ ta bây giờ hành vi là ở vi La Toa tiểu thư sinh mệnh phụ trách, đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý ta tiếp tục nói nữa nói, ta sẽ ngay tức khắc câm miệng. Canteen nghe vậy lẳng lặng mở miệng nói. Không thể phủ nhận, trong mắt hắn Jock bác sĩ đúng là bọn họ Italia số 1 tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia. Thế nhưng người này nhưng cũng bởi vì như thế trở nên chân thực rất cố chấp, cùng nhìn không thấy người. Quả thực,
Trung y ở quốc tế trên thanh minh phải không tốt, thế nhưng ai cũng không có thể phủ nhận cái loại này thần kỳ trị liệu thủ đoạn tồn tại. Hơn nữa hiện tại ngay cả chính bọn nó đều sớm đã thành thừa nhận, đúng là tòa bệnh tình của tiểu thư không thể ra sức, nhưng vẫn là muốn ngăn cản hắn để la tòa tiểu thư sinh mệnh phụ trách, hướng Pierce bá tước đề cử thần kỳ trung y. Loại hành vi này vị miễn quá thiếu thân sĩ thậm chí tiểu nhân. Vì vậy hắn hiện tại mới có thể vẫn cùng đối phương như thế đối nghịch. Dù sao ở trong lòng hắn, đối với Trần Phi lòng tin rất hiển nhiên đã vượt qua đối phương. Không sai, hắn suy nghĩ hướng Pierce bá tước đề cử trung y, chính là Trần Phi, cái kia trong mắt hắn xưng là thần kỳ Đông Phương tiểu tử. Hắn thực sự rất lợi hại. Ngươi, nghe vậy Jock bác sĩ nhất thời đến mức nói không ra lời, chỉ có thể giận dữ hướng về Pierce bá tước nhìn lại. Mà ở đối diện đến Jock thầy thuốc ánh mắt, Pierce lại do dự một chút, sau đó gật đầu, nói Jock bác sĩ, canteen nói không sai, ta quả thực hẳn là vi thê tử ta sinh mệnh phụ trách. Còn xin ngươi hiện tại trước đi qua thủ đoạn khác hướng bên kia xác định một chút đi, là tòa hiện tại loại tình huống này, bọn họ đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị hết, hoặc là nói là có thể hay không đủ trị hết. Nếu là không được nói, ta đây cũng chỉ có thể yên tâm trong lo lắng cùng thành kiến. Xin giúp đỡ cái kia từ xưa mà vừa thần bí quốc gia thần kỳ trung y. Ngươi, cái này, vậy được rồi, ta hiện tại ngay tức khắc liên hệ bên kia. Nghe vậy Jock bác sĩ tuy rằng tức giận ngứa răng, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói. Mà từ điểm này đến có thể nhìn ra, trong lòng hắn tuy rằng căm thù trung y, nhưng tối thiểu làm thầy thuốc chức nghiệp hành vi thường ngày, vẫn phải có. Đó chính là không thể dùng người bệnh sinh mệnh nói đùa. Mà nếu cái này như vậy không lâu sau, hắn nhưng có chút trầm mặc cúi đầu đã trở về. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Pierce bá tước nhìn không được sắc mặt đổi, nói Jock bác sĩ, lẽ nào liên lạc Abbas chỉ cũng. Xin lỗi, tôn kính Pierce bá tước. Nghe vậy Jock bác sĩ có chút xin lỗi ngẩng đầu, nhãn thần lóe ra nói ta đem la tòa bệnh của tiểu thư lệ tình huống truyền đến bên kia, cho ta hai vị kia bằng hữu nhìn một chút. Cũng chính là hai vị kia tâm huyết quản tật bệnh Nobel giải thưởng đoạt huy chương. Rất xin lỗi, hai người bọn họ đều rất tiếc nuối biểu thị, hy vọng thập phần xa vời, có thể trị hết tỷ lệ. Không vượt lên trước ba thành, hơn nữa coi như có thể chữa cho tốt, là tòa tiểu thư cũng rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất thời Pierce nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi lên. Lúc đầu ngay từ đầu Pierce bá tước còn đầy cõi lòng hy vọng, cho là mình thê tử La Toa có thể được cứu trợ. Dù sao đây chính là thế giới tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ vi Mỹ Lạc Á Bác y học liên minh thế giới cao cấp nhất y học tổ chức. Càng đừng Jock bác sĩ trong miệng hai vị kia còn là Nobel y học tưởng, tương quan giải thưởng đoạt huy chương, là trên địa cầu này cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh bác sĩ. Nhưng bây giờ... Bọn họ lại cư nhiên cũng nói mình biểu thị thập phần tiếc nuối, bất lực. Cái này khiến Pierce bá tước nhất thời có dũng khí từ thiên đường tới địa ngục tâm, lý, để ý lịch trình, cũng hoàn toàn khó có thể hình dung hắn lúc này phiền não trong lòng cùng thống khổ. Có thể trị hết tỷ lệ, không vượt lên trước ba thành, hơn nữa coi như có thể chữa cho tốt, là tòa cũng rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Nghe thế hắn thậm chí nhịn không được khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Bởi vì, này loại nói hắn lại làm sao có thể sẽ nghe không hiểu ni. Ba thành, chỉ sợ là căn bản là không có nắm chặt đi. Tôn kính Pierce bá tước, ta cho rằng có thể ngươi hẳn là thử một lần. Ba thành hy vọng, tự hiện nay là tòa tiểu thư loại tình huống này mà nói, ta nghĩ đã là một cái rất cao nắm chặt. Dù sao ngay cả ta Jock, cũng liền cũng chỉ có không được hai thành nắm chặt mà. Thế mà Jock bác sĩ vẫn còn ở khuyên lơn. Bởi vì khi hắn loại này đỉnh cấp, chuyên nghiệp tâm huyết quản chuyên gia bác sĩ xem ra, có thể có ba thành hy vọng, đối với La Toa tiểu thư cái loại này bệnh nghiêm trọng chứng mà nói, đã coi như là một cái rất cao con số. Cái này còn có cái gì chưa đủ? Có thể nghe nói Pierce bá tước lại bỗng nhiên hừ một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói Jock bác sĩ, ta nghĩ ngươi lầm một việc. La Toa là ta yêu nhất thê tử, đừng nói là ba thành hy vọng, coi như là năm thành, bảy thành. Những... Này đều không phải là ta nghĩ nhìn thấy. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, rất kiên quyết nói rằng ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta nghĩ nghe được là 100%. Là hoàn toàn nắm chặt, có thể đem ta ngã vào trên giường bệnh thê tử cứu trở về đến.
100%, Nga tương đương tôn kính Pierce bá tước, ta nghĩ người cái này nhất định là ở nói bậy. Trên đời này tuyệt không khả năng có người có thể đủ làm được loại chuyện đó, đây căn bản không hiện thực. Nghe vậy Jock bác sĩ nhất thời khoa trương mở miệng nói, nghĩ Pierce bá tước hoàn toàn là ở ý nghĩ kỳ lạ. Nhiên nhi lần này, Pierce bá tước đã không để ý tới hắn nữa, mà là xoay người hướng về vẻ mặt bình tĩnh Cantin hấp tấp nói Cantin, người nói vị thầy thuốc kia, có thể mời hắn đến Italia tới sao? Nga tương đương tôn kính Pierce bá tước, người muốn làm gì? Người biết hiện tại đang làm cái gì sao? Lẽ nào người cũng bị này chỉ biết nói bậy người Hoa che mắt sao? Cái quỷ gì trung y, vậy cũng là gạt người, bọn họ làm sao có thể cứu được La Toa tiểu thư? Nhất thời Jock bác sĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tràn đầy giễu cợt mở miệng nói. Nói đùa, làm trò hắn Jock cái ý này đại lợi cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh quyền uy chuyên ra mặt mà, Pierce lại muốn đi thỉnh một cái quỷ gì trung y làm một danh tâm huyết quản bệnh nhân chữa bệnh. Cái đó và nhục nhã hắn, đánh mặt của hắn có cái gì khác nhau? Phải biết rằng cái gì trung y hoàn toàn chính là gạt người, liên ngụy khoa học cũng không tính, vì vậy lại có thể đủ cùng bọn chúng tối quyền uy, tối chuyên nghiệp, tối hệ thống Tây y đánh đồng. Đây quả thực, Nga, đáng chết, tên ngu xuẩn này là bị ngu xuẩn ma quỷ lên thân sao? Ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì, bất quá nhưng thật ra Jock bác sĩ ngươi, tựa hồ đã quên ngươi ở trước mặt ta là thân phận gì. Ừ, có thể nghe nói Pierce bá tước lại lạnh lùng quét Jock bác sĩ liếc mắt, giọng nói có chút sấm nhân nói. Nói đùa, hắn Pierce thân phận gì? Ngươi Jock bây giờ là đang chỉ trích chất vấn hắn sao? Không phải là, ta, tôn kính Pierce bá tước, xin lỗi, là ta quá kích động, nói sai. Mà đang nghe đối phương cái loại này sấm nhân, lạnh lùng giọng, Jock bác sĩ cái này mới đột nhiên phía sau lưng có chút lạnh cả người bừng tỉnh. Lúc này đứng ở trước mặt hắn Pierce, đây cũng không phải là cái gì phổ thông có thể tùy ý hắn bài bố thân nhân bệnh nhân. Mà là vĩ đại thánh La Lan gia tộc, Pierce, bá tước đại nhân. Hơn nữa đồng thời hắn vẫn thánh La Lan tập đoàn thế hệ này người cầm quyền. Không biết thân phận cỡ nào tôn quý. Vì vậy, là hắn Jock loại này tiểu bác sĩ, coi như là ở vòng tròn nội thu được cao tới đâu thành tựu, lớn hơn nữa danh vọng, thậm chí quý vi lạc Abbas thành viên chính thức một trong. Có thể hắn ở Pierce loại này chân chính đại nhân vật trước mặt, cũng còn là cùng gầy yếu, khuyết thiếu dinh dưỡng trẻ con không khác nhau chút nào. Vì vậy nếu là đối phương thật nổi giận, vậy hắn khủng bố phải một giây kế tiếp phải đi gặp Thượng Đế. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được trên mặt vẻ mặt bối rối càng nồng nặc mấy phần, vội vã giọng nói cấp thiết giải thích xin lỗi, tôn kính bá tước đại nhân, ta cũng là để La Toa bệnh tình của tiểu thư suy nghĩ. Dù sao trung y cái loại này hoàn toàn khuyết thiếu khoa học căn cứ chữa bệnh thủ đoạn, thực sự quá buồn cười, không phải sao? Đều như vậy, hắn cũng còn không quên chửi bới trung y, có thể nghĩ trong lòng hắn đối với trung y là có cỡ nào không ngừng. Bản thân lại là cỡ nào ngạo khí. Hanh, ta nghĩ ngươi bây giờ còn là câm miệng của ngươi lại ba tương đối khá. Bởi vì ta đã có một ít nhịn không được, muốn sinh khí. Có thể nghe nói Pierce bá tước lại hừ lạnh một tiếng. Đưa mắt ở đây quét về phía vẻ mặt bình tĩnh Cantin. Hắn mở miệng nói Cantin, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Ngươi bây giờ có biện pháp đem vị thầy thuốc kia mời được chúng ta Italia tới sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn ra được, lấy La Toa hiện tại loại tình huống này, có thể đã không thích hợp nữa tự mình đi đã qua đông phương cái kia xa xôi quá độ. Đương nhiên, tôn kính bá tước đại nhân, ta gọi điện thoại hỏi một chút, nghe vậy Cantin cười biểu thị lý giải. Thế mà lấy ra điện thoại di động của mình, bấm Trần Phi trước từng lưu cho hắn Trung Quốc điện thoại. Di tương đương. Thế nhưng tiếp hắn lại nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra, Cantin? Thấy thế, Pierce ngay tức khắc nói. Điện thoại không có cách nào chuyển được, xem ra ta phải ngẫm lại cái khác biện pháp gì. Cantin nhíu mày nói. Nói như thế, hắn lại lần nữa cầm điện thoại lên bấm tránh một cái mã số. Đợi được điện thoại chuyển được sau. Hắn ngay tức khắc mở miệng nói này, ta là Cantin, đúng. Người bây giờ ngay tức khắc giúp ta tìm một chút, trước chúng ta ở Hoa Hạ tòa thành thị nào, vị kia phó thị trưởng điện thoại. Không sai, hình như là gọi bác cái gì. Hiển nhiên hắn theo điện thoại, là cho quyền thánh La Lan tập đoàn, trước cùng nhau cùng hắn đi Giang Nam khảo sát một vị thành viên. Bởi vì hắn còn nhớ rõ, Trần Phi tựa hồ cùng vị kia phó thị trưởng nhận thức, bằng không. Hắn cũng sẽ không tại nơi loại địa phương nhỏ tiến hành đầu tư.
Một lát sau, một đạo về Hoa Hạ tỉnh Giang Nam Bắc Sơn Thị hiện giữ thị trưởng Hoàng Đào phương thức liên lạc, phát đưa đến canteen điện thoại di động trên. Tới. Hắn ngay tức khắc liên lạc đi qua. Cùng lúc đó, bên đầu điện thoại kia, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng chính đang làm việc thất vùi đầu khổ khô, xử lý sự vụ thời gian, bí thư của hắn đột nhiên đẩy cửa ra đi đến, nghi hoặc cộng thêm thấp giọng nói thị trưởng, có một trận đến từ hải ngoại, tự xưng là Italia Thánh La Lan tập đoàn canteen tiên sinh điện thoại, đánh tới chúng ta cái này. Bên kia nói một chút muốn cùng ngươi mở điện nói. Thánh La Lan tập đoàn canteen. Nghe vậy Hoàng Đào đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tức khắc bừng tỉnh đối phương là ai, lập tức nghiêm túc nói đưa điện thoại cho ta nhận tiến đến. Hiển nhiên hắn đương nhiên vẫn là nhớ kỹ mấy tháng trước chuyện mà. Bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh quan hệ, đối phương tại bọn hắn Bắc Sơn đầu một số lớn tư, hơn nữa càng còn cùng bọn chúng Bắc Sơn các xí nghiệp thành lập thập phần tốt đẹp chính là hợp tác cơ sở, loại này công trạng không biết bị bao nhiêu người ước ao. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể thuận lợi như vậy lên làm thị trưởng. Chỉ là đối phương đột nhiên tìm hắn làm gì? Thân ái thị trưởng tiên sinh, xin chào, còn nhớ ta không? Ta là Italia Canteen, Hoàng Đào vừa tiếp thông điện thoại, Canteen ngay tức khắc nhất khắc không chậm mà hỏi thăm. Đương nhiên, tôn kính Canteen tiên sinh, không biết người tìm ta có chuyện gì mà. Nghe được đối phương miễn cưỡng có thể nghe hiểu Hoa Hạ nói, Hoàng Đào hỏi. Là như vậy. Không biết người bên kia bây giờ có thể không thể liên lạc với Trần tiên sinh, ta bên này gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng lại liên lạc không được. Nghe vậy canteen ngay tức khắc nói ra mình ý đồ đến. Trần tiên sinh, ngươi nói chẳng lẽ là Trần Phi Trần tiên sinh, xin lỗi, không biết canteen tiên sinh ngươi tìm Trần tiên sinh, có chuyện gì mà. Vừa nghe đến lời của đối phương, Hoàng Đào ngay tức khắc thần sắc run sợ, nói. Hỏi nghi ngờ trong lòng. Là như vậy. Chúng ta Italia Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, Pierce bá tước đại nhân, thê tử của hắn bị bệnh, là rất nghiêm trọng tình hình, vì vậy ta hướng hắn đề cử y thuật thần kỳ Trần bác sĩ, hy vọng hắn có thể tự mình đến chúng ta Italia một chuyến. Nhưng bây giờ ta lại liên lạc không được hắn, hơn nữa thời gian đã thập phần khẩn cấp. Canteen nói rằng, T, Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, nghe vậy dù là Hoàng Đào loại này tránh tính cấp địa cấp thành phố thị trưởng cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ. Bởi vì Thánh La Lan tập đoàn đây chính là thế giới nghe tiếng đỉnh cấp xa xỉ phẩm tập đoàn, liên hắn đều làm có nghe thấy, có quan hệ ở loại này quái vật lớn chuyện tình, tự nhiên rất làm cho chấn động cùng giật mình. Ta hiểu được, canteen tiên sinh ta hiểu được, ta cúp điện thoại trước, ta bên này sẽ ngay tức khắc tận lực thử liên hệ Trần tiên sinh, mà ở hiểu chuyện trọng đại tính sau, Hoàng Đào cũng không chần chờ nữa, nói như thế hết liền cúp điện thoại. Sau đó hắn thử bấm hai lần Trần Phi điện thoại. Đều phát hiện không có kết quả sau, thẳng thắn thần sắc ngưng nhưng mà bấm một cái khác tương đối thần bí điện thoại. Mà điện thoại này, rõ ràng là cho quyền phi báo bên kia. Không lâu sau, đi qua vài lần từ phi báo tầng dưới chót đi lên truyền lại, Hoàng Đào bên này rốt cục nhận được trong truyền thuyết phi báo người quản lý La Viễn Chí La thủ trưởng gọi điện thoại tới. Lúc đầu lấy hắn tránh thính cấp chức cấp, là không có khả năng trực tiếp cùng La Viễn Chí loại này đẳng cấp đối thoại. Bất quá bởi vì hắn đang đánh cho phi báo bên kia trong điện thoại, nhắc tới Trần Phi tên, lúc này mới đặc biệt một tầng đem tin tức truyền đi tới. Trần Phi đang bay báo nội bộ địa vị, tự nhiên không thể nghi ngờ. Là Bắc Sơn thị tiểu hoàng, nghe nói người bên kia muốn tìm Trần Phi tiểu tử kia. Điện thoại chuyển được sau, La Viễn Chí nghi ngờ nói. Đúng vậy, La thủ trưởng, là như vậy, là bởi vì ta bên này có cái tình huống. Mà đang nghe La Viễn Chí thanh âm, Hoàng Đào nhất thời một cái giật mình, đem về canteen gọi điện thoại tới sự tình, toàn bộ nói ra. Italia Thánh La Lan tập đoàn, đó không phải là, ta đã biết, ta bên này sẽ thông báo cho hắn. Nghe vậy La Viễn Chí hơi ngẩn người, bởi vì lấy thân phận của hắn cùng với hắn chỗ chức vị tính đặc thù, tự nhiên rất rõ ràng cái gọi là Italia Thánh La Lan tập đoàn. Đó không phải là chính là Âu Châu ta mafia gia tộc nắm trong tay vơ vét của cải cơ khí sao? Hơn nữa Italia, tiểu tử kia hôm nay không phải là ở Italia sao? Nghĩ đến đây hắn trực tiếp cúp Hoàng Đào điện thoại, về sau lập tức hướng bên cạnh phi báo thành viên hạ lệnh, nói cho chúng ta biết ở lại Italia là mã người, nhượng hắn tra một chút Trần Phi tiểu tử kia hiện tại ở đâu. Nếu là có thể liên lạc với nói, lập tức liên lạc một chút. Vâng. Nhất thời phi báo gật đầu đại thần gật đầu,
xoay người ly khai. Như vậy trong chốc lát sau, hắn lại lần nữa phản hồi, chỉ là lúc này trên mặt hắn thần sắc nhưng có chút cổ quái. Hắn nói rằng thủ trưởng, chúng ta ở lại Italia. Người nói, Trần Tổng huấn luyện viên tựa hồ tiến nhập Italia. Brett gia tộc cổ bảo, bọn họ không có biện pháp đi vào, cũng không liên lạc được Trần Tổng huấn luyện viên. Italia Brett gia tộc. Lần này coi như là La Viễn Chí La thủ trưởng nghe vậy đều có chút trợn tròn mắt. Bởi vì Italia Brett gia tộc, đây chính là tại bọn hắn quốc gia trong tình báo, thuộc về hoàn toàn kiêu ngạo ở màu đỏ tươi răng cái loại này đỉnh cấp tổ chức sát thủ cường thịnh huyết tộc gia tộc. Thậm chí kỳ lực ảnh hưởng, đều từ lâu lan tràn tới toàn bộ Âu Châu, thậm chí coi như là cái gọi là Thánh La Lan tập đoàn phía sau mafia gia tộc, đều tốt giống như xa không cách nào cùng đánh đồng. Nhưng bây giờ, tiểu tử này hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Nghĩ đến đây dù là La Viễn Chí La thủ trưởng cũng không nhịn được hơi có chút cái bù thêm, chẳng lẽ tiểu tử này là muốn liên hợp Brett gia tộc, đối phó màu đỏ tươi răng? Xem ra La thủ trưởng cũng không biết cái gọi là màu đỏ tươi răng, hiện tại kỳ thực đã hủy diệt ở tại Trần Phi trong tay, không tồn tại nữa. Còn nếu là bị hắn đã biết, nhất định sẽ hung hăng sợ giật mình đi. Dù sao, đây chính là thế giới hắc ám sát thủ giới bài danh đệ tứ khủng bố tổ chức sát thủ A. Mà ở nhìn thấy bên này manh mối chặt đứt, La Viễn Chí La thủ trưởng nhìn không được xoa xoa huyệt thái dương, trầm tư suy nghĩ một phen, đột nhiên hồi tưởng lại Trần Phi lần này đi trước Italia, tựa hồ cùng hương cảng khổng lồ kia ta tổ chức cũng có quan hệ. Giúp ta liên lạc một chút hương cảng chợ đêm người bên kia, thì nói ta có một số việc mà muốn hỏi bọn họ một chút. Về Trần Phi tiểu tử kia, hắn lần thứ hai hạ lệnh. Vâng, phi báo thành viên nghe vậy lại lần nữa gật đầu đi ra. Mà lần này đợi chừng gần nửa canh giờ, phi báo thành viên mới đưa nhất bộ quân dụng đặc thù điện thoại thổi phồng trở về, giao cho La Viễn Chí, đồng thời nói rằng thủ trưởng, là chợ đêm tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì cái loại này tồn tại, đường đường hương cảng chợ đêm phó hội trưởng, tựa hồ là trong truyền thuyết cùng vương chủ nhiệm còn có Trần Tổng huấn luyện viên một cấp bậc tồn tại. Cổ vũ giả tiên thiên. Tam đại phó hội trưởng một trong Diêm La. Nghe thế La Viễn Chí cũng không nhìn được thần sắc kinh ngạc kinh, chợt cầm điện thoại lên, chậm rãi nói này, xin chào, ta là phi báo La Viễn Chí. Xin chào, ta là chợ đêm Diêm La, các ngươi bên kia muốn tìm Trần Phi, từ microphone nội truyền đến Diêm La thanh âm. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm ly khai Italia, quay trở về hương cảng. Bởi vì màu đỏ tươi răng hôm nay đã bị diệt, hơn nữa lấy Trần Phi hiện thực lực hôm nay, cũng không cần hắn âm thầm bảo vệ. Đúng vậy, là như vậy. Chúng ta bên này, La Viễn Chí La thủ trưởng chậm rãi nói. Italia Thánh La Lan tập đoàn. Mà khi Diêm La nghe xong La Viễn Chí theo như lời nói sau, nhịn không được giọng nói có chút kinh ngạc nhẹ ồ lên, sau đó sắc mặt hơi cổ quái. Thậm chí có một ít chẳng đáng. Bởi vì Italia Thánh La Lan tập đoàn, không phải là Thánh La Lan gia tộc phóng tới trước đài vơ vét của cải khôi lỗi sao? Mà cái loại này chỉ có thể ở hắc ám hội nghị 11 ghế xếp hàng đoàn kết của trào lưu nhị lưu huyết tộc gia tộc, tùy tùy tiện tiện đặt trước đài tiểu khôi lỗi, lại dám tự tin như vậy, dám để cho Trần Phi tiểu quái vật kia tự mình tới cửa nhìn bệnh. Cái này cũng không tránh khỏi quá để ý mình, quá để mắt Thánh La Lan gia tộc đi. Bất quá đạo lý về đạo lý, nghĩ về nghĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng loại sự tình này mà không tới phiên hắn quan tâm. Dù sao tiểu tử kia tuổi đặt ở, cũng có mình giao tế vòng. Nói không chừng chính hắn kỳ thực rất nguyện ý đi ni. Nghĩ đến đây, Diêm La khẽ gật đầu nói ta hiểu được. Ta bên này có thể liên lạc với hắn, ta đợi sẽ trực tiếp liên hệ hắn, cho hắn nói đi. Tốt, đa tạ, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Diêm La bên kia cũng bấm xa ở Italia Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett điện thoại. Nói tiếp chuyển được sau, hắn lập tức nói này, lão con rơi là ta. Trần Phi tiểu tử kia có đúng hay không ở các ngươi? Hắn điện thoại liên lạc không được, người giúp ta nhượng hắn tiếp được điện thoại. Là Diêm tiên sinh. Nhận được Diêm La điện thoại, lão Brett rất hiển nhiên ngẩn người, sau đó ngay tức khắc nói ngươi là nói Trần các hạ. Tốt, ta đã biết, hắn hiện tại quả thực vẫn còn chúng ta Brett bên trong gia tộc nghỉ ngơi. Ngươi chờ một chút, ta đi nói cho hắn biết. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Hướng về Trần Phi chỗ ở lại thức xa hoa đỉnh cấp phòng xếp đi đến. Như vậy, khúc chiết trăm vòng, không biết thông qua bao nhiêu người miệng,
rốt cục từ từ sắp tiếp cận mục đích. Trần Phi nhận được Diêm La điện thoại. Này, sư thúc người tìm ta. Nghỉ ngơi sau một đêm, Trần vừa mới vừa tỉnh ngủ. Hắn mơ mơ màng màng nói. Không phải là ta tìm ngươi, là ngươi có cái Italia người quen tìm ngươi. Điện thoại di động ngươi thế nào liên lạc không được? Diêm La mở miệng nói. Ta ở Italia người quen. Ai? Nghe vậy Trần Phi nhất thời có chút thần sắc cổ quái, bởi vì hắn ở Italia lúc nào có người quen. Chẳng lẽ là Apple, có thể cũng không đúng đi, nếu hắn muốn tìm bản thân, trực tiếp tới cái này Brett cổ bảo không thì xong rồi, hơn nữa lấy vòng tròn, tại sao có thể tiếp xúc đạt được Diêm La bên kia? Nghĩ như vậy trong lòng của hắn càng mơ hồ, bất quá vẫn là giải thích điện thoại di động ta lúc trước chàng đại chiến kia lúc bị triệt để hủy hoại, điện thoại di động thẻ các loại cũng mất. Nga, như vậy, ta nghe nói là Thánh La Lan gia tộc bên kia, một. Gọi là cái gì canteen người? Hắn hình như là chuẩn bị gọi ngươi đi Italia tới cửa xem bệnh. Nghe vậy Diêm La mới chợt hiểu ra, sau đó lại có một ít trêu ghẹo vậy mở miệng cười nói. Canteen, tới cửa xem bệnh, tình huống gì, biết là chuyện gì xảy ra sao? Nghe vậy nhất thời Trần Phi thần sắc hơi nghiêm túc nói. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ béo người nước ngoài canteen, hơn nữa đương sơ tên kia cũng còn là rất cho hắn mặt mũi, giúp hắn hai lần. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương cư nhiên sẽ có ý tưởng thỉnh hắn tự mình đi Italia xem bệnh. Xem chừng, tình huống thập phần rất nghiêm trọng hình dạng. Thế nào, ngươi thật chuẩn bị đi qua? Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này nói, Diêm La giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thật có ý tưởng đi qua. Đương nhiên, tựa hồ nghe ra tới Diêm La Diêm sư thúc trong giọng nói nghi hoặc, Trần Phi mở miệng cười nói sư thúc. Ta ngoại trừ là một vị cổ vũ giả ở ngoài, còn là một vị địa đạo đạo trung y. Tuy nói ta làm không được hành y tế thế như vậy vĩ đại, nhưng tối thiểu, thấy chết mà không cứu được còn là không làm được. Hơn nữa ta càng tin tưởng loại chuyện này minh minh trong là có nhân quả, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Phải, đã như vậy, ta bên này tự cúp điện thoại trước. Để liên lạc với ngươi, bọn họ bên kia tựa hồ đã trì hoãn không ít thời gian. Nghe vậy Diêm La hơi trầm mặc một chút, cười cúp điện thoại. Hành y tế thế, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có như vậy một màn, thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Mà ở sau khi cúp điện thoại, Diêm La hồi tưởng lại lúc đầu ở dãy núi ép đại liệt cốc nhìn thấy, một cái tiểu tử như vậy khăng khăng, như vậy điên cuồng, như vậy sát khí hướng đỉnh một mặt, nhưng chưa từng nghĩ đến, trừ ở ngoài hắn lại còn giống như cái này hiền lành một mặt. Đúng vậy, thầy thuốc lòng cha mẹ, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Cùng lúc đó, Trần Phi bên kia đã nghĩ biện pháp bấm canteen điện thoại. Nga, thân ái Trần, ta rốt cục nhận được điện thoại của ngươi, là ngươi sao? Ta hiện tại rất cần nghe được thanh âm của ngươi, mà ở điện thoại vừa chuyển được sau, microphone nội tự truyền đến một trận thanh âm dồn dập. Là ta, canteen tiên sinh, xin lỗi để cho ngươi chờ lâu. Điện thoại của ta ở trước đây không lâu vừa mới hỏng rơi, vì vậy. Trần Phi giải thích. Phải, vậy thì thật là không đúng dịp, bất quá đã cũng không trọng yếu. Thân ái Trần, ngươi bây giờ ở đâu? Hoa hạ sao, không biết ngươi có thể hay không đủ đến chúng ta Italia một chuyến, bên này có một vị tình huống cực kỳ nguy cơ bệnh nhân. Hắn là chúng ta Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, Piers bá tước thế tử, La Toa tiểu thư. Canteen vội vàng nói. Canteen ngươi không cần lo lắng, từ từ nói, ta nghĩ ta hiện tại càng nên biết đến tột cùng là bệnh gì. Mặt khác, ta bây giờ không có ở đây hoa hạ, mà là trùng hợp đang ở các ngươi Italia thủ đô, La Mã. Nghe vậy Trần Phi rất là chấn định mở miệng nói. Nga tương đương thượng đế, ta không nghe lầm chứ, ngươi nói ngươi bây giờ ở đâu? La Mã sao, thật sự là quá tốt, ngươi bây giờ ở địa phương nào, ta hiện tại ngay tức khắc phái người đi qua đón ngươi. Chúng ta bây giờ ở Florence ST, dọc đường Á Ca bên trong bệnh viện, nghe thế canteen trong nháy mắt kích động, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Trần Phi cư nhiên đang lúc bọn hắn Italia. Ta hiện tại ở bố, canteen tiên sinh, người hay là trước đem bệnh nhân tình huống nói cho ta biết đi. Trần Phi nói đột nhiên dừng một chút, sau đó cải biến đề tài nói. Hắn lúc đầu muốn thuận miệng nói mình đang ở Italia La Mã Brett gia tộc cổ bảo bên này. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này hình như có chút không lớn hợp,
bởi vì Brett gia tộc ở Italia cảnh nội địa vị, hình như có chút không quá vậy. Nga, đúng đúng đúng, ta còn là hiện đem La Toa tiểu thư tình huống nói cho ngươi biết đi. Này, cái kia ai, ngươi tới đây một chút. Nghe vậy canteen lúc này mới có chút tỉnh táo lại, đem bên trong căn phòng một vị bác sĩ chào hỏi đến, nhượng hắn đem La Toa tiểu thư tình huống cụ thể nói cho Trần Phi. Thỉnh dùng tiếng Anh được không? Ta nghe không hiểu Italia nói. Nhưng Trần Phi lại nghe không hiểu Italia nói, vì vậy bên đầu điện thoại kia lại vội vã thay đổi một cái sẽ nói tiếng Anh bác sĩ. Như vậy, Trần Phi rốt cục hiểu được một ít tình huống cụ thể. Ác tính tâm luật thất thường, cấp tính tả tâm suy, động mạch chủ tường kép. Cái này cũng đều là thế giới nan đề a. Cái này lão đồ kỳ thật đúng là để mắt ta. Sau đó hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm nói. Ác tính tâm luật thất thường, cấp tính tả tâm suy, động mạch chủ tường kép. Cái này không có chỗ nào mà không phải là thế giới cấp tâm tạng, tâm huyết quản tật bệnh, không chỉ có khó có thể trị liệu, hơn nữa tỷ lệ tử vong cực cao, chớ nói chi là bây giờ còn nghiêm trọng đến cái này ba trường hợp cùng xuất hiện. Trách không được lão đồ kỳ tên kia sẽ ngựa chết thành ngựa sống chữa bệnh vậy tìm được hắn cái này đến, chỉ sợ cũng là chân thực khác không có biện pháp. Muốn tận hết nhân lực, thử một chút xem sao. Dù sao tại đây Italia, sẽ không có lợi hại gì chung y đi. Theo hắn lại dùng tiếng Anh làm cho đối phương giảng điện thoại giao cho lão đồ kỳ, sau đó chậm rãi nói được rồi, canteen tiên sinh, ta đã biết cái gì tình huống. Người đem mới vừa nói địa chỉ chia ta đợi sẽ tự mình đi qua đi. Như vậy sao được, hãy để cho ta phái người đi qua đón người đi, thân ái Trần, người yên tâm. Ở Italia chúng ta Thánh La Lan tập đoàn khắp nơi đều là người. Canteen còn tưởng rằng Trần Phi là sợ phiền phức bọn họ, vì vậy ngay tức khắc nói đùa vậy nói rằng. Dù sao Trần Phi thế nhưng đến vì bọn họ đại lão bản thê tử xem bệnh, vì vậy há có thể như vậy chậm trễ, nhượng chính hắn tới đây chứ. Vậy đơn giản quá thất lễ. Không phải là, được rồi, người gọi ở XXX đường cái chờ ta sau nửa giờ đến. Nghe vậy Trần Phi vốn còn muốn cự tuyệt. Nhưng theo còn là sửa lời nói. Đi, không thành vấn đề. Ta hiện tại ngay tức khắc gọi bọn hắn đi XXX đường cái chờ. Nghe vậy lão đồ kỳ tựa hồ cũng có chút chậm quá thần mà đến, không lại hỏi thăm Trần Phi đến cùng ở đâu, mà là theo câu chuyện gật đầu nói. Ta đây trước hết cúp, đợi gặp, canteen tiên sinh. Nghe vậy Trần Phi cũng gật đầu, đem điện thoại cắt đứt. Tôn kính Trần các hạ, người phải đi sao? Mà ở Trần Phi cúp điện thoại sau. Vẫn đứng ở bên cạnh không nói chuyện lão Brett bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta có một ít chuyện riêng muốn đi Florence St. George, St. George đường Á ca y viện một chuyến. Ngươi có thể không phái người đưa ta đi XXX đường cái. Trần Phi cười gật đầu. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của ta. Nghe vậy lão Brett lập tức gật đầu, sau đó hướng về sau lưng người hầu báo cho biết liếc mắt, lúc này mới lại mở miệng cười nói tôn kính Trần các hạ. Sau người bên kia nếu có gì cần giúp một tay, không ngại trực tiếp điện thoại cho ta. Tối thiểu tại đây Italia, thậm chí Âu Châu tuyệt đại đa số quốc gia, chúng ta Brett gia tộc hay là có chút ảnh hưởng lực, có rất ít người dám không nể tình. Ta đây trước hết nhớ kỹ, có việc mà nhất định cho tôn kính các hạ ngươi gọi điện thoại. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vừa nói. Một lát sau, một chiếc điệu thấp xa hoa đỉnh cấp nhãn hiệu xe có rèm che lái ra khỏi Brett gia tộc cổ bảo. Đi tới Italia theo danh XXX đường cái. Trần Phi ở một cái tương đối bí ẩn địa điểm xuống xe, sau đó lại sẽ liên lạc lại canteen một lần, sau cùng một chiếc đỉnh cấp, đại khí Bingley xe có rèm che dừng ở trước mặt hắn, đưa hắn nhận hướng về phía Florence. Florence, là Italia trung bộ một cái thành thị, bầy tư thẻ nạp khu thủ phủ, ở vào Á Bình Ninh trong dãy núi đoạn Tây Lộc Bồn địa trong. 15 tới 16 thế kỷ lúc Florence là Âu Châu tối theo danh nghệ thuật trung tâm, lấy mỹ thuật tạo hình hàng mỹ nghệ cùng hàng dệt lừng danh toàn bộ Âu. Đương nhiên hắn cũng còn là thế giới nghe tiếng nghệ thuật đều, Italia trung tâm văn hóa, Italia ca kịch truyền thừa phát triển nơi. Càng chính mình thế giới mỹ thuật tạo hình học phủ cao nhất Florence mỹ thuật học viện, truyền bá tiếng tăm thế giới. Đến mức Florence St. George đường Á ca y viện, vậy càng là hưởng dự Italia. Thậm chí hơn nửa Âu Châu đỉnh cấp tâm huyết quản y viện, hội tụ không biết bao nhiêu tâm huyết quản tật bệnh loại hình quyền uy chuyên gia. Trong đó đặc biệt George Antequera bác sĩ nhất theo danh, bị coi là Italia y học giới kiêu ngạo. Cũng là tối tiếp cận tiếp theo giới Nobel tương quan giải thưởng người.
Rời đi La Mã mấy canh giờ sau, Trần Phi rốt cục ở Florence ST. Dọc đường á ca cửa bệnh viện gặp được đã lâu Canteen. Không đi theo bên cạnh hắn còn có hai người khác, một vị giữ lại dâu dê tông phát lão nhân, cùng với một vị khác thần sắc thoạt nhìn có chút kiêu ngạo bạch nhân bác sĩ. Trần Phi nhíu phát hiện tên kia, ngắm hướng ánh mắt của mình, tựa hồ có chút bất thiện. Nga, thân ái Trần, ân nhân cứu mạng của ta, ta có thể cuối cùng cũng lại gặp ngươi lần nữa. Xin cho phép ta cho ngươi giới thiệu ngươi, vị này chính là chúng ta Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản, đồng thời cũng là chúng ta Thánh La Lan bên trong gia tộc bá tước đại nhân, Pierce bá tước. Canteen ôm nhiệt tình Trần Phi, sau đó hướng Trần Phi giới thiệu vị kia giữ lại dâu dê tông phát lão giả. Xin chào, Trần bác sĩ, ta là Thánh La Lan gia tộc Pierce, rất vinh hạnh có thể tại đây nhìn thấy ngươi, cũng rất cảm tạ ngươi. Pierce hướng Trần Phi đưa tay ra. Xin chào, Pierce bá tước, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm tạ Canteen tiên sinh, dù sao nếu không phải của hắn nói, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Trần Phi thấy thế cũng cười đưa tay ra, Phi mở miệng cười nói. Thân ái Trần, ta nghĩ Pierce bá tước có thể sẽ không quên công lao của ta. Bất quá, là tòa bệnh của tiểu thư, ngươi có nắm chắc không? Canteen đương nhiên nghe được Trần Phi trong giọng nói trêu ghẹo, đầu tiên là cười lắc đầu, sau đó lại thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Bởi vì hắn trước đến thăm theo đem người gọi tới, đều quên hỏi Trần Phi, đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể trị liệu là tòa bệnh của tiểu thư. Nếu là liên ba thành đều không được, vậy. Là tòa tiểu thư, chính là người bệnh nhân kia tên sao? Yên tâm đi, Canteen, ngươi hẳn là hiểu ta cũng không đánh không nắm chắc trưởng, nếu là ta không có nắm chắc nói, tự không sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phủi phiết, mở miệng cười nói. Tuy nói ác tính tâm luật thất thường, cấp tính tả tâm suy, động mạch chủ tường kép đều là thế giới tính nan đề, bất quá khi hắn loại này không phải người bình thường trước mặt, ngược lại cũng không như vậy vướng tay chân, có biện pháp trị hết. Thực sự, mà đang nghe Trần Phi nói, vô luận là Canteen hay hoặc là Pierce bá tước cũng không nhịn được trên mặt thần sắc cả kinh, ngạc nhiên kêu to lên. Bởi vì Trần Phi lời này ý tứ, chẳng phải là nói hắn thật sự có biện pháp, có thể trị liệu. Quả thực nói bậy. Có thể nhưng vào lúc này, thầy thuốc kia trang phục dóc bác sĩ lại bỗng nhiên sắc mặt chợt biến lên, nhảy ra, dùng tay chỉ Trần Phi đổ ập xuống chất vấn lẽ nào người Đông Phương đều giống như người vậy thích hồ ngôn loạn ngữ, tùy tiện há mồm nói mạnh miệng sao. Có nắm chắc, ngươi cho là ngươi là ai? Ngả địch Steven, à người Butini áo vâng ni. Ngươi cũng biết ngay cả vâng bối đạt tương quan y học giải thưởng đoạt huy chương, đều đúng là tòa tiểu thư tình huống biểu thị tiếc nuối. Lẽ nào ngươi còn cho rằng, y thuật của mình đã mạnh hơn Nobel giải thưởng đoạt huy chương sao? Dóc bác sĩ ngươi đang làm gì? Còn xin ngươi lập tức câm miệng. Lão đầu kỳ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, quát lạnh. Dóc bác sĩ, ta biết trong lòng ngươi đối với trung y có thành kiến, có thể ngươi bây giờ tốt nhất cũng làm rõ ràng cục diện cùng tình hình. Ngươi không làm được sự tình, cũng đừng quấy rầy người khác đi làm, bằng không, ta nghĩ ta hội khảo mời rời đi nơi này. Ngay cả Pierce cũng là biến sắc, lạnh lùng khiển trách. Không phải là, tôn kính Pierce bá tước đại nhân. Nghe vậy Dóc bác sĩ nhất thời có chút luống cuống, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, một lần đầu đầy mồ hôi muốn há mồm giải thích. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị người trực tiếp đem lời cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi khóe miệng vẽ bề ngoài theo, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua nhàn nhạt vẻ trào phúng, nhìn phía đối phương. Thản nhiên nói Nobel giải thưởng đoạt huy chương, ngươi là đang nói bản thân sao? Đương nhiên, không phải là ta hai vị quan hệ cá nhân bạn rất thân. Hai người bọn họ vị lại cẩn thận phân tích là tòa bệnh tình của tiểu thư sau, đều biểu thị tình huống chân thực quá nghiêm trọng, bất lực. Vì vậy ngươi, ha ha nghe vậy Dóc bác sĩ sắc mặt cứng đờ, tựa hồ bị đâm đến rồi cái gì chỗ đau, mà là nhịn không được vô ý thức sắc mặt thập phần bất hữu thiện nhìn Trần Phi, ha ha chào phúng. Hắn thấy, cái này hoàn toàn chính là một cái Đông Phương một quốc độ lừa đảo. Là tòa bệnh chứng của tiểu thư, ngay cả bọn họ tối quyền uy, tối chuyên nghiệp Tây y đều bất lực, cái loại này hoàn toàn lấn gạt người Trung y, làm sao có thể hữu dụng. Hơn nữa, cái này Đông Phương tiểu tử mới bay lớn. Chỉ sợ cũng cùng con của hắn không sai biệt lắm vậy niên kỷ, có thể có bao nhiêu làm nghề y kinh nghiệm, có thể hiểu nhiều lắm ít y học. Đây quả thực là một hồi trò khôi hài. Là ở hồ đồ. Nga, nguyên lai là bằng hữu ngươi.
Vậy ngươi chỉ sợ cũng không là cái gì xuất sắc bác sĩ, cũng không hiểu được cái gì là trị bệnh cứu người. Can Tiên tiên sinh, ngươi nói không sai, loại này cũng chỉ sẽ trên miệng nói một chút người, quả thực hẳn là câm miệng. Thế mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chợt liền như là đuổi như con ruồi phất phất tay, thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Mẹ, cũng không phải ngươi được Nobel tưởng, kiêu ngạo cái giám a, thực sự là mất mặt. Ngươi, nhất thời Dốc bác sĩ bị tức được yêu thích sắc đỏ lên, hãy cùng chư can vậy. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy nhục nhã hắn, châm chọc hắn không có được Nobel giải thưởng. Nếu là trước mắt người này không phải là Pierce bá tước mời tới, chỉ sợ hắn đã sớm cả tiếng giận, tìm người đem ném ra cái này cửa bệnh viện. Hắn Dốc Antekera thân phận gì, địa vị gì, lại là tùy tùy tiện tiện người nào, cái gì Đông Phương lừa đảo, là có thể như vậy vũ nhục hắn. Bản thân không được, tự đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngay tại lúc sau một khắc, Trần Phi lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng nói có thể ở trong mắt người khác, ngươi coi như là một y thuật nhất bản bản cái gọi là chuyên gia, có thể ở trong mắt ta, ngươi lại không đáng một đồng, thậm chí không xứng được gọi là một gã hợp cách bác sĩ. Bởi vì ngươi tầm mắt quá nhỏ, mà như vậy, không biết sẽ hại chết bao nhiêu vô tội bệnh nhân. Ngươi, nói bậy. Nhất thời Dốc bác sĩ trên mặt đỏ lên thành chư can sắc mặt, đổi giá bán càng thêm khó coi. Bởi vì Trần Phi cái mũ này cho hắn chân thực trừ được quá, cái gì gọi là hắn Dốc đầu óc quá nhỏ, cái gì gọi là như vậy không biết sẽ hại chết bao nhiêu vô tội bệnh nhân. Các ngươi bộ kia cái gọi là trung y, hoàn toàn chính là lấn gạt người siếc, thậm chí ngay cả các ngươi người Đông Phương đều như vậy yêu lừa dối người. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Nghĩ đến đây hắn chân thực nhìn không được trong lòng không nghèo cùng phẫn nộ, dĩ nhiên lại nhảy ra, chỉ vào Trần Phi mũi chất vấn người biết nhân thể trái tim có bao nhiêu cây trọng yếu huyết quản sao. Người biết tâm luật thất thường nghiêm ngặt lại nói tiếp đã không đơn thuần là y học giới nan đề, càng còn liên lụy đến vật lý, người hiểu được như vậy bệnh nghiêm trọng chứng, y lý là cái gì không? Là tòa tiểu thư tình huống ngay cả Nobel tương quan y học giải thưởng đoạt huy chương cũng không có biện pháp tốt, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi gạt người cái gọi là trung y, quả thực chính là trò cười. Hắn quả thực chính là bất cứ giá nào, lại một lần nữa không để mắt đến Pierce bá tước cảnh cáo. Dốc bác sĩ, xin đừng đem ta đối với ngươi dễ dàng tha thứ trở thành là ngươi cản rỡ tư bản. Ngươi thật nghĩ đến ngươi ở trước mặt ta coi là vật gì vậy? Mà ở nhìn thấy Dốc bác sĩ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn lời của mình, Pierce bá tước rất hiển nhiên có chút tức giận, sắc mặt âm trầm. Theo sát mà chỉ thấy hắn phất tay hướng phía sau báo cho biết một chút. Nga, không tương đương tôn kính bá tước đại nhân, người đây là muốn làm gì? Để xuống, buông. Nhất thời vẻ mặt khoan dung, di chỉ khí huy Dốc bác sĩ biến sắc, sau đó thần sắc có chút bối rối cả lăm. Bởi vì sẽ ở đó Pierce bá tước ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới, theo sát mà liền có hai vị mặc tây trang đen, mang kính râm, thần sắc khí chất cực kỳ lãnh khốc tên từ phía sau đi lên. Sau đó một tả một hữu nhấc lên hắn hai cái tay cánh tay. Không, tôn kính bá tước đại nhân, ta có thể là vì tốt cho ngươi, để La Toa tiểu thư sinh mệnh phụ trách. Nga tương đương thượng đế, các ngươi nhất định là bị con này sẽ lấn đám lừa đảo phương lừa đảo hạ cái gì chú ngữ. Trung y, hoàn toàn chính là giả, không có khoa học căn cứ gì đó, tại sao có thể cùng chúng ta tối quyền uy tây y đánh đồng. Dốc bác sĩ nhất thời cãi lộn. Đương nhiên cùng lúc đó. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng có chút luống cuống. Bởi vì hắn biết rõ mình cùng trước mắt vị này Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản trong lúc đó chênh lệch. Mọi người đều biết, Italia chính là mới văn hóa đều, cũng càng là thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm tập hợp nơi. Italia Thánh La Lan tập đoàn, coi như là phóng nhãn thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm vòng, cũng tuyệt đối cũng coi là trước 10 trước năm tồn tại. Kỳ kỳ dưới sở ban bố xa xỉ phẩm nhãn hiệu không biết có bao nhiêu. Bị thế giới đông đảo phú hào, kẻ có tiền, quý tộc mưu cầu danh lợi, truy phủng, ở trong mắt người ngoài hoàn toàn chính là siêu cấp kinh khủng vơ vét của cải cơ khí. Bởi vậy sinh ra ra lực ảnh hưởng tự nhiên cũng không bình thường. Mà hắn Dốc Antekera, nhiều nhất cũng chính là cái bác sĩ, coi như trên đầu chỉ vào trên thế giới này tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ vi Mỹ Lạc Á Bác y học liên minh thành viên chính thức mũ. Có thể ở Pierce loại này Thánh La Lan tập đoàn đại lão bản trước mặt, cũng còn là có vẻ quá yếu, không gì sánh được cách xa. Cá nhân phát triển coi như là lại nghịch thiên,
nhiều bước nữa, có thể cùng này đủ để áp đảo pháp luật cùng chính quyền trên quái vật lớn siêu cấp tập đoàn mà nói, cũng còn là có vẻ quá miểu tiểu. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, Italia pháp luật hoàn toàn chính là bọn họ thao túng chế định, cái gọi là người lãnh đạo quốc gia, cũng là tại bọn hắn điều khiển dưới sinh ra. Hanh, tên ngu xuẩn. Thấy tình cảnh này, ngay cả lão Đồ Kỳ cũng không nhịn được trào phúng vậy hừ lạnh một tiếng. Bởi vì, này Jock Antequera chân thực có chút quá tự tin, thật cho là mình coi là vật gì vậy. Dám ở trường hợp này vũ nhục hắn can tin thánh La Lan ân nhân cứu mạng, hơn nữa bây giờ còn là duy nhất có khả năng cứu tốt La Toa tiểu thư hy vọng. Cũng may mà Pierce bá tước tính tình tốt, không muốn cùng hắn không chấp nhặt, nếu đổi thành hắn lão Đồ Kỳ. Sợ rằng cái này không dài óc tên ngu xuẩn nên đi gặp Thượng Đế, nên đi đại hải trong kiến thức một chút cá mập hàm răng. Hanh, Vân chờ đã. Đã có thể lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, nhưng lại ngăn trở những người áo đen kia muốn Jock bác sĩ mang đi cử động. Một màn này khiến vô luận là lão Đồ Kỳ hay là Pierce bá tước đều ngẩn người, người sau theo sát mà mở miệng nói thân ái Trần Tiên Sinh, xin lỗi, chuyện này là ta sơ sẩy cùng sai lầm. Người yên tâm, ta sẽ nhường cái này đáng ghét tên tiêu thất ở chúng ta trước mắt. Chí ít ở người vì La Toa triển khai cứu trị trước, ta bảo chứng, chúng ta bên tai tuyệt không sẽ tái xuất hiện từ trong miệng hắn phát ra tạp âm. Nga tương đương không, bá tước đại nhân, ngươi là muốn giam lỏng ta sao? Ngươi không có quyền lợi làm như vậy, không, ngươi có thể làm như vậy. Nghe vậy Jock bác sĩ nhất thời luống cuống, đại hống đại khiếu lên. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại trực tiếp đem đang chuẩn bị hạ lệnh, nhượng bảo tiêu đem Jock bác sĩ mang đi Pierce bá tước nói cắt đứt. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, thật sâu nhìn Jock Antequera bác sĩ, sau đó lạnh lùng nói nếu là ở quốc nội gặp giống như ngươi loại này chỉ biết nên thông minh tên, có thể ta đều mặc kệ. Bất quá ai bảo ngươi là cao quý chính là người ngoại quốc ni. Thật cho rằng đầu thai xuất thân ở Âu Châu, là có thể tài trí hơn người. Tùy tùy tiện tiện vũ nhục chúng ta vĩ đại hoa hạ dân tộc lão tổ tông lưu truyền xuống khôi bảo. Xin lỗi, có thể chỉ ngươi loại phế vật này, còn không có tư cách đó. Lúc đầu ở địa cầu này, quả thực vô luận là từ được hoan nghênh, tín nhiệm trình độ, hay là y học địa vị mà nói, Tây y nếu so với Trung y lợi hại nhiều lắm. Thế nhưng, cái này nhưng cũng không phải là miệng kia thúi tên, nhìn không thấy Trung y, miệt thị Trung y, thậm chí lung tung tát nước dơ mượn cớ. Trung y là ngụy khoa học. Trung y sư lấn đám lừa đảo Tây, là Đông phương mánh khóe bịp người. Người ngu xuẩn, chưa thấy qua quen mặt, ta đây có thể không trách ngươi. Bất quá ngươi loại này cái gì cũng đều không hiểu tên, lại dám ở trước mặt ta như vậy nói bậy, lung tung cho chúng ta Trung y tát nước dơ, ta có thể không có biện pháp làm được ngồi yên không lý đến, nghe không được. Trần Phi vẻ mặt giễu cợt nhìn Jock bác sĩ, sau đó hơi dừng lại một chút. Lại lạnh lùng mở miệng nói ngươi muốn hỏi ta Tây y bệnh lý, xin lỗi, ta là không hiểu, bất quá ngươi minh bạch cái gì là nhân thể âm dương sao? Cái gì là ngự âm dương ngũ hành thay đổi sao? Cái gì là tiên thiên hậu thiên chí khí sao? Xem ra ngươi cũng không hiểu, đã như vậy, ta có đúng hay không cũng có thể nói ngươi cũng là một tên lường gạt. Âu Châu Italia lừa đảo. Câm miệng, ngươi coi là vật gì vậy, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta nói chuyện như vậy? Ngươi mới bay lớn, ngươi tại thế giới y học trong phạm vi có ảnh hưởng gì lực? Trung y, đó chính là đám lừa đảo Tây, là lạp, có thể nghe nói Jock bác sĩ lại nhảy dựng lên, không nghĩ tới Trần Phi loại này lừa đảo người Đông Phương lại còn là chất vấn hắn. Cái gì âm dương, cái gì ngũ hành, cái gì tiên thiên hậu thiên, hoàn toàn chính là gạt người. Jock bác sĩ nhảy chân trầm giọng nói. Nói đùa, là tòa bệnh chứng của tiểu thư. Ngay cả hắn như vậy Italia lợi hại nhất tâm huyết quản quyền uy chuyên gia, đường đường trên thế giới này tam đại cao cấp nhất y học liên minh tổ chức một trong, tên đầy đủ vi Mỹ Lạc Á Bas y học liên minh thành viên chính thức đều không nắm chặt chỉ tốt, chỉ bằng cái này Đông Phương lừa đảo, cái quỷ gì Trung y. Xin nhờ, đừng nói giỡn, bởi vì hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Hắn tuyệt không khả năng chữa cho tốt La Toa tiểu thư tâm huyết quản trái tim trọng bệnh. Dĩ nhiên, vạn nhất. Nếu Trần Phi thật có thể đủ đem chữa cho tốt ni. Hắn hoàn toàn không nghĩ quá. Bởi vì nếu Trần Phi thật có thể đủ thành công, đây chẳng phải là chứng minh, hắn Jock Antequera, đường đường Italia cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh quyền uy chuyên gia, Lạc Á Bas thành viên chính thức một trong,
cư nhiên sẽ liên một cái Đông Phương lừa đảo cũng không bằng. Làm sao có thể, vậy tuyệt đối không có khả năng. Cái quỷ gì Trung Y, đây tuyệt đối là gạt người. Cái này Đông Phương tiểu tử tuyệt đối là một tên lường gạt. Vì vậy nghĩ đến đây, trong miệng hắn mặt cũng không khách khí, các loại chất vấn, các loại khinh bỉ, các loại tát nước dơ đều thốt ra, thậm chí ngay cả thô tục đều nhanh muốn mắng ra. Bất quá lúc này đây đã có người ngồi không yên. Ba một tiếng, lão đầu kỳ trực tiếp một cái bước xa xông lên, một cái tát hung hăng rơi vào giọng bác sĩ trên mặt, tức miệng mắng to người đây là đang ném chúng ta người ý mặt. Ngươi, ngươi, can tiên tiên sinh ngươi cư nhiên đánh ta, Nga, ngươi không biết đây là phạm pháp sao? Ta muốn cáo ngươi, một lúc lâu, giọng bác sĩ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, nhất thời như mèo bị đạp trúng đuôi vậy, một tay bụng mặt. Một vừa chỉ lão đầu kỳ không lý trí tức miệng mắng to. Nói đùa, từ hắn Jock Antequera ở quốc tế y học giới thanh danh thức khởi sau, chưa từng bị loại đãi ngộ này. Bị người phiến lỗ tai. Có thể tiếp, rồi lại là ba một tiếng, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Jock bác sĩ thân thể đều xoay một vòng. Cáo, xin lỗi, chúng ta Thánh La Lan tập đoàn luật sư bộ môn tùy thời xin đợi ngươi pháp viện thư mời, chỉ cần ngươi chính mình lớn như vậy năng lực nói. Lúc này đây cũng Pierce bá tước tự mình xuất thủ, lạnh lùng quăng hắn một cái tát, khinh thường nói. Sau đó hắn vừa giống như chuyện gì đều không phát sinh vậy, hướng về Trần Phi mở miệng nói thân ái Trần, đừng để ý tới loại này óc có vấn đề tên, hắn cũng không thể đủ đại biểu chúng ta người ý. Chúng ta còn là đi vào trước đi. Xin lỗi, tôn kính Pierce bá tước, nếu là hắn vẻn vẹn vũ nhục ta, ta còn có thể lòng từ bi, không cùng loại này chỉ biết nên thông minh phế vật tính toán. Bất quá, hắn lại ô nhục chúng ta lão tổ tông truyền xuống tới ngỗi bảo, vũ nhục trong lòng ta rất là tự hào Trung Y. Vì vậy chuyện này sẽ không như vậy đơn giản kết thúc. Nhưng Trần Phi lại cư nhiên cự tuyệt hắn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại đem cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng nhắm ngay Jock bác sĩ, thản nhiên nói Jock bác sĩ đúng không? Người đã nhìn như vậy không dậy nổi Trung Y, vậy nếu không nhưng mà chúng ta đánh cuộc thế nào? Cái gì đổ, Jock bác sĩ mặt âm trầm nói. Rất đơn giản, tự lấy bệnh nhân này vì đánh cuộc. Ta nếu là đem hắn chữa cho tốt, vậy ngươi nhất định phải ở toàn thế giới lớn nhất, tối quyền uy y học tuần san trên, lấy cá nhân danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng Trung y. Mà nếu ta thua, không đem hắn chữa cho tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Trần Phi nhìn hắn chậm rãi nói. Sau đó vẻ mặt trào phúng, lại nói thế nào, tôn kính Jock bác sĩ. Ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy dù là Jock bác sĩ như vậy nhìn không thấy Trung y, như vậy coi thường Trần Phi, tự tin như vậy. Cũng còn là thoáng cái sắc mặt thay đổi. Bởi vì nếu là hắn thật làm ra chuyện như vậy, ở toàn cầu lớn nhất, tối quyền uy y học tuần san trên, lấy cá nhân danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng Trung y. Vậy hắn tất nhiên về sau ở vòng tròn nội đều muốn có tiếng xấu, bị người chào phúng tức giận mắng. Bởi vì Trung y, vậy coi như vật gì vậy, có tư cách gì cùng bọn chúng tối quyền uy, tối hệ thống Tây y đánh đồng, chớ nói chi là còn hơn, làm sao có thể, quả thực chính là nói đùa. Thế nào, không dám sao, nếu Jock bác sĩ ngươi không dám nói, xin lỗi, có thể ta sẽ nhường ngươi trực tiếp làm như vậy, ở toàn cầu lớn nhất, tối quyền uy y học tuần san trên, lấy cá nhân danh nghĩa thừa nhận Tây y không bằng Trung y. Mà như vậy ngươi sẽ mất đi phục tùng cơ hội. Có thể tiếp Trần Phi nói lại khiến sắc mặt hắn tái biến. Ngươi là đang uy hát yêu ta sao? Nga tương đương chỉ bằng ngươi. Chính là một tên lường gạt người Đông Phương, Jock bác sĩ mặt âm trầm, khinh thường nói. Uy hát yêu ta. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi co rụt lại, bắn ra lưỡng đạo lợi hại băng lạnh ánh mắt, có thể ngươi cho là như vậy cũng không sai đi. Ta chính là uy hát yêu ta ngươi, thế nào? Mà đang nghe lời như vậy, Jock bác sĩ lại bỗng nhiên tránh ra đem cánh tay hắn cái theo lưỡng tây trang đen nam tử, sau đó vẻ mặt trào phúng cùng cười lạnh đi tới Trần Phi trước mặt, ngẩng đầu, châm chọc nói Nga tương đương ta vừa mới nghe được cái gì. Tự như người vậy một cái đến từ kinh tế chứng thực địa khu người Đông Phương, lại dám tại đây Italia lãnh thổ trên nói muốn uy hát yêu ta ngươi, ngươi cho là ngươi là ai? Tôn kính Pierce bá tước đại nhân sao? Xin nhờ. Cái này vui đùa có thể cũng không tốt cười. Thấy hắn nói như vậy, lại thêm Trần Phi trước một đoạn quả thật có như vậy một ít quá tự tin,
vì vậy Lâm Pierce bá tước cũng không nhìn được cùng lão Đồ Kỳ nhìn nhau liếc mắt, hơi có chút sững sờ. Bởi vì hắn chân thực không rõ cái này Đông Phương thanh niên nhân có cái gì lo lắng, lại dám như vậy minh mục trương đảm nói muốn uy hát Iota Jock bác sĩ. Dù sao, tuy rằng Jock bác sĩ khi hắn Pierce trong mắt không coi vào đâu, nhưng đối với Trần Phi như vậy dị quốc tha hương bình thường người Đông Phương mà nói, cũng vẫn không như vậy thông thường. Bởi vì Jock là bọn hắn Italia cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia, rất có ảnh hưởng lực. Phải, đối với ngươi hiện tại lại cũng không có lại đùa giỡn với ngươi. Nhưng Trần Phi lại khóe miệng khinh thường ngoéo. Một cái, lấy ra điện thoại di động của mình. Ha ha, Trần thực sẽ trang sờ làm dạng người Đông Phương lừa đảo. Ngươi có thể phải hiểu rõ, nơi này là ở Italia, không phải là các ngươi cái gì phát triển kinh tế lạc hậu khu vực. Uy hát Iota ta, có bản lĩnh hiện tại để ta xem một chút, ngươi có thể thế nào uy hát Iota ta, chỉ bằng ngươi sao? Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này khinh thường nói, Jock bác sĩ rốt cục lại lần nữa tức giận vạn phần, thông suốt đi ra ngoài chỉ vào Trần Phi la ầm lên. Ngươi yên tâm đi, vũ nhục trong chúng ta chị, ngươi thật cho rằng chuyện này có thể như vậy tùy tùy tiện tiện không có chuyện gì. Trần Phi khóe miệng gợi lên lau một cái làm người ta hơi có chút cực sợ cười nhạt, thản nhiên nói. Lúc này nếu là có quen thuộc Trần Phi tên tại đây, sợ rằng sẽ ngạnh sinh sinh nhìn không được dùng mình. Thế mà Jock bác sĩ lại còn không biết cái gì phạm vào cỡ nào sai lầm lớn, cho rằng Trần Phi chỉ là cái Đông Phương lừa đảo, chỉ có thể ở trên miệng cậy mạnh, nhưng thật ra là căn bản không dám đem hắn thế nào. Mà Pierce đám người cũng là cảm thấy như vậy. Bởi vì, dù sao đây không phải là Hoa Hạ, mà là bọn hắn Italia, mà Jock Antequera lại là bọn hắn Italia, cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh quyền uy chuyên gia, Lạc Abbas thành viên chính thức một trong, lực ảnh hưởng thập phần đại. Thậm chí ngay cả không ít thế lực cao cấp thành viên đều cùng hắn từng có cùng xuất hiện, nhượng kỳ xem qua bệnh. Nếu là bọn họ chân thực không có biện pháp tin tưởng, tự Trần Phi loại này tuổi quá trẻ người Hoa, coi như tại bọn hắn Hoa Hạ bản thổ có chút năng lực, có thể, cũng không có khả năng bắt tay đưa đến bọn họ Italia đến đây đi. Lường trước hắn không có khả năng có lớn như vậy khả năng. Phải, tốt lắm, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút loại này nói bậy người Hoa. Có năng lực gì có thể ở Italia uy hát Iota ta Jock Antequera? Nói cho người biết, có thể các người không biết đi. Ngay vài tháng trước, ta từng vi cao quý chính là Brett gia tộc phân khối đồng ý đô bá tước đại nhân nhi tử đã làm một hồi giải phẫu, đem tánh mạng của hắn cứu vãn trở về. Có vào trước là chủ ý tưởng, Jock trên mặt vẻ trào phúng càng đậm liệt, thậm chí còn đem lá bài tẩy của mình, dựa ngẩng cao nói ra. Phân khối đồng ý đô bá tước đại nhân. Đây chính là bọn họ Italia lại một vị gia tộc cổ xưa đại nhân vật. Thậm chí ngay cả Pierce bá tước nhân vật như vậy ở trước mặt đối phương, cũng không thể đủ cường thế bao nhiêu, bởi vì vị kia dòng họ thế nhưng Brett. Đây chính là một cái liên thánh La Lan đều không đuổi theo kịp cao quý, lớn nhất dòng họ. Đây cũng là trước hắn dám ở Pierce trước mặt, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cản rỡ lo lắng chỗ. Phân khối đồng ý đô. Quả nhiên, đang nghe cái tên đó sau. Coi như là Pierce bá tước đều có chút hơi biến sắc. Bởi vì Brett cái họ này thì quả thực quá có lực uy hát Iota, vì vậy coi như là hắn Pierce cùng đối phương đều là bá tước, cũng vẫn còn có chút lo lắng chưa đủ, trong lòng kiêng kỵ. Đến mức lão Đồ Kỳ đang nghe lời như vậy thời gian, càng lại càng hoảng sợ, dù sao, đây chính là Brett gia tộc A. Nghiêm ngặt lại nói tiếp coi như là bọn họ Thánh La Lan gia tộc, ở đối mặt với đối phương cái kia Italia ông vua không ngay lúc. Cũng chỉ có thể xem như là nhĩ lưu, chưa bao giờ có chân chính ngẩng đầu cơ hội. Vì vậy nếu Trần Phi thật bởi vì Jock cái loại này tên, mà không cẩn thận đắc tội Brett gia tộc cái loại này quái vật lớn, không cẩn thận đắc tội phân khối đồng ý đô bá tước đại nhân nói. Hoàn toàn chính là dùng trứng gà gặp mặt tảng đá cứng rắn A. Ở Italia, Brett gia tộc nếu là muốn một người tiêu thất, sợ rằng hoàn toàn chính là từng phút chuyện mà, ai đứng ra đều không dùng. Trừ phi là màu đỏ tươi răng cái loại này giống như tử thần hắc ám sát thủ thế lực, nhưng vấn đề là. Đoạn thời gian trước màu đỏ tươi răng cũng đã đột ngột, quỷ dị bị người cho trong một đêm diệt môn. Vì vậy thay lời khác mà nói, từ nay về sau, Brett gia tộc chính là bọn họ Italia chân chính ông vua không ngai. Không có người nào gan dám phản kháng. Thân ái Trần. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được trong lòng ám ám thở dài một hơi. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng lôi một chút Trần Phi, khẽ lắc đầu một cái.
Hắn tuy rằng có thể lý giải Trần Phi tâm tình lúc này. Rõ ràng mình chính là cái lợi hại trung y, lại bị dóc loại này tên như vậy trào phúng, lung tung tát nước dơ. Có thể Brett gia tộc dù sao cũng là Brett gia tộc. Ai bảo hắn dóc Antekera leo lên như vậy tồn tại ni. Trần Phi là hắn lão đồ kỳ ân nhân cứu mạng, vì vậy hắn không muốn đối phương tại đây Italia chọc dưới đại phiền toái. Dù sao nếu là phân khối đồng ý đồ bá tước thật xuất thủ, sợ rằng, ngay cả Piers bá tước đều biết thật sâu kiêng kỵ. Brett gia tộc, phân khối đồng ý đồ bá tước, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười cười, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ngoạn vị trào phúng dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì, Nga tương đương ngươi nhìn ta trí nhớ này, tựu như ngươi vậy đông phương lừa đảo, xã hội tầng dưới chót, làm sao có thể đủ chạm đến Brett gia tộc như vậy tôn quý, đỉnh cấp tồn tại ni. Bất quá ngươi ngày hôm nay có thể nghe thế dạng tục danh, coi như là vinh hạnh của ngươi. Uy hát yêu ta ta, chỉ bằng ngươi, Jock bác sĩ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng, khinh thường nói. Tôn quý, đỉnh cấp tồn tại, có thể trong mắt ngươi đúng là như vậy, chỉ là. Ta cũng rất muốn biết đợi, ngươi vẫn có thể như vậy bật cười sao? Trần Phi lắc đầu, cầm điện thoại lên. Hắn tự nhiên là chuẩn bị cho lão Brett gọi điện thoại tới. Dù sao cái gì phân khối đồng ý đồ bá tước, cấp quá thấp, hắn đều lười không coi vào đâu. Nga, tôn kính Trần các hạ, lại nhận được điện thoại của ngươi thực sự là quá vinh hạnh. Không biết các ngươi chúng ta Italia xinh đẹp mới Minh Châu, Florence quá có khỏe không? Điện thoại vừa chuyển được, bên trong tự truyền đến lão Brett sang sáng tiếng cười. Đương nhiên, Florence đúng là cái rất có mị lực thành thị, cùng ta ở La Mã nhìn thấy chấn động chẳng phân biệt được trên dưới. Nghe vậy Trần Phi mở miệng cười nói, khắp văn nghệ phạm trù. Ha ha, phải, vậy ngươi nên ở chúng ta Italia nhiều chơi mấy ngày, nhiều đi một chút nhìn. Tốt rồi, tôn kính Trần các hạ, nói chính sự mà đi, không biết có chuyện gì mà cần bọn ta Brett gia tộc đi làm. Nghe thế bên đầu điện thoại kia lão Brett cười to cười, theo thoại phong nhất chuyển, hỏi. Rất hiển nhiên, hắn lại không ngốc, đương nhiên minh bạch Trần Phi lúc này mới vừa ly khai La Mã vài canh giờ. Tự lại cho hắn lão Brett gọi điện thoại tới, nhất định là chuyện gì xảy ra mà, có thể gặp được cái gì phiền toái nhỏ. Vậy được rồi, ta đây liền nói thẳng, các người Italia Florence ST, Jock đường Á ca y viện có cái gì Jock bác sĩ, hình như trong lòng huyết quản lĩnh vực có chút lực ảnh hưởng, hoàn hảo giống như nhận thức các ngươi gia tộc cái gì, phân khối đồng ý đô sao. Bất quá người này miệng rất thúi, vũ nhục ta không nói, còn vũ nhục ta sở tự hào trung y. Vì vậy ta bây giờ muốn nhượng hắn sợ sợ, tốt nhất có thể để cho hắn hù được tè ra quần cái loại này. Ngươi có thể lý giải ý của ta sao? Trần Phi trực tiếp nói. Ba. Trần Phi vừa dứt lời, cách điện thoại hắn đều có thể nghe được một tiếng vỗ bàn vang dội thanh âm. Hiển nhiên chúng ta lão Brett nghe vậy lúc này chính hết sức tức giận. Nói đùa, Trần Phi là ai? Đây chính là liên màu đỏ tươi răng loại này khủng bố tổ chức sát thủ có thể tận diệt quái vật vậy người Hoa. Chỉ bất quá tiểu tử kia niên kỷ còn rất trẻ, cũng còn nguyện ý cùng người thường như vậy bình thường sinh hoạt, lại tăng thêm cũng tốt giao lưu cùng nói, cho nên đối phương tại bọn hắn Italia hắn lão Brett mới có thể như thế an tâm, không sợ đối phương lung tung nháo sự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có ngu xuẩn như vậy không biết sống chết chọc phải tiểu quái vật kia trên đầu, còn vũ nhục hắn. Vạn nhất thật đem cái này tiểu quái vật kích thích đến phát điên, tại bọn hắn Italia đại náo một hồi. Đây chính là liên bọn họ toàn bộ Italia đều phải dung chuyển đại sự A. Dĩ nhiên, lão Brett như vậy tức giận nguyên nhân cũng bởi vì trên thực tế, Trần Phi trước cùng hắn tương giao rất tốt, bọn họ song phương coi như là kết tốt hữu nghị. Mà bây giờ lại bị chính là một cái gì bác sĩ cho vũ nhục. Đây coi là cái gì? Đánh bọn họ Brett gia tộc mặt sao? Xin lỗi, tôn kính Trần các hạ, không nghĩ tới ở chúng ta Italia còn có như vậy tên ngu xuẩn. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tốt dễ xử lý, ta sẽ nhường hắn không thấy được đêm nay xuống núi Thái Dương. Lão Brett cả giận nói. Đừng. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại ngay tức khắc lắc đầu, mở miệng nói chúng ta Hoa Hạ coi trọng lấy lý phục người. Người này nói chúng ta Hoa Hạ trung y là đám lừa đảo Tây. Ta đây liền dùng chân tướng sự thật đến nhượng hắn á khẩu không trả lời được, đến nhượng hắn chịu thua, nhận thức đến sai lầm của mình. Rồi hãy nói, nếu là ta muốn giết người nói. Cũng sẽ không cho ngươi đánh tới cú điện thoại này. Nga, xin lỗi, là ta quá kích động.
Nghe được Trần Phi nửa đoạn sau nói, lão Brett không khỏi mí mắt nhảy một chút, sau đó chậm rãi nói được rồi, ta minh bạch ý của ngươi. Ngươi yên tâm đi, tôn kính Trần các hạ, ta sẽ nhường tên ngu xuẩn cảm nhận được, bị hù được tè ra quần cảm giác. Ta bảo chứng. Tốt lắm, vậy cứ như thế, ta bên này tự cúp trước. Nghe được lão Brett nói, Trần Phi không khỏi tuét miệng cười ha ha một tiếng, cúp điện thoại. Mà khi hắn cúp điện thoại sau, hầu như ở đây tất cả mọi người lấy một loại vô cùng quỷ dị nhãn thần nhìn hắn, bởi vì hắn vừa rồi nói những lời này chính không gì sánh được chói tai quanh quẩn ở mỗi người bọn họ bên tai. Chẳng lẽ hắn cư nhiên nhận thức Brett người của gia tộc? Điều này sao có thể? Phải biết rằng đây chính là bọn họ Italia trong bóng tối ông vua không ngai, ngay cả Thánh La Lan gia tộc như vậy đỉnh cấp tồn tại, ở trước mặt đối phương, đều có chút buồn bã thất sắc, chớ nói chi là Brett gia tộc hay là bọn họ Italia hoàn toàn áp đảo pháp luật còn có chánh quyền quốc gia trên tồn tại, kỳ lực ảnh hưởng thậm chí còn lan tràn đến rồi toàn cầu. Nhưng bây giờ, như vậy một cái đến từ Đông Phương Hoa Hạ hơn 20 tuổi nhỏ tiểu tử, cư nhiên nghi là dám dùng cái loại này tùy ý giọng nói theo chân bọn họ Italia Brett gia tộc ta vị đại nhân vật nói chuyện như vậy. Nếu hắn không là không có khả năng như vậy tùy ý xưng hô cao quý chính là phân khối đồng ý đô bá tước, cái gì phân khối đồng ý đô. Nghĩ đến đây, dù là Pierce bá tước đều có chút thần sắc cổ quái, đến mức lão đồ kỳ càng là có chút ngơ ngác mở miệng nói Trần, thân ái Trần, ngươi. Nhận thức Brett người của gia tộc. Hiển nhiên hắn lúc này là bị cây Ethiota sợ lợi hại. Bởi vì nếu là như thế, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn nặng tân nhận thức một chút, Trần Phi cái này trong mắt hắn, vốn chỉ là cái bình thường, cũng liền y thuật tương đối lợi hại, thần kỳ người Hoa. Nếu không hắn làm sao có thể tiếp xúc được Brett gia tộc. Dù sao, đây chính là bọn họ Âu Châu 11 đại mafia trong gia tộc, cường đại nhất tam đại mafia đại một trong những gia tộc A. Lại là tùy tiện tiện cái gì người thường, có thể tiếp xúc được. Vậy không hiện thực. Ừ, là nhận thức. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười. Lúc đầu hắn là không muốn bại lộ tầng này quan hệ, bởi vì không nhiều lắm cần phải, nhưng bây giờ. Có như thế một cái dám can đảm vũ nhục trong bọn họ chỉ tên tại đây, hắn cũng lười lại cất giấu nắm bắt cái gì. Dù thế nào bại lộ hay không bại lộ, kỳ thực cũng tự chuyện như vậy mà. Ngươi đánh rắm. Ngay tại lúc sau một khắc, lại có một đạo hơi lộ ra hốt hoảng thanh âm run rẩy đưa hắn cắt đứt. Chỉ thấy Jock bác sĩ nhãn thần lóe ra nói ngươi cho là ngươi coi là vật gì vậy? Tùy tiện gọi điện thoại đi ra ngoài tự cho rằng có thể lừa dối ta sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Phải biết rằng Brett gia tộc đó là hạng cao quý, vĩ đại tồn tại, tự như ngươi vậy một cái người Đông Phương lừa đảo, làm sao có thể có tư cách tiếp xúc được cái loại này tầng thứ đại nhân vật? Đừng nói giỡn, nói thật, người thật đúng là sẽ gạt người, lẽ nào các người Đông Phương đều thích như vậy phải không? Nga tương đương đây thật là quá buồn cười. Jock bác sĩ lại nhảy, có thể cho dù ai đều có thể đủ nghe ra hắn trong giọng nói tâm hư. Dù sao, nếu là Trần Phi thật có thể đủ nhận thức vĩ đại, cao quý chính là Brett gia tộc trong đó đại nhân vật, vậy hắn Jock Antekera coi như cái gì? Hắn nhằm nhò gì? Trong lúc bất chợt. Hắn chuông điện thoại di động ở vắng vẻ trong không khí chói tai vang lên, sợ đến hắn phản xạ có điều kiện cả người run một cái. Cái này, thấy thế vô luận là Pierce bá tước cùng với lão đồ kỳ đều có chút hai mặt nhìn nhau. T. Mà nhưng vào lúc này, Jock bác sĩ có chút run rẩy theo cầm ra điện thoại di động của mình, sau khi hắn nhìn thấy điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số lúc, tay hắn lại nhìn không được run lợi hại hơn, thậm chí vô ý thức hút một cái lương khí. Bởi vì biểu hiện trên màn ảnh đúng là hắn trước nhắc tới phân khối đồng ý đô bá tước, đồng thời cũng là vĩ đại, cao quý Brett gia tộc thành viên. Tây, phân khối đồng ý đô bá tước đại nhân điện thoại. Theo sát mà hắn hầu như vô ý thức dùng thanh âm run rẩy nói rằng. Nhất thời vô luận là Pierce bá tước hay là lão đồ kỳ, đều thần sắc cả kinh, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt tất cả không hẹn mà cùng toát ra lau một cái chấn động. Bởi vì. Cái này mẹ cũng liền một chiếc điện thoại A, cư nhiên thật đem phân khối đồng ý đô cho kinh động đến. Hắn đến tột cùng là cho người nào gọi điện thoại, lợi hại như vậy. Mà đang lúc bọn hắn hai người hoàn toàn bị vây cây Ethiota sợ trạng thái lúc, Jock bác sĩ bên kia, đã run rẩy nhận nổi lên điện thoại, một lòng hầu như nhắc tới tiếng nói mắt. Hắn cung kính lắp bắp nói
Tôn kính phân khối đồng ý Đồ Bá Tước đại nhân, dưới, buổi chiều. Hỗn đản, dóc ngươi cái này tên ngu xuẩn, ai cho phép ngươi dùng danh nghĩa của ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Ta cho ngươi biết, ngươi xong, triệt triệt để xong, nếu như ta nếu là ngươi, hiện tại nhất định sẽ quỳ xuống đến Lio ta đối phương ngón chân, khẩn cầu vị kia tha thứ, nếu không ta bảo chứng ta, thậm chí ta sau lưng Brett gia tộc đều chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thế mà microphone nội lại ngay tức khắc truyền đến một đạo thở hổn hển tiếng gầm gừ, thậm chí ngay cả đứng ở bên cạnh Pierce cùng với lão đồ kỳ đều nghe được. Hơn nữa bọn họ hoàn hảo giống như nghe được một tia trong giọng nói sợ hãi, cái này khiến hai người bọn họ nhìn không được thần sắc càng chấn động hai mặt nhìn nhau. Hình như thực sự là phân khối đồng ý đô tên kia thanh âm. Thế nhưng, Pierce bá tước nhịn không được nỉ non một tiếng. Lấy thân phận của hắn cùng đối phương ngược lại cũng coi là lực lượng ngang nhau, đều là bá tước, chỉ là thua ở gia tộc tên cùng nội tình trên. Nhưng bây giờ hắn cư nhiên từ đối phương trong giọng nói nghe được sợ, điều này làm cho hắn có chút không nghĩ ra đồng thời, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi Đông Phương tuổi còn trẻ tiểu tử ánh mắt, cũng đã không nhìn được nhiều hơn lau một cái cổ quái. Tiểu tử này, đến tột cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn tìm người? Liên phân khối đồng ý đô tên kia đều cần sợ. Có thể hắn mình chính là bá tước A, chẳng lẽ cái này Đông Phương tiểu tử tìm người, chính là một vị vĩ đại, tôn kính hầu tước đại nhân. Nếu thật sự là như thế, Pierce nhìn không được cả người run lên. Phải biết rằng vĩ đại mà lại tôn kính hầu tước đại nhân đây cũng không phải là đùa giỡn, coi như là hắn nhìn thấy đối phương, cũng phải thành thật cúi đầu, không gì sánh được khiêm tốn cùng tôn kính mới được. Bởi vì này mới là bọn hắn cái thế giới kia quy tắc. Ta, không phải là, tôn kính phân khối đồng ý đồ bá tước, ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế, ngươi nghe ta. Nghe vậy Gióc cũng nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt sợ hãi, muốn giải thích. Giải thích cái rắm. Thế mà bên đầu điện thoại kia, phân khối đồng ý đồ bá tước lại trực tiếp đưa hắn lời thừa cắt đứt, sau đó hung tợn nói rằng Gióc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất buông bản thân sở hữu hết thảy tôn nghiêm. Sau đó hèn mọn, đê tiện đạt được trước mặt ngươi vị đại nhân vật kia tha thứ. Nếu không, ta bảo chứng ngươi sẽ không so với hối hận, ta cam đoan với ngươi. Cứ như vậy, tiếng nói vừa dứt, bên đầu điện thoại kia cúp điện thoại. Ta, không phải là, cái này, phân khối đồng ý đồ bá tước. Thấy tình cảnh này Gióc bác sĩ càng là cả mọi người choáng váng, trong miệng vô ý thức lầm bầm, không rõ vì sao đột nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này mà. Vì sao biết như vậy a? Rõ ràng chính là cái Đông Phương lừa đảo, từ phát triển kinh tế lạc hậu khu vực tới xã hội tầng dưới chót, dựa vào cái gì biến hóa nhanh chóng, trở thành tôn kính, cao quý chính là phân khối đồng ý đô bá tước trong miệng đều phải xưng là đại nhân vật tồn tại. Cái này dựa vào cái gì? Hắn chân thực không cách nào tiếp thu, cũng bắt đầu trong lòng không gì sánh được sợ hãi cùng sợ lên. Bởi vì hắn vừa rồi dám tại nơi dạng một cái kinh khủng đại nhân vật trước mặt lớn lối như thế. Cái này, đây không phải là muốn chết sao? Không phải là, tôn, tiên sinh tôn kính, ta vừa rồi. 3. Thỉnh nguyên lai ta mạo phạm. 3. Tôn kính vương tiên sinh, người tha thứ ta vô chi mà lại thất lễ mạo phạm, ta chân thực không biết ngài. Theo sát mà Gióc bác sĩ run run nhìn Trần Phi, một tay hung hăng đã qua sắc mặt mình bắt chuyện, sắc mặt trắng bệch cầu xin Trần Phi tha thứ. Mà ở thấy tình cảnh này, Pierce cùng với lão đồ kỳ đều có chút buồn cười. Dù sao vừa rồi Gióc chết con vịt mạnh miệng một màn còn sờ ở trước mắt, nhưng bây giờ, phía sau chỗ dựa vững chắc không có, tự thoáng cái biết lợi hại. Vì vậy thực sự là tiện a. Nga tương đương Gióc bác sĩ, có thể ngươi cũng không cần như vậy, chúng ta Hoa Hạ từ trước đến nay chú ý lấy lý phục người, nếu không, ta cũng lười cùng ngươi ở đây nhiều lời. Ngươi nói là sao, mà nghe vậy Trần Phi cũng là vẻ mặt giễu cợt nhìn hắn. Khóe miệng Vi ôm lấy cười nhạt nói. Vâng, tôn kính tiên sinh, là ta không nên như vậy cuồng vọng tự đại, là ta không nên kỳ thị trung y. Là ta sai lầm rồi. Ta sẽ ngay tức khắc đi toàn cầu thời đại y học tuần san phát biểu ta quan điểm, thừa nhận Tây y không bằng trung y. Nghe vậy Gióc bác sĩ trên mặt vẻ sợ hãi sâu hơn, run rẩy cắn răng nói. Rất hiển nhiên, cái mạng nhỏ của mình cùng ở vòng tròn nội có tiếng xấu. Người nào hậu quả nghiêm trọng hơn một điểm, hắn tự nhiên còn là phân rất rõ ràng. Dù sao nếu là vĩ đại, kinh khủng Brett gia tộc muốn đối phó hắn, muốn cái mạng nhỏ của hắn,
chỉ sợ hắn coi như là Mỹ quốc xin kỹ thuật cao nhân tài quốc tế che chở, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn căn bản không qua được xin. Nhưng ta nghĩ ta còn là cho ngươi tâm phục khẩu phục tương đối khá, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Ta chỉ là muốn nhượng ngươi biết, trong miệng ngươi cái gọi là lấn gạt người trung y, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí ở cá nhân ta trong mắt, quả thực so với Tây y lợi hại. Tốt rồi, tôn kính Pierce bá tước, ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là đi xem một chút phu nhân. Ngươi yên tâm, nếu ta có nắm chắc ngay tức khắc loại này đổ ước, vậy khẳng định vẫn có không nhỏ nắm chặt. Trần Phi theo sát mà thản nhiên nói. Nga, tốt lắm, tốt. Tôn kính Trần, mời đi theo ta đi, hy vọng thê tử ta thật có thể đủ như lời ngươi nói vậy không có việc gì, bởi vì hắn là ta duy nhất, tối chân ái thê tử, ta thương hắn. Nghe vậy Pierce bá tước lúc này mới có chút bừng tỉnh, một bên nói như thế, một bên đem Trần Phi đã qua bên trong bệnh viện lĩnh đi. Lão đầu kỳ cùng với run run dốc bác sĩ cũng ngay tức khắc đi theo. Không một lúc sau, bọn họ liền đi tới ST. Dốc đường Á ca một gian cao cấp nhất bên trong phòng bệnh. Chỉ thấy tại nơi trên giường bệnh đang ngủ say một vị sắc mặt tái nhợt trung niên tông phát nữ tử, trên người cắm đầy các loại dụng cụ cái ống, ngoại trừ hô hấp ngoại cái khác trạng thái tựa hồ cũng đã phi thường không xong. Mà ở thấy tình cảnh này Pierce bá tước nhìn không được vẻ mặt đau lòng nói La Toa, ta thân ái nhất La Toa, ai? Hắn nhìn không được hít một tiếng. Đi cho ta tìm một bộ trung y dùng ngân châm, nếu là có kim khâu rất tốt, nhưng dù sao cũng là vàng ròng, nếu không sẽ có tác dụng phụ. Ngoài ra ta viết cái toa thuốc các người đi trước đem dược liệu chuẩn bị cho tốt, đợi biết dùng đến. Có thể thấy tình cảnh này, Trần Phi đã mặt không biểu tình lên, chậm rãi nói. Nhìn nằm ở trên giường rơi vào trọng độ hôn mê tông phát phụ nữ trung niên, Trần Phi con ngươi hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, sau đó hướng bên cạnh Pierce bá tước đột nhiên nói tôn kính Pierce bá tước, ta nghĩ ta được trước đó nhắc nhở một chút, ta đợi sử dụng đến trị liệu thủ đoạn sẽ có trung y lý luận trong xoa bóp cùng xoa bóp, hơn nữa có thể sẽ chạm đến La Toa nữ sĩ trên người tương đối nhạy cảm khu vực, vì vậy, xin ngươi thứ cho. Là thế này phải không? Tôn kính Trần, ngươi yên tâm đi. Ta có thể lý giải, đây là đang trị bệnh cứu người. Ngươi không cần suy nghĩ một chút cảm thụ của ta, cứ việc buông tay đi làm đi. Nghe vậy Pierce bá tước đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu biểu thị lý giải. Đã như vậy nói, ta đây lại bắt đầu. Trừ bọn ngươi ra ở ngoài, người không liên quan có thể trước đi ra ngoài một chút, bởi vì ta cần an tĩnh. Trần Phi theo có mở miệng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, nhanh. Nghe vậy run run dốc bác sĩ đều không chờ Pierce bá tước mở miệng, cũng đã cả tiếng mở miệng thét ra lệnh lên, đem bên trong căn phòng cái khác bác sĩ cùng hộ sĩ tất cả đều trục xuất khỏi chăm sóc phòng bệnh. Chỉ còn lại có chính hắn, lão đầu kỳ, cùng với Pierce bá tước ba người bọn hắn. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã chậm rãi đi tới trước giường bệnh, đem đắp lên trên người bệnh nhân giường bị sốc lên. Có thể chính là như vậy, hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái. Bởi vì hắn cảm thấy một nồng nặc mùi trước mặt nhào tới. Xem ra tình huống nếu so với ta trước tưởng tượng nghiêm trọng một ít a. Trần Phi như vậy nỉ non một tiếng, vươn tay ở bệnh nhân hai chân trên chậm rãi gây khó dễ lên. Đây là một loại tương đối từ xưa thủ pháp, đã tuyệt tích ở trung y giới rất lâu rồi, cũng chỉ có hắn loại này kinh lịch đặc thù tên, mới có thể cầm ra được, dám lấy ra nữa dùng. Cái này, là có ý gì? La Toa nữ sĩ rõ ràng là mắc có rất nghiêm trọng trái tim cùng với tâm huyết quản tật bệnh, hơn nữa hiện tại bị vây phát bệnh sau cực kỳ nguy hiểm thời kỳ, có thể dốc bác sĩ lại không nghĩ ra, Trần Phi loại này không giải thích được xoa bóp chân, đến tột cùng là có ý gì? Đùa giỡn hay sao? Dĩ nhiên, trải qua trước sự kiện kia mà, hắn dốc Antekera coi như trong lòng nhiều hơn nữa trào phúng, nhiều hơn nữa không tiếp thu có thể, cũng chỉ dám thành thật giấu ở trong lòng. Nếu không, chỉ là cái Pierce bá tước tự đủ hắn sợ, chứ nói chi là tại nơi Đông Phương lừa gạt. Nga, không không không, tại nơi tôn kính Đông Phương tiên sinh phía sau còn có cao quý, vĩ đại Brett gia tộc. Cái loại này tại bọn hắn Italia có thể nói ông vua không ngai cường thịnh gia tộc, hắn dốc tiểu tiểu một cái bác sĩ, làm sao dám mạo phạm. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã từ đúng người bệnh hai chân gây khó dễ, xoa bóp, từ cước bộ chậm rãi rời đi tới bắp đùi, bên hông. Sau đó hai tay, cuối cùng đến đầu bộ tròn xoa bóp một vòng sau, hắn mới chậm rãi ngừng tay. Bất quá hắn lần này xoa bóp lại tận lực để lại một chỗ, không có xoa bóp đến, đó chính là La Toa tiểu thư.
Rất hiển nhiên Trần Phi cũng rõ ràng, hôm nay bệnh nhân ngực chính là cái địa lôi khu, thậm chí hơi chút lung tung động một cái đều sẽ có vấn đề rất lớn. Vì vậy hắn mới có thể sử dụng như vậy gián tiếp phương pháp, đi qua bệnh thân thể người. Ít nhất, khu vực, chọn dùng đặc thù thủ pháp đấm bóp khôi phục bệnh nhân trái tim sức sống, cùng với chữa trị bệnh biến tâm tạng huyết quản. Dĩ nhiên, loại này quá trình lấy hắn thực lực trước mắt không có biện pháp một lần là xong, dù sao trái tim thế nhưng được xưng nhân thể đệ nhị phức tạp then chốt khí quan. Vì vậy hắn lại lần nữa bắt đầu lặp lại động tác mới vừa rồi. Một lần, hai lần, ba lần. Can tin, ngươi nói Trần hắn đang làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này, làm Trần Phi lặp lại như vậy khô khan, kỳ quái nhiều lần sau, dù là Pierce bá tước cũng không nhịn được có chút trong lòng bất ổn, đem lão đồ kỳ xong rồi phòng bệnh ngoại, nhỏ giọng nói. Ngược lại không phải là hắn không tin Trần Phi, chỉ là Trần Phi loại này cứu trị người phương pháp, quả thực vị miễn cùng hắn trong ấn tượng quá kém khá xa, Nam Viên Bắc rút lui. Tôn kính bá tước đại nhân, ta cũng xem không hiểu Trần, hắn đang làm gì. Bất quá chúng ta nếu đã tuyển trạch tin tưởng hắn, nên tiếp tục vô điều kiện tin tưởng, dù sao trung y có chút trị bệnh cứu người thủ đoạn quả thực rất kỳ quái, cái này không coi vào đâu. Lão đầu kỳ tuy rằng cũng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhỏ giọng an ủi. Mà liên bọn họ hai cái này người ngoài nghề cũng như cái này nghi hoặc, dóc bác sĩ cái này quyền uy chuyên gia tự nhiên càng xem không hiểu, căn bản cũng không hiểu Trần Phi làm như vậy dụng ý, đến tột cùng ở đâu. Trong lòng hắn càng là nghĩ như vậy, thì càng nhịn không được tuôn ra đối với trung y chẳng đáng cùng căm thù. Cái quỷ gì trung y, loại này không giải thích được phương pháp đều có thể chữa bệnh. Nga tương đương thế giới này là thế nào, nếu không tiểu tử kia nhận thức Brett gia tộc đại nhân vật, ta dám cam đoan, ta hiện tại nhất định sẽ đem loại này lừa đảo đánh ra đi, đánh ra bệnh viện của ta. Hắn nhịn không được ở trong lòng bất tiết nhất cố giễu cợt nói, thậm chí còn sinh ra một loại chờ xem kịch vui tâm thái. Phải biết rằng tuy nói tiểu tử kia nhận thức một vị Brett gia tộc đại nhân vật, thế nhưng, Pierce bá tước cũng không phải ngồi không, phía sau hắn thế nhưng đứng có Thánh La Lan gia tộc, mặc dù không so được Brett gia tộc, có thể hắn bá tước thân phận cũng còn là cũng đủ phân lượng. Làm sao sẽ dễ dàng tha thứ hắn yêu nhất thê tử chết ở đối phương như vậy lung tung trên tay? Rất hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phi như vậy làm ẩu khẳng định hại chết đáng thương La Toa tiểu thư, hắn bảo chứng. Ngân châm cầm có tới không? Có thể, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên hỏi. Lập tức tới ngay. Bên ngoài phòng, Pierce bá tước nghe được Trần Phi thanh âm, vội vã lớn tiếng nói. Sau đó chỉ thấy hắn lo lắng bấm điện thoại của thủ hạ, lớn tiếng thúc giục. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người chạy đến. Thân ái Trần, người muốn nhằm vào tới, là vàng làm, hoàn toàn vàng ròng. Pierce từ thủ hạ nơi ấy kết quả một bộ kim khâu, cho Trần Phi đưa tiến đến. Tốt! Mà ở nhìn thấy đối phương đưa tới một bộ kim khâu, Trần Phi hài lòng gật đầu, chợt thuận lợi tiếp nhận bộ kia kim khâu, ngón tay dường như hồ điệp vậy hoa cả mắt từ nhằm vào trong túi liên tục không ngừng lấy ra 7 cây kim khâu, nắm nơi tay chỉ, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bắt đầu chăm chú nhìn trên người bệnh nhân, vây quanh trái tim chung quanh 7 chỗ đại huyệt lên. Bệnh nhân lúc này trái tim trạng thái thật không tốt, thậm chí sẽ có một ít suy kiệt, vì vậy bình thường thủ đoạn sợ rằng rất khó đi thông, vì vậy hắn chuẩn bị chọn dùng một loại tu chân giới thủ pháp đến vi trên giường bệnh người bệnh nhân kia hạ châm. Siêu, siêu, siêu. Mà đang ở tiếp theo, hắn đã tốc độ tay như thiểm điện vậy cầm trong tay 7 cây kim khâu, trong đó lục căn cắm vào bệnh nhân trái tim chung quanh 6 chỗ đại. Nhất thời La Toa tiểu thư mê man thân thể chợt bắt đầu run lẩy bẩy. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, lại có một giọt tích đạm hồng sắc mồ hôi dịt, bắt đầu từ hắn cả người lỗ chân lông nội tuôn ra, làm ướt giường bệnh, cũng để cho mọi người tại đây sắc mặt chợt biến. Xảy ra chuyện. Nhất thời dóc bác sĩ nhìn không được tâm trong một cái giật mình, bởi vì giường bệnh chung quanh các loại y học dụng cụ, đã tích 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 kêu loạn. Nga, không, La Toa, mà Pierce bá tước thấy thế cũng đã biến sắc, thế mà lại theo sát mà bị lão đồ kỳ bụng miệng ba. Bởi vì người sau phát hiện, Trần Phi động tác tựa hồ còn không có đình chỉ. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất châm. Thế mà tái kiến bệnh nhân cả người mạo mồ hôi và máu tràng cảnh, Trần Phi lại lòng có lòng tin cười cười, trong tay nắm cuối cùng nhất châm, lẳng lặng cùng đợi. Một lát sau, hắn đột nhiên trong con ngươi xẹt qua một tia quang thải, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm La Toa tiểu thư trái tim khu vực, cuối cùng nhất châm vèo hạ xuống. Ừ tương đương.
nhất thời rơi vào chiều sâu hôn mê. La Toa tiểu thư, cư nhiên như có như không phát ra một điểm thanh âm. Hơn nữa giờ này khắc này trên người nàng quỷ dị mạo mồ hôi và máu tràng cảnh cũng đột nhiên tiêu thất, này y học dụng cụ cũng không lại tích 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 báo nguy. Nhất thời Pierce bá tước choáng váng. Lão đầu kỳ cũng có chút vậy. Mà nguyên bản trong lòng ôm khinh bỉ cùng giễu cợt Jock bác sĩ, lúc này lại giống như là cả mọi người ngốc trệ vậy, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm ta dụng cụ khoa học trên số liệu, lại gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh từ từ thức tỉnh La Toa tiểu thư, như là gặp được cái này trên đời này tối không có khả năng, tối chuyện bất khả tư nghị, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn nhịn không được dại ra nói cái này, cái này, cái này. Làm sao có thể? Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đây tột cùng là làm sao làm được, cái này hoàn toàn làm trái y học lẽ thường. Như vậy bệnh nặng bệnh nhân cư nhiên thật có thể đủ thức tỉnh, hơn nữa, vẫn là lấy như vậy bất khả tư nghị phương thức. Lẽ nào trung y một bộ, thật không vậy gạt người. Đối phó, bất quá thoạt nhìn bệnh nhân này hình như vẫn còn có chút suy yếu a. Mà vào lúc này Trần Phi đã vỗ vỗ hai tay, làm ra một bộ chuẩn bị kết thúc công việc hình dạng. Bất quá theo hắn lại lần khẽ nhíu mày, bởi vì nằm ở trên giường bệnh vị kia La Toa tiểu thư, cũng không có lưu loát thức tỉnh, mà là mơ mơ màng màng. Hiển nhiên đây là bởi vì thân thể của hắn quá hư nhược, nguyên khí thiếu. Thấy thế Trần Phi thẳng thắn lại vươn tay ở trên người nàng mấy chỗ then chốt đại huyệt vỗ vỗ, tiện thể theo chuyển vận một điểm linh khí đến đối phương trong cơ thể. Như vậy, La Toa nữ sĩ rốt cục sắc mặt tái nhợt chậm rãi thức tỉnh. Mơ mơ màng màng dù gì nói nga, đây là địa phương nào, ta ở đâu? Pierce, ngươi ở đâu? Ta thân ái trượng phu, ta nghĩ thấy mặt của ngươi. Hiển nhiên hắn còn nhớ rõ bản thân trước bệnh ngất đi quyết trước một màn kia mạc, trong lòng còn lưu lại sợ. Nga, La Toa, ta tại đây, ta ở. Pierce nhất thời kích động, muốn tiến tới. Tôn kính Pierce bá tước, vân vân chờ đã. Thế mà Trần Phi lại đột nhiên đưa tay đưa hắn ngăn lại. Nói phu nhân ngươi bây giờ thân thể tình hình có thể không tốt lắm, vì vậy, hiện tại tốt nhất trước đừng đụng hắn. Gọi người đi chuẩn bị một ít thức ăn nước uống đi, ta không biết các người Italia có hay không tương tự với cháo loãng vậy đồ vật. Nga, về cháo loãng là cái gì, ngươi có thể hỏi một chút canteen tiên sinh, hắn nên biết. Nga, tốt lắm, ta đây không đụng hắn. Canteen, ngươi giúp ta đi chuẩn bị một chút cái gì, cháo loãng. Thân ái Trần. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, là ngươi cứu vãn phu nhân ta mệnh. Nhất thời Pierce bá tước cả người một cái giật mình, sau đó lại không có so với cảm kích nói. Đang nói hết đây hết thảy sau, hắn mới vừa khẩn trương tiến đến giường bệnh bên cạnh, vợ mình La Toa bên tai, ôn nhu đạo, La Toa, ngươi yên tâm đi, đều không có chuyện gì. Là thân ái Trần cứu ngươi. Nga, phải, ta còn tưởng rằng vừa rồi ta thật mộng thấy Thượng Đế. Thân ái Trần. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, mà La Toa tiểu thư nghe vậy hiển nhiên cũng có chút tỉnh táo lại, tuy rằng nhìn Trần Phi non nớt niên kỷ vinh có chút giật mình, nhưng hắn còn là muốn dùng tràn đầy Italia lễ nghi quý tộc phương thức cảm tạ Trần Phi, thế mà, hắn lại quá hư nhược. Hơn nữa lúc này hắn cũng không rất thích hợp lộn xộn. Xinh đẹp La Toa phu nhân, ngươi không cần cảm tạ ta, làm một danh y sinh, đây là ta phải có phẩm đức cùng chức nghiệp hành vi thường ngày. Bất quá ngươi bây giờ còn cần nghỉ ngơi nhiều một chút, đón, mấy ngày gần đây đều bớt nói. Nghe vậy Trần Phi cười nói, tiếng nói vừa dứt, hắn lại đem Pierce bá tước kéo đến một bên. Thân ái Trần, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, trách không được canteen sẽ đối với ngươi có lòng tin như vậy. Đây thật là ta đã thấy lợi hại nhất, giỏi nhất y thuật, trung y thực sự thật lợi hại. Mà đem Pierce bá tước kéo đến một bên sau, Trần Phi đều còn chưa mở miệng nói. Người trước cũng đã thần sắc kích động nắm Trần Phi tay lại nhảy lên. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay một màn này quả thực đưa hắn rung động chân thật lợi hại. Dù sao, phải biết rằng trước đó hắn sở mời toàn thế giới theo danh tâm huyết quản, trái tim tật bệnh quyền uy chuyên gia không cũng biết có bao nhiêu, có thể bọn họ hoặc là chính là hàm hồ kỳ từ, hoặc là chính là nói thẳng hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc nào. Cái này chân để tỏ rõ vợ hắn La Toa bệnh tình đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhiều nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này đến từ xưa mà vừa thần bí quốc gia tuổi nhỏ người, cư nhiên vẻn vẹn chỉ bằng mượn một bộ thần kỳ thủ pháp đấm bóp cộng thêm một bộ làm người ta hoa cả mắt cái gọi là trung y châm pháp, để hắn rơi vào trọng độ hôn mê thê tử thành công thức tỉnh, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trước bị bọn họ hoàn toàn không coi trọng trung y,
cư nhiên thật chính mình thần kỳ như vậy năng lực, hóa mục nát thành thần kỳ, quả thực làm cho khó có thể tưởng tượng cùng tiếp thu. Mà trên thực tế, sở dĩ quốc tế trên phổ thông đối với trung y nhận thức có phiến diệt, đó là bởi vì chủ yếu trung y chữa bệnh là một cái trị tận gốc quá trình, có khả năng thấy hiệu quả rất chậm, mà ở cái này thấy hiệu quả rất chậm trong thời gian, liền dễ sản sinh rất có ngộ giải cùng sai lầm nhận chi, do đó dẫn đến rất nhiều người đều cho rằng trung y là một đám lừa đảo Tây, hiển nhiên là không chính xác lý giải. Nga tương đương thượng đế, cư nhiên thực sự tỉnh. Mà ngay cả Pius bá tước đều lại giật mình như thế, cái gọi là Italia cao cấp nhất tâm huyết quản quyền uy chuyên gia Jock Antequera, tự nhiên càng là cả mọi người thiếu chút nữa ngây người, thật giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Cái này đến tột cùng. Nga, ngài đến tột cùng là làm sao làm được, vì sao chỉ bằng một cây châm cộng thêm trước bộ kia xoa bóp thủ pháp, là có thể khiến như vậy bệnh nặng người bệnh nhanh như vậy thức tỉnh. Vì sao biết như vậy? Ta chân thực không nghĩ ra, hắn nhịn không được đi tới Trần Phi trước mặt vẻ mặt kích động liên tục hỏi, thậm chí đều ngắn quên lãng trong lòng đúng Trần Phi sợ hãi. Bởi vì, này chân thực thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng ở trước hắn cho rằng trong, là tòa bệnh của tiểu thư hoàn toàn đã nghiêm trọng đến tùy thời cũng có thể đi gặp thượng đế trình độ, vì vậy đừng nói là có thể ở vào thời điểm này tỉnh lại, chỉ sợ cũng xem như là hơi chút có thể chậm lại một chút đối phương bệnh tình nghiêm trọng trình độ. Trong mắt hắn đều là nhất kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ, vì sao biết như vậy? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vì sao, đây không phải là rất rõ ràng sao? Ta ở trước mặt các ngươi thay đổi một cái ma thuật, dùng trong mắt ngươi hoàn toàn là giả tạo gì đó, đem hắn cấp cứu trở về. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng cong lại, cười nhạt nói. Nga, thân ái Trần, trung y không có thể như vậy cái gì giả tạo gì đó. Hiện tại ở trong mắt ta trung y tuyệt đối là một môn nghệ thuật, một môn làm người ta xem thế là đủ rồi nghệ thuật. Mà ở nghe nói như thế Pius nhất thời cao giọng mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Nói đùa, nếu là như vậy y thuật thần kỳ đều là mánh khóe bịp người nói, vậy thế giới này trên sợ rằng cũng không sao có thể là sự thật. Ta, cái này, mà Jock bác sĩ lúc này cũng giống như nhận được cực lớn trùng kích cùng chấn động, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng nguyên bản trong mắt hắn. Sớm đã thành thâm căn cố đế, hoàn toàn chính là lấn gạt người cái gọi là trung y, hiện tại lại cư nhiên có thể ở trước mặt hắn cho thấy thần kỳ như vậy một mặt, thần kỳ như vậy lực lượng. Cái này chân thực nhượng hắn cảm giác mình nhận thức quan có chút rất được đến trùng kích, có hay không, hắn dĩ vãng quyết giữ ý mình ý tưởng thực sự là sai ni. Kỳ thực ta vẫn luôn nhận thức, trung y có chỗ độc đáo, tây y cũng có tây y tràn ngập mị lực chỗ. Chỉ là bởi vì tây y chỉ phần ngọn. Trung y chỉ tận gốc, vì vậy hai cái hoàn toàn bất đồng lý luận khái niệm không khỏi sẽ phải chịu một ít không cần thiết ngộ giải cùng xung đột. Jock bác sĩ, ta có thể lý giải ngươi làm một danh tây y tự hào cùng kiêu ngạo, thế mà, loại này tự hào cùng kiêu ngạo nếu là thành lập ở ngạo mạn phiến diện trên, vậy chân thực có chút không lý trí, ngươi cứ nói đi. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên nói rằng, thẳng nhượng Jock bác sĩ trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ vô cùng. Nga. Thượng đế, thật không biết ta làm cái gì. Xin lỗi, tiên sinh tôn kính, ngươi cho phép ta hiện tại xin lỗi ngươi, đúng là ta quá ngạo mạn, nhận thức quan bị không chính xác phiến diện chiếm cứ. Xin cho phép ta thành khẩn dâng lên áy náy của ta, hiện tại ta thật tình cho rằng, trung y là một môn vĩ đại mà lại thần kỳ y học thủ đoạn, ở phương diện khác thậm chí so với chúng ta tây y càng mạnh. Sau đó hắn phải tâm duyệt thần phục mở miệng nói, vẻ mặt hối hận. Thông thường mà nói, trong lòng ngạo mạn cùng quen quyết giữ ý mình người, vậy đều là thập phần đồ có năng lực, chính mình độc đáo thành tựu nhân sĩ thành công. Mà người như thế vậy biết một việc mà sau, sẽ rất khó sẽ cải biến trong lòng mới bắt đầu nhất quan niệm, nhưng nếu là thật coi chân tướng sự thật đặt ở trước mắt, bọn họ lại cũng sẽ không như vậy xấu xí chơi xấu chết không nhận chướng. Bởi vì sự thực chính là sự thực, chân tướng chính là chân tướng. Nhất là một người kiêu ngạo, bọn họ tình nguyện cảm thụ thất bại. Cũng sẽ không nguyện ý bản thân như là cái vô lại vậy đưa lưng về nhau chân tướng sự thật, bị người phỉ nhổ. Đây chính là người yếu hành vi, là rất nhỏ yếu rất mất mặt. Nghĩ đến đây, Jock bác sĩ cũng buông xuống trong lòng mình chút nào có chừng phiến diệt, hướng về vẻ mặt mỉm cười Trần Phi chậm rãi thành khẩn nói tiên sinh tôn kính, ngươi là ta đã thấy có năng lực nhất, cũng tối có nguyên tắc hoa hạ trung y. Mà hôm nay ta có thể nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn,
cái này thật là vinh hạnh của ta. Ngài yên tâm, ta sẽ nguyện thua cuộc, ở nơi này mấy ngày, ta sẽ đem quan điểm của mình đóng góp tuyên bố ở thời đại toàn cầu y học tuần san, trung y, đây là một môn thần kỳ y học thủ đoạn, từ nào đó trình độ mà nói, hắn so với trung y lợi hại hơn. Phải, ta đây sẽ rất chờ mong giọt bác sĩ người đóng góp, tuyên bố ở thời đại toàn cầu y học tuần san trên. Nghe vậy Trần Phi hết sức hài lòng cười cười lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời đại toàn cầu y học tuần san, chính là toàn cầu lực ảnh hưởng lớn nhất, cũng là tối quyền uy y học tuần san. Rất nhiều y học giới đại nhân vật đều thích ở phía trên phát biểu quan điểm của mình hoặc là ngôn luận, thậm chí mới nhất thành quả nghiên cứu báo cáo. Nói chung đây là bị xưng là toàn cầu y học trong chóng đo chiều gió tuần san. Nếu là Jock bác sĩ thật có thể đủ ở bên kia mặt trên phát biểu quan điểm của mình, có thể coi như là hắn Trần Phi Vi trung y làm một ít chuyện đi. Pierce bá tước, mặc dù bây giờ La Tòa tiểu thư đã thức tỉnh, bất quá tình huống nàng bây giờ vẫn như cũ rất không lạc quan, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể có điều chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, hắn cũng lười còn muốn theo chuyện này, lại đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Pierce bá tước nói. Cái này, thân ái Trần. Ta nghĩ ngươi nhất định có biện pháp nhượng La Toa khôi phục khỏe mạnh, phải. Ngươi là một vị thần kỳ, lợi hại bác sĩ, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Nghe vậy Pierce thần sắc biến đổi, vội vã giọng nói hấp tấp nói. Pierce bá tước, La Toa tiểu thư bây giờ đồng thời tuy rằng đã ổn định, có thể từ số liệu phân tích nhìn lên, trái tim của nàng còn là bị vây cực kỳ phụ hà trạng thái, có rất nhiều tai họa ngầm. Mà đang nghe Trần Phi nói. Do bác sĩ vô ý thức đi tới này y học trên dụng cụ quan sát một lúc lâu, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói. Trái tim chính là nhân thể vô cùng trọng yếu khí quan, nếu là dường như gì sát động cơ trở nên động lực chưa đủ nói, quả thực sẽ là nhất hiện chuyện rất phiền phức. Nghe vậy Trần Phi sờ sờ cằm, hiện thực như vậy nỉ non, bất quá theo lại đột nhiên nở nụ cười nói bất quá, loại tình huống này cũng vẫn có biện pháp xử lý. Pierce bá tước ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi gọi ngươi chuẩn bị thuốc bắc đi à? Đương nhiên. Nghe vậy Pierce bá tước ngẩn người, nhưng vẫn là ngay tức khắc mở miệng nói ta đã gọi người đi chuẩn bị, hẳn là rất nhanh thì sẽ chuẩn bị. Đến lúc đó bọn họ sẽ ngay tức khắc cho ta đưa qua. Gọi bọn hắn nhiều chuẩn bị mấy phần, nhớ kỹ, nhất định phải dùng hoang dại tinh khiết thiên nhiên dược liệu, nếu không có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Chờ này thuốc bắc sau khi chuẩn bị xong. Dùng một ngụm bát tô, đem ngao nhiệt, nhượng La Toa tiểu thư đi vào tắm, một ngày hai lần, một lần ít nhất phải bảo chứng nửa giờ. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại nói như vậy. Tắm, nghe thế vô luận là Pierce bá tước, hay là Jock bác sĩ đều ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là tắm. Nghe vậy Trần Phi đương nhiên gật đầu, lại nói bất quá đến lúc đó có thể sẽ có chút dọa người tràng cảnh, tự tỉ như vừa rồi loại tình huống đó. Nhưng đây đều là bình thường tình hình. Không cần lo lắng. Nga, trung y thực sự là quá thần kỳ. Tắm, tắm cư nhiên đều có thể đủ chữa bệnh. Nghe thế Pierce bá tước nhìn không được cảm thán. Ngay tại lúc sau một khắc Jock bác sĩ lại đột nhiên nhìn không được cả kinh nói vân vân chờ đã. Tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ trái tim suy kiệt cùng với tâm huyết quản tật bệnh, đều có thể dùng loại phương pháp này đến trị hết. Dùng ngươi cho ra này trong, thuốc đông y. Nếu thật là nếu cái này nói. Vậy đơn giản tự quá làm người ta giật mình, bởi vì này hoàn toàn đủ để khiến thế giới y học giới đều phát sinh động đất. Trên lý thuyết là như thế này. Bất quá, loại phương pháp này liên lụy đến phối dược, đồng nhất phó thuốc, đúng một vị người bệnh hữu dụng, đúng một cái khác người bệnh lại có thể trở thành độc dược. Tự như cùng La Toa nữ sĩ hiện tại loại tình huống này, ta nếu là hơi chút cải biến một điểm phối dược phân lượng, tin tưởng, hắn sẽ gặp không thấy được đêm nay xuống núi Thái Dương. Nhưng Trần Phi nghe vậy lại nói như vậy. Trung y xưa nay có cái thuyết pháp, đó chính là thất chi chút xíu sai lầm thiên lý. Bởi vì quả thực phối dược đối với một vị thuốc đông y mà nói, chân thực quá trọng yếu, hơi lơ là, đối với bệnh nhân chứng bệnh không hiệu quả cũng còn coi là tốt, sợ là sợ sẽ khiến tác dụng phụ, biến thành độc dược. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nghe vậy Jock bác sĩ không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu, mở miệng nói. Bởi vì tuy nói trước hắn đúng trung y có điều phiến diện, có thể dù sao, bọn họ cũng còn là một vòng tròn nội tử người, bình thường ở các đại y học giao lưu hội trên cũng khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc được. Vì vậy hắn cũng có nghe nói qua, cái gọi là trung y phối dược, nhưng thật ra là cái rất trắc trở,
cũng rất cần thời gian cùng kinh nghiệm đến chồng chất một loại năng lực. Nếu là phổ thông trung y khẳng định cũng nhiều không được chuẩn như vậy bị cùng lợi hại, bằng không, trung y cũng không thể nào biết ở quốc tế trên như vậy suy thoái. Quả thực rất đáng tiếc, bất quá cái này cũng đích thật là trung y tương đối yếu một vòng. Dưới tình huống bình thường, nếu không kinh lịch hơn 10 năm trước chính thống trung y lý luận học tập cùng nghiên cứu, sợ rằng thật đúng là rất khó lấy sơ dòm cửa kính, chớ nói chi là có chút thành. Trần Phi nghe vậy cũng là lắc đầu, theo sát mà lại lần nữa mở miệng nói tốt rồi, nếu đã không chuyện gì, ta đây tự cáo từ trước. Nga, thân ái Trần, người phải đi. Không không không, ta đều còn không có hướng người dâng lên ta tối chân thành lòng biết ơn ni. Nếu không đêm nay lưu lại chúng ta cộng tiến một lần bữa cơm đi. Tin tưởng ta sẽ có rất nhiều lời để nguyện ý với người trao đổi một chút. Nghe vậy Pierce bá tước đương nhiên không chuẩn bị theo đuổi Trần Phi ly khai, mà là vội vàng mở miệng nói. Nga, thân ái Trần, người phải đi sao? Ta đều còn không có làm tốt người chủ địa phương ni. Nếu không tựa như Pierce bá tước nói như vậy trước không vội đi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Lão đầu kỳ cũng không nhịn được lại gần nói. Dù sao thế nhưng hắn tự mình gọi điện thoại, nhượng Trần Phi thiên lý xa xôi chạy tới villa toa tiểu thư xem bệnh. Hiện tại bệnh xem xong rồi, người lại muốn trực tiếp đi, vậy làm sao có thể đi? Cái này chẳng phải là thể hiện bọn họ rất không có Italia thân sĩ phong độ sao? Khó mà làm được, lão đầu kỳ ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Ăn cũng không cần, về sau chỉ cần các ngươi đến Hoa Hạ, có khi là cơ hội. Ta mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, cũng có chút việc, vì vậy cũng không cần thiết khách khí như vậy, phiền phức như vậy. Dù sao canteen tiên sinh cũng coi như là bằng hữu của ta, không phải sao? Thế mà Trần Phi lại vẫn lắc đầu nói. Ăn! Hay là thôi đi, trước không nói hắn căn bản là ăn không quen Italia mấy thứ này, rồi hãy nói hắn ngày hôm nay đã chạy tới kỳ thực thực sự vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn bệnh nhân mà thôi. Bởi vì gần nhất phiền phức, nháo tâm chuyện chân thực nhiều lắm, hắn muốn hơi chút lẳng lặng. Mà trị bệnh cứu người, đối với hắn mà nói, chính là một loại thả lỏng. Một loại tâm hồn thả ra. Cái này, vậy được rồi. Ngươi yên tâm, thân ái Trần, ta nhất định sẽ ở đi Hoa Hạ xem ngươi. Nghe vậy lão đồ kỳ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn không có khuyên nữa nói. Bởi vì hắn phát hiện Trần Phi là một thập phần có chủ thấy người, vì vậy quá phận khuyên bảo cũng không có ý nghĩa. Mà ở thấy tình cảnh này, Pierce bá tước do dự nửa ngày, sau cùng cũng còn là bỏ qua. Chợt chỉ thấy hắn cầm một tờ giấy là tả viết lên một cái khoa trương ngạch độ, cười đưa cho Trần Phi, thành khẩn nói thân ái Trần, ta biết ngươi không phải là cái loại này người thiếu tiền. Bất quá, ta hy vọng cái này hơi chút có thể biểu thị một chút thành ý của ta, vì vậy còn xin ngươi có thể nhận lấy. Trần Phi nghiêng mắt nhìn lướt qua chi phiếu kia trên ngạch độ, hơi chân mày run lên. Ngoan ngoãn, 100 vạn đồng euro, còn thật là đại thủ bút. Được rồi, đã như vậy nói. Ta đây hãy thu. Bất quá Trần Phi hiện tại cũng qua cái loại này chưa thấy qua quen mặt thời kỳ, cũng liền 100 vạn đồng euro mà thôi, đối với hắn bây giờ tài sản mà nói cũng tự chuyện như vậy. Vì vậy hắn cũng không sao áp lực tâm lý nhận. Theo chỉ thấy hắn chuẩn bị ly khai. Nga tương đương thân ái Trần, cảm tạ thượng đế nhượng ta gặp ngươi thần kỳ như vậy trung y, lúc rảnh rỗi mà ta trở lại cái kia thần bí mà có từ xưa quá độ nhìn. Hy vọng đến lúc đó có thể có vinh hạnh cùng ngươi cùng đi ăn tối, cùng nhau ăn một bữa cơm. Mà đợi được Trần Phi chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi sau, Pierce bá tước đột nhiên dương giọng lên, nói. Ta chờ mong ngày đó đến, tôn kính Pierce bá tước. Đến lúc đó ta nghĩ ta sẽ nguyện ý cho ngươi làm người dẫn đường. Nghe vậy Trần Phi cước bộ dừng một chút, đưa lưng về phía vươn tay dơ dơ. Mà ở làm xong đây hết thảy sau, Trần Phi rốt cục nâng lên bước chân ly khai. Từ từ tiêu thất ở giường bệnh cuối hành lang. Mà ở thấy tình cảnh này, Pierce bá tước đôi tròng mắt kia hơi lộ ra lau một cái vẻ kinh dị, theo sát mà lau một cái nhàn nhạt đỏ sẫm toát ra đến, lầm bầm lầu bầu, nói Trần sao. Cái này thật đúng là một cái thần kỳ tên, hơn nữa. Hắn tựa hồ cũng không có chúng ta trước tưởng tượng đơn giản như vậy, người nói là sao? Canteen. Đúng vậy, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhận thức Brett người của gia tộc. Hơn nữa ngay cả phân khối đồng ý đô bá tước đều như vậy kiêng kỵ, lẽ nào, hắn gọi điện thoại người, đối phương chẳng lẽ là cái Brett gia tộc hầu tước? Lão đầu kỳ nhìn không được híp mắt cảm thán nói. Nếu thật sự là như thế,
Trần Phi trong mắt hắn địa vị đoán chừng phải ngay tức khắc trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Bởi vì nếu thật là Brett gia tộc vĩ đại, cao quý hầu tước, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn Thánh La Lan gia tộc cao tầng, đều không thể quên kỳ tồn tại a. Ta nói không phải là cái này, quên đi. Có thể nghe nói Pierce bá tước lại cư nhiên lắc đầu, có chút thần bí dù gì nói. Mà lúc này, Trần Phi đã ly khai ST, dọc đường Á Ca bệnh viện. Florence là từ chí ma dưới ngòi bút lãnh ngọc bích, đồng thời cũng là thế giới văn hóa cùng nghệ thuật khởi nguyên nơi, chứa nhiều Leonardo da Vinci, mét rộng rãi cơ la trở thế giới danh nghệ thuật đại sư, đều từng tại đây Florence trong lịch sử để lại tia sáng chói mắt. Vì vậy Trần Phi từ ST, dọc đường Á Ca y viện sau khi rời khỏi, cũng không vội vã ly khai, chuẩn bị nơi đi dạo một chút. Vết thương trên người hắn tối thiểu còn muốn chờ cái 5-6 ngày mới có thể khôi phục, vì vậy vô luận là tuân thủ ước định, bồi cái kia đơn thuần mà lại phảng phất chính mình tiên khí nữ hài đi trong lòng nàng muốn đi ship, hay là đi Anh Quốc, đều cần thời gian. Có thể giữa lúc hắn mấy giờ sau đi xuyên qua Florence tràn đầy mới cùng nghệ thuật hơi thở kiến trúc đường phố lúc, hắn lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn hình như phát hiện, có người ở theo dõi hắn. Cũng sẽ không là Brett hay là Thánh La Lan người của gia tộc đi. Nếu không, làm sao sẽ đối với ta ôm có một chút sát khí. Trần Phi như vậy nỉ non, theo sát mà lại hướng về ít người an tĩnh đường nhỏ đi đến. Hiển nhiên hắn tựa hồ cũng có hứng thú nhìn, đến tột cùng là ai tìm hắn đi. Hơn nữa, còn giống như thực lực không kém. Hắn phát hiện ta, mà đang ở rời hắn cách đó không xa ta góc đường khúc quanh. Một vị 40-50 tuổi độc nhãn nam tử nhìn Trần Phi đột nhiên cử động, không khỏi nao nao, sau đó sắc mặt có chút âm u trầm xuống, theo Trần Phi hướng về người nọ ít an tĩnh góc đi đến. Phải biết rằng lấy thân phận của hắn, thực lực của hắn, lại bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân phát hiện tung tích, cái này đối với hắn mà nói, thật đúng là sỉ nhục a. Mà ở nhìn thấy đối phương đã như vậy minh mục trương đảm đi ra, Trần Phi không khỏi trong con ngươi hơi đi ngang qua một tia màu sắc trang nhã. Giảng đạo lý, hắn cũng không quá thích đối phương loại thái độ này. Như vậy tiểu nửa khắc đồng hồ sau, Trần Phi cùng độc nhãn nam tử đi tới Florence thế giới danh A Ngươi Vâng Sông. Trần Phi liếc mắt một cái bên cạnh từ từ có chút giảm thiểu người đi đường, cùng với dần dần có chút tối đi xuống sắc trời, rốt cục dừng ở một cái chỗ tầm thường, hồi đến đầu nhàn nhạt nhìn độc nhãn trung niên nhân, nói ngươi theo ta, có chuyện gì mà sao? Mà độc nhãn trung niên nhân đang nghe Trần Phi nói, lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt non nớt, trẻ tuổi người đông phương khuôn mặt, mặt không thay đổi lạnh lùng nói ta là tới tìm ngươi muốn nhất kiện đồ. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phủ nhận, bởi vì ta rất xác định nó bây giờ đang ở trên người ngươi. Hắn nhãn thần chặt chẽ tập trung vào Trần Phi. Hắn không nghĩ tới bọn họ Vâng các gia tộc vĩ đại thánh vật, cư nhiên sẽ ở như vậy một cái đông phương tiểu tử trên người, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên đồng thời, cũng có chút phẫn nộ. Bởi vì bọn họ Vâng đẳng gia tộc thánh vật vinh quang trang sách, đó là hạng thần thánh tồn tại. Hiện tại lại cư nhiên bị như vậy một cái người đông phương cho làm bẩn, rơi vào hắn như vậy người phàm trong tay, điều này làm cho hắn tại sao có thể tiếp thu. Đồ vật, vật gì vậy, mà nghe vậy, Trần Phi trên mặt thần sắc rất có chút lạnh xuống tới. Vinh quang trang sách, mà đang nghe Trần Phi phản vấn, độc nhãn trung niên nhân một chữ một cái, lạnh lùng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, cái này độc nhãn trung niên nhân không là người khác, chính là tới từ Vatican Tam Đại Quang Minh Thần Thánh một trong những gia tộc Vâng đẳng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Đức Ngang Nhiều Vâng đẳng. Vinh quang trang sách, ngươi là Vâng đẳng người của gia tộc, nghe vậy Trần Phi vô ý thức nỉ non một tiếng, lạnh lùng nhìn đối phương. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ tìm được hắn cái này đến. Không sai, ngươi nếu biết thân phận của ta cùng lai lịch. Hãy mau đem chúng ta Vâng đẳng gia tộc thánh vật giao ra đây cho ta. Ta còn chưa cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Mà khi độc nhãn trung niên nhân Đức Ngang Nhiều nghe được Trần Phi nỉ non, ngay tức khắc lộ ra một tia lạnh lùng cùng không nhịn được vẻ, ngạo nghễ mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn là ở lâu thượng vị đã quen, thói quen đối với người ra lệnh cùng mệnh lệnh, thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ muốn Trần Phi là hắn theo liền có thể như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, ra lệnh người sao. Tựa hồ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, ghét nhất, chính là giống như hắn như vậy tự cho là mình rất nghiêu, mạnh bạo. Quả thực, ta cũng không rảnh cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Vinh quang trang sách đúng là ta đây, bất quá, ta dựa vào cái gì cho ngươi.
Ngươi không được, hồi ngươi nên trở về địa phương. Theo sát mà Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng quét đối phương liếc mắt, nói. Ta không được. Nghe vậy Đức Ngang thật tốt giống như rốt cục lại một lần nữa biết Trần Phi một lần, không nghĩ tới cái này Đông Phương tiểu tử lại dám như vậy nói chuyện với hắn, khẩu khí còn như thế cuồng vọng, điều này làm hắn nhịn không được âm xâm xâm nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói vĩ đại vâng đẳng gia tộc vinh quang không cho vũ nhục cùng mạo phạm. Ngươi có thể vũ nhục ta, thế nhưng, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, giao ra ta vâng đẳng gia tộc thánh khí. Bằng không ngươi sẽ ở cái này a ngươi vâng sông bên cạnh mất mạng. Có thể đổi các ngươi vâng đẳng gia tộc một cái lão gia này đến, còn có tư cách nói như vậy, có thể ngươi. Tựa như ta trước nói, ngươi không được. Trần Phi khẽ ngẩng đầu, con ngươi bình thản nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Rất hiển nhiên Trần Phi lúc này cũng không đem cái gọi là vâng đẳng gia tộc tên để ở trong mắt. Thần Thánh Giáo Duyên Giáo Hội Tam Đại Quang Minh một trong những gia tộc. Mặc dù là, vậy thì thế nào? Tuy nói cái này cái gọi là vinh quang trang sách ở trong tay hắn, kỳ thực tác dụng cũng không lớn, chính là cái bài biện, vì vậy coi như là thật muốn trả lại cho đối phương, cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là bây giờ đối với phương vừa lên đến cứ như vậy tài trí hơn người, làm như vậy làm, vênh mặt hất hàm sai khiến thật là tốt giống như bản thân rất nghiêu ép vậy. Loại thái độ này nhất thời làm Trần Phi trong lòng có chút không thoải mái. Mẹ, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Cũng liền chính là một cái S cấp dị năng giả mà thôi, không biết tự lượng sức mình, hanh. Người tương đương mà Đức Ngang nhiều đang nghe Trần Phi bên này cuồng vọng nói, nhất thời nhịn không được cái trán gân xanh vừa nhảy, con người hàn mang bùng lên, theo sát mà liền có lau một cái có mắt ánh sáng màu trắng từ từ di động hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy kỳ âm u nói, ngươi thật đã cho ta cùng ngươi đang nói đùa. Phải biết rằng hắn Đức Ngang nhiều thân phận gì, địa vị gì, thực lực gì. Hắn thế nhưng đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội Tam Đại Quang Minh một trong những gia tộc vâng đẳng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, càng một vị S cộng cấp bậc Quang Minh chiến sĩ. Vì vậy hắn chưa từng gặp qua chính là một cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, lại dám ở trước mặt hắn như vậy cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Ta chưa từng nghĩ đến ngươi đang cùng ta nói đùa, bất quá. Trần Phi ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên khinh thường nói bất quá, ta là nghĩ ngươi thật không đi. Vinh quang trang sách quả thực tựu ở trong tay ta, ngươi nếu là có bản lãnh kia cùng năng lực nói, có thể trực tiếp từ trong tay của ta tới bắt. Nói, một chương lóng lánh lờ mờ quang minh hỏng trang sách xuất hiện ở trong tay của hắn, nhất thời làm Đức Ngang nhiều đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhanh, nhanh đưa cho ta, Nga tương đương vĩ đại quang minh thần ở trên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao vinh quang trang sách sẽ đã hư hại. Đức Ngang nhiều nhất thời vươn tay muốn từ Trần Phi trong tay cướp giật, hơn nữa trên mặt thần sắc cũng vô cùng kích động cùng phẫn nộ. Phải biết rằng vinh quang trang sách có thể là bọn hắn vâng đẳng gia tộc vĩ đại nhất thánh khí. Nhưng vì cái gì, vì sao nó hiện tại cư nhiên sẽ hư hại, điều này làm cho hắn căn bản không có nghĩ đến, phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì nếu là một trang này vinh quang trang sách hư hại nói, đây chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ vâng đẳng gia tộc thánh khí vinh quang sách. Tự vĩnh viễn không có biện pháp khôi phục lại tột cùng nhất, cực mạnh xu thế trạng thái. Đối với bọn hắn vâng đẳng gia tộc mà nói, quả thực chính là chí mạng đả kích, khó có thể tiếp thu. Đồ chơi này đến trên tay ta chính là như vậy. Thế mà Trần Phi lại thoáng thân thể về phía sau chợt giật mình, liền trực tiếp tránh thoát đối phương dường như nhanh như tia chớp thân tới được tay, sau đó thản nhiên nói, lại mang dương mắt mâu người muốn nói, còn là câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi nếu là có bản lãnh kia cùng năng lực nói, có thể trực tiếp từ trong tay của ta tới bắt, nếu không, còn là mau nhanh từ trước mặt của ta tiêu thất đi, bởi vì, ta cũng không dỗi rãnh cùng ngươi mù lề mề. Tốt! Nghe vậy Đức Ngang nhiều sắc mặt thần sắc mạnh trầm xuống, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể bừng lên, một đôi lấp lánh bạch quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, âm trầm nói nguyên bản ta là không muốn lung tung đánh, chỉ tiếc, ngươi nhưng không biết quý trọng cơ hội như thế. Đã như vậy nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chúng ta vâng đẳng gia tộc uy nghiêm, mà cái gì, lại là các ngươi bực này người yếu hẳn là tuân thủ luật sắt. Mà khi hắn nói ra câu nói này thời gian, cả người hắn, cả cỗ thân thể, đều tốt giống như trở thành một đầu đáng sợ đói quá mãnh thú vậy. Khí thế kia thản nhiên chuyển biến, trở thành một loại làm người ta có chút hít thở không thông trùng kích cảm. Thế mà thấy tình cảnh này, Trần Phi lại cũng chỉ là nhàn nhạt mang mí mắt.
trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ kinh hoàng nào hoặc là chấn động thần thái. Bởi vì lấy hắn trạng huống trước mắt, coi như là thân thể hơi có không khỏe, có thể đủ để có thể so với thậm chí áp quá tiên thiên trung kỳ luyện khí ngũ trọng tu vi, cũng để cho hắn hoàn toàn có thể ứng phó trước mắt loại tình huống này. S cộng dị năng giả. Đối với hắn hiện tại mà nói còn là hơi có chút yếu đi a. Giống. Mà nhưng vào lúc này, Đức Ngang Nhiều cũng đã động, cả người như một đạo quang minh lợi kiếm vậy, sắc mặt lạnh lùng cùng dữ tợn, cả người hô quyền hướng Trần Phi phóng đi. Tuy nói đối với Đức Ngang Nhiều loại này quang minh chiến sĩ mà nói, chỉ có làm ý nghĩa vinh quang cùng quang minh áo giáp cùng với bội kiếm bội đeo ở trên người lúc, khi đó bọn họ mới có thể phóng xuất ra chân chính thực lực mạnh nhất thời khắc. Bất quá bây giờ, đối phương chỉ là cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, hắn Đức Ngang Nhiều đường đường vâng đẳng gia tộc tộc trưởng, tự nhiên không đem không coi vào đâu, cũng cho rằng không cần thiết cầm xuất toàn lực. Đã có thể sau đó một khắc sắc mặt hắn lại thay đổi. Bởi vì quả đấm của hắn sau một khắc cư nhiên bị một chương bàn tay cứng rắn chặn. Ngươi, Đức Ngang Nhiều vẻ mặt quỷ dị nhìn mặt không biểu tình đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, có chút nói lắp. Tất cả nói ngươi không được, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta là theo ngươi đang nói đùa sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi mí mắt hơi run lên, chợt bên hông bỗng nhiên phát lực, thân thể dường như đinh ốc con quay vậy một cái tiên chân hung hăng văng ra ngoài, nhấc lên tiếng gió thổi. Nhất thời Đức Ngang Nhiều sắc mặt mạnh đổi, muốn tránh thoát Trần Phi một cước này, lại phát hiện hắn cư nhiên mạc danh kỳ diệu hình như thế nào cũng tránh không thoát. Mà ở cảm thụ được trong khoảnh khắc làm hắn có chút hô hấp dồn dập khổng lồ áp lực, hắn theo nhịn không được hung hăng cắn răng một cái, vươn quả đấm, hướng về phía trước mãnh liệt nghênh đón. Phanh một tiếng, nặng nề vô cùng nổ vang lấy hai người làm trung tâm, đã qua quanh mình khuếch tán đi. Một vòng như có như không nhu ánh sáng màu trắng trong đêm đen có vẻ sáng vô cùng. Ha! Đức Ngang Nhiều ở chặn Trần Phi một cước này sau, bất ngờ kỳ trên mặt cũng nổi lên lau một cái thần sắc dữ tợn. Hắn chân phải cơ thể hung hăng bật một cái, hướng về Trần Phi phần eo địa phương hung hăng đá vào. Đã có thể sau đó một khắc, từ chân hắn trên truyền tới đau nhức lại khiến cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì hắn lại cảm giác mình chân phải thật giống như nhắc tới thép tấm vậy. Căn bản không cách nào đem lay động. Nhưng vấn đề là, coi như là thép tấm, khi hắn một cước này trước mặt cũng không có khả năng như vậy kiên quyết a. Bởi vì lấy hắn Đức Ngang Nhiều S cộng cấp quang minh chiến sĩ thực lực, toàn lực một cước dưới, hoàn toàn có năng lực đem một khối thép tấm đá gãy. Thân thể hắn làm sao có thể cứng như thế? Muốn vẻn vẹn chỉ là như vậy, người thật là không có thực lực gì từ trong tay của ta lấy đi vinh quang trang sách mà. Trần Phi hoạt động một chút hắn có chút mệt mỏi hông của, không khỏi một tiếng huýt sáo dài, trong cơ thể nóng rực, nóng tam dương chân hỏa kiếm khí lực trong nháy mắt tuôn ra cơ thể ở ngoài, bám vào khi hắn song quyền, dường như song long xuất hải hung hăng hóa thành mãnh thú quyền trưởng đem đập về phía trước phương. Đáng chết, vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Mà Đức Ngang Nhiều thấy tình cảnh này sắc mặt càng âm trầm dọa người, vội vã thể hiện tư thế muốn ngăn trở Trần Phi công kích, chân phải hung hăng vải ra. Dường như bóng đen vậy cùng đem kéo tới song quyền chạm nhau. Phanh, phanh, phanh. Nhất thời song quyền cùng bàn chân bắp thịt va chạm như đạn pháo vậy ù ù rung động. Có vẻ cực kỳ chấn động cùng chói tai. Mà cặp chân kia bộ hung hăng đá vào Trần Phi song quyền cơ thể trên thanh âm, càng như quất ở kim cương trên, tại đây trạng vạng vừa đắp dưới đêm tối dưới có vẻ phá lệ tua nhỏ người được màng tai. Siêu. Thế nhưng Đức Ngang Nhiều nhưng bây giờ có chút chịu đựng không nổi cao như vậy cường độ đụng nhau. Bởi vì hắn đều nhanh cảm giác mình đùi phải sắp chặt đứt vậy, chợt cắn răng hung hăng về phía trước vung, vẫy ở Trần Phi trên người, mượn lực lui về phía sau. Sau đó hắn nhịn không được mặt sợ hãi nhìn Trần Phi, nhãn thần cực kỳ lóe ra cùng không dám tin tưởng. Hắn Đức Ngang phần nhiều là ai? Hắn thế nhưng đường đường vâng đẳng gia tộc thế hệ này tộc trưởng A. Coi như là dứt bỏ tầng này thân phận không đề cập tới, hắn cũng là một vị đường đường chính chính, không thể nghi ngờ S cộng cấp quang minh chiến sĩ. Coi như là phóng nhãn cái này vâng đạt Âu Châu, cũng tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp, thậm chí đủ để đứng trên đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị như vậy một cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, Đông Phương thanh niên nhân đè nặng đánh, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ cái này cũng chỉ có hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử? Cứ nhiên so với hắn Đức Ngang Nhiều, so với hắn cái này đường đường vâng đặng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm cường đại hơn phải không? Có thể điều này sao có thể?
hắn mới bây lớn. Ngươi vì sao biết mạnh mẽ như vậy? Nghĩ đến đây, nếu là Đức Ngang nhiều cũng không nhìn được ánh mắt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thấp giọng nói. Rất hiển nhiên, đến bây giờ hắn đều có chút không có cách nào tin tưởng. Hai người bọn họ gian giao thủ dù chưa triệt để bạo phát, cũng không có giống như trước ở dãy núi ép đại liệt cốc bên kia như vậy đẹp mắt, thế nhưng, hắn Đức Ngang nhiều nhưng cũng cảm nhận được, trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử, rất mạnh, rất vướng tay chân. Thậm chí coi như là hắn bỏ được vận dụng toàn lực, cũng không nhất định có thể đem chiến thắng. Mà cái này, vẫn còn vẻn vẹn chỉ là Trần Phi suy yếu dưới trạng thái, không thấm nước biểu hiện, nếu là bị hắn biết chân tướng sự thật, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta nói rồi ngươi không được, hiện tại ta có thể đi. Thế mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt ngoéo. Một cái khóe miệng, quét hắn liếc mắt, theo xoay người liền chuẩn bị ly khai. Có thể Đức Ngang nhiều gặp Trần phải đi, ngay tức khắc thần sắc biến đổi, ngăn lại nói Vân. Vân chờ đã, đứng lại, ngươi không thể đi. Ta không thể đi. Trần Phi cước bộ hơi dừng lại, nghiêng người sang đến, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt ánh mắt lẳng lặng nhìn đối phương, giọng nói lại chợt có chút thay đổi lạnh lên, ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng, vừa rồi, là ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu như ngươi là thật muốn lại tiếp tục khiêu chiến ta điểm mấu chốt nói, sau đó quả, có thể chính là ngươi không cách nào thừa nhận. Ta không cách nào thừa thụ. Nghe vậy Đức Ngang nhiều sắc mặt mạnh đổi, tuy rằng vẫn đang cho rằng Trần Phi lời này quá cuồng vọng, thế nhưng, hắn lại cũng không dám giống như nữa trước như vậy quên, không để ở trong lòng. Bởi vì đối phương có thực lực, xác xác thật thật nhượng hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bằng hữu, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này vinh quang trang sách là ta vâng đặng gia tộc thánh vật. Chúng ta không thể nào để cho nó lưu lạc tại ngoại. Hắn nhìn Trần Phi giọng nói trịnh trọng mở miệng nói. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, cũng đã bị Trần Phi mặt không thay đổi cắt đứt, có thể nó vì sao đã lưu lạc tại ngoại đã lâu như vậy. Nghe vậy Đức Ngang nhiều nhất thời sắc mặt cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Bởi vì, này nói, hắn không biết cần thế nào nhận. Bởi vì trước chúng ta mặc kệ dùng hết phương pháp gì, đều tìm không được nó hạ lạc. Không biết lý do này, tôn kính các hạ ngươi có hài lòng hay không ni. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có lau một cái giống như khói mù huyến lệ bạch quang tự trong đó chui ra, sau đó, một giọng già nua liền từ trong vang lên, khiến Trần Phi đôi mắt hơi rụt một cái. Sau đó, nhũ bạch sắc quang mang đang rung chuyển dưới, lại lấy một loại tốc độ kinh người tan rã lên, thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua vậy, khiến tâm linh người rung động. Bởi vì loại thủ đoạn này, cư nhiên đều cùng trong truyền thuyết đỉnh cường giả truyền âm nhập mật, có chút cùng loại. Đây tột cùng là xuất từ người phương nào tay? Ừ, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi cũng không nhìn được hơi hé mắt, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chẳng biết lúc nào, đã hướng về cách đó không xa một cái âm u góc nhìn lại. Mà ở nơi này, không biết khi nào, không ngờ xuất hiện một vị tóc trắng xóa còng xuống lão giả thân ảnh. Lão giả kia thoạt nhìn tựa hồ đã cực kỳ già nua, ngay cả nếp uốn răng đầy da đầu trên đều chỉ còn lại có tính sợi cỏ khô vậy tóc, lác đác không có mấy, trên mặt da thịt cũng dường như cây khô da vậy, rất là già yếu. Có thể dù vậy, hắn cứ như vậy mặt không biểu tình tĩnh đứng yên trong bóng đêm hình dạng, nhưng cũng làm cho một loại khó diễn tả được uy lực đáng sợ. Thậm chí ngay cả Trần Phi đang nhìn nhau hắn lúc, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác. Một như hỏa sơn vậy rừng rực quang minh khí tức chính như ngủ say mãnh thú vậy, ẩn giấu đối phương trong cơ thể. Mà cái loại này lực lượng nếu là một khi bộc phát ra đích thực nói, có thể, hoặc cần phải làm cho sợ hãi cùng chấn động. Mà nhận thấy được loại biến hóa này, hắn coi như là lại ngu xuẩn đều biết, có thể làm cho hắn không hiểu cảm giác được loại áp lực này, có thể, tối thiểu cũng muốn tiên thiên trung kỳ có thể SS cấp dị năng giả. Nói cách khác, lão gia hỏa này lại là một vị SS cấp bậc dị năng cường giả. Đáng chết, không hổ là liên cái kia đao phong sách, thậm chí hắn sư thúc Diêm La, cũng không có so với kiêng kỵ thần thánh giáo duyên giáo hội tam đại quang minh một trong những gia tộc vâng đẳng. Cái này nội tình quả thật có chút dọa người. Dù sao SS dị năng giả lại là tùy tùy tiện tiện rau cải trắng, ai xuất hiện tự xuất hiện. Mà ở Trần Phi dần dần híp lại khởi trong con ngươi, còng xuống thân thể lão giả người da trắng thật sâu quan sát Trần Phi liếc mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, nghĩ đến các hạ chắc là đến từ Đông Phương cái kia quốc gia bằng hữu đi. Thoạt nhìn tựa hồ nhìn không quen mặt, sử dụng các ngươi Hoa Hạ một câu châm ngôn,
thực sự là niên thiểu hữu vi a. Tây bỏ vào trưởng lão. Mà vào lúc này, Đức Ngang Nhiều rốt cục cũng thấy rõ ràng người, lúc này con ngươi co rụt lại, thần sắc vui vẻ, có chút kích động thanh âm mạnh vang lên Tây bỏ vào trưởng lão, vinh quang trang sách ngay trên tay hắn. Ta vừa rồi đã chính mắt thấy. Tây bỏ vào trưởng lão. Tây bỏ vào vâng đặng. Lúc này nếu là có Âu Châu Đại Lục quen thuộc người của nàng ở đây, tất nhiên sẽ bị cây Ethiota sợ rằng sẽ ngất đi, bởi vì... Này lão tiên sinh, cái này vâng đặng gia tộc Tây bỏ vào trưởng lão, đây chính là cần gia tộc hơn 10 năm trước kiệt xuất nhất thiên tài, càng hôm nay thần thánh giáo duyên giáo hội trên đời nghe tiếng chín đại chủ giáo một trong. Cũng tuyệt đối xưng là danh chấn Âu Châu thậm chí thế giới hắc ám thế giới siêu cấp lớn nhân vật. Dù sao đây chính là thần thánh giáo duyên giáo hội giáo chủ A. Tối thiểu SS cấp bậc chúa tể cường giả, mới có tư cách đảm nhiệm. Vì vậy hắn Tây bỏ vào vâng đặng tên, tuyệt đối là vòng tròn nổi như sấm bên tai. Vì vậy coi như là Trần Phi như vậy có thể đem Đức Ngang Nhiều dễ dàng cường thế áp chế thần bí đông phương cường giả, coi như là lợi hại hơn nữa. Nhưng nếu là muốn cùng vị này thanh uy vang vọng Âu Châu hắc ám thế giới giáo chủ so với... Ai mạnh ai yếu, Đức Ngang Nhiều trong lòng vẫn có theo tuyệt đối nhận chi. Tiểu tử kia tuyệt không khả năng cùng Tây bỏ vào trưởng lão đánh đồng. Mà bây giờ, bọn họ vâng đặng gia tộc như vậy đỉnh cấp cường giả rốt cục xuất hiện, tất nhiên có thể đem vinh quang trang sách từ trong tay đối phương cướp về. Nhất định, ta biết, ta vừa rồi đã cảm thấy. Chuyện kế tiếp, tự giao cho ta đi. Nghe vậy Tây bỏ vào trưởng lão bình thản gật đầu, lúc này mới lại ngẩng đầu. Một bên con ngươi sâu đậm đánh giá Trần Phi cái này tuổi trẻ khuôn mặt, một bên khẽ cười nói tôn kính các hạ, có thể chúng ta có thể nhận thức một chút. Ta gọi là Tây bỏ vào vâng đặng, đến từ Phạm Đề Cương vâng đặng gia tộc. Mà đang nghe Tây bỏ vào trưởng lão cư nhiên lại một lần nữa nhắc tới tôn kính các hạ cái này năm chữ, Đức Ngang Nhiều rốt cục phảng phất là có chút hoàn hồn vậy, chợt thần sắc sửng sốt, cảm giác ra đầu tê dại. Bởi vì phải biết hắn thế nhưng rất rõ ràng. Bọn họ vâng đặng gia tộc Tây bỏ vào trưởng lão đây chính là một vị rất kiêu ngạo người, nếu là đối phương so ra kém hắn, hắn là tuyệt không khả năng dùng loại này bình đẳng thậm chí mang theo một điểm kiêng kỵ cùng lễ nghi giọng, như vậy mở miệng. Có thể hắn hiện tại lại. Chẳng lẽ Đông Phương tiểu tử thật có thể so sánh với hắn cũng luận thậm chí chạy song song với tư cách? Có thể, thế nhưng điều này sao có thể? Hắn mới bây lớn a. Ta họ Trần. Mà nhưng vào lúc này... À người vâng sông bên cạnh, Trần Phi lại vẻ mặt bình tĩnh thậm chí mặt không thay đổi nhìn Tây bỏ vào, chậm rãi nói ta họ Trần, đến từ Hoa Hạ. Bất quá, chúng ta hình như cũng không có gì biết cần phải. Hắn tuy rằng thần sắc bình tĩnh thậm chí mặt không biểu tình, có thể từ ngữ khí của hắn thậm chí hơi ngưng trọng trong ánh mắt của, nhưng vẫn là có thể phát hiện, nội tâm hắn trong, có thể cũng không có hắn lúc này biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Không có biện pháp. Lấy trước mắt hắn trạng thái ứng phó một cái S cộng dị năng giả hoặc là tiên thiên sơ kỳ đỉnh, còn dư giả, có thể SS cấp. Nhưng vẫn là ít ít có một ít lực bất tòng tâm. Đây cũng là hắn lúc này nhãn thần có chút ngưng trọng căn bản nguyên do chỗ. Dù sao, S cấp cùng SS cấp, cái này hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên bất đồng thiên địa. Coi như là cái gọi là S cộng, cũng không có cùng đánh đồng tư cách, kém khá xa. Nga, đến từ Hoa Hạ Trần. Có thể ngươi cũng không cần đối với ta ôm lớn như vậy địch ý, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện. Vinh quang trang sách đối với các ngươi Đông Phương cổ vũ giả mà nói, hoàn toàn chính là có cũng được không có cũng được gân gà gì đó, thế mà nó đối với chúng ta vâng đặng gia tộc mà nói, là ý nghĩa phi phàm, vì vậy chúng ta rất muốn đem nó tìm trở về, nhượng kỳ tái hiện đỉnh phong trạng thái. Không thể không nói, cùng rậm rạp đụng đụng. Tự cho mình là rất cao cái gọi là vâng đặng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Đức Ngang Nhiều nhắm lại đến, cái này Tây bỏ vào trưởng lão sẽ có vẻ nhân tinh hơn. Vô luận là giọng nói hay là ngôn ngữ nội dung, đều có vẻ ôn hòa rất nhiều, hơn nữa không có chút nào che che giấu giấu. Tựa như hắn nói như vậy. Có thể, bọn họ thật có thể ngồi xuống nói chuyện. Có thể đây cũng là ta chiến lợi phẩm. Các ngươi vừa lên đến đã nghĩ từ trong tay của ta đem cướp đi. Không cảm thấy có chút quá coi thường người sao. Bất quá nghe vậy Trần Phi nhưng cũng vẫn là không có nhanh như vậy nhả ra, thản nhiên nói. Chiến lợi phẩm, Nga tương đương xin lỗi, đây đúng là chúng ta không đúng, bất quá có thể không hơi chút tiết lộ một chút, cái này vinh quang trang sách, các hạ ngươi là từ ai nơi ấy lấy được sao? Nghe vậy Tây bỏ vào trưởng lão trong con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, chậm rãi mở miệng nói.
Ngươi muốn biết? Trần Phi bình thản đã quên hắn liếc mắt, đột nhiên lắc đầu nói bất quá các ngươi nếu bây giờ muốn đi tìm hắn phiền phức, có thể đã muộn. Ngươi biết Đao Phong sách người này sao? Hắn là cái sát thủ, cái này Vinh Quang trang sách, chính là ta từ trên người hắn lấy được. Cái gì? Đao Phong sách, lẽ nào? Nghe vậy Tây Bỏ vào trưởng lão Mạnh sắc mặt đổi đổi, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt cũng không giống như nữa trước như vậy. Ôn hòa. Bởi vì hắn đương nhiên biết Trần Phi trong miệng Đao Phong sách, chỉ là ai. Đây chính là truyền kỳ sát thủ tên vang dội bọn họ Âu Châu thậm chí toàn cầu hắc ám sát thủ giới nhân vật hung ác. Thậm chí ngay cả bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội phó giáo chủ, đều từng bị hắn cho ám sát quá. Nhưng bây giờ cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đã chiếm được màu đỏ tươi răng bị diệt cùng với truyền kỳ sát thủ rơi xuống tin tức, mà bây giờ, Trần Phi rồi lại nói Vinh Quang trang sách là hắn từ Đao Phong sách cầm trên tay đến chiến lợi phẩm, chẳng lẽ? Nhất thời dù là lấy Tây Bỏ vào trầm ổn cùng thân phận lúc này cũng không nhìn được biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói là ngươi giết hắn. Mà ở nghe nói như thế, Đức Ngang nhiều càng nhìn không được cả người run lên. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng nhiều lau một cái mất trật tự cùng sợ hãi. Bởi vì nếu thật sự là như thế, vậy hắn vừa rồi đến tột cùng là lấy cái gì giọng nói cùng như vậy một cái quái vật nói a? Vì vậy đây coi là của ta chiến lợi phẩm đi. Ta dựa vào cái gì đem nó trả cho các ngươi? Trần Phi không có từ chính diện trả lời đối phương vấn đề, chỉ là lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tây Bỏ vào trưởng lão già nua con ngươi vô ý thức híp lại. Bởi vì truyền kỳ sát thủ Đao Phong sách hung danh, đích xác vang vọng bọn họ Âu Châu thậm chí toàn cầu hắc ám thế giới, liên hắn Tây Bỏ vào cũng không muốn đơn giản cùng đối địch, nhưng bây giờ, như vậy vướng tay chân tên lại cư nhiên bị người trước mắt này giết chết, điều này làm cho hắn quả thật có chút thật không ngờ. Chỉ là, hắn Tây Bỏ vào thân là đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội giáo chủ một trong, càng một vị thứ thiện SS cấp bậc chúa tể nhẹ người, làm sao từng chân chính sợ quá ai. Hơn nữa là tối trọng yếu hay là đối phương trong tay Vinh Quang trang sách, đây chính là bọn họ vâng đặng gia tộc đau khổ tìm hơn 10 năm thánh vật, Vinh Quang sách sau cùng không chọn vẹn bộ phận, nếu là lúc đó buông tha, cái này đối với bọn hắn vâng đặng gia tộc mà nói, có thể không pháp tiếp thu. Vì vậy, Tây Bỏ vào mặt không thay đổi trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu có chút thanh âm rét run mở miệng nói. Lúc đầu ta quả thực không muốn cùng các hạ người cường giả loại này có sai lầm sẽ. Bất quá, Vinh Quang trang sách đối với chúng ta vâng đẳng gia tộc mà nói, quả thực quá trọng yếu, vì vậy cũng thỉnh các hạ lý giải một chút chúng ta khổ chung. Tây Bỏ vào trưởng lão con người thật sâu nhìn Trần Phi, lại chậm rãi nói có thể, chúng ta cũng nguyện ý trả giá thật lớn từ các hạ trong tay ngươi đem Vinh Quang trang sách đổi trở về. Tự nhìn ngươi cần gì? Rất hiển nhiên ngữ khí của hắn cùng với ngôn ngữ tuy rằng có vẻ cường thế, thậm chí không cho quay về. Có thể hắn lại vẫn là không cách nào bỏ qua dơ Trần Phi cái này có thể làm thịt Đao Phong sách nhân vật hung ác lực uy hát yêu ta, vì vậy sau lại giọng nói lại trở nên rộng thùng thình mấy phần, có thể thương lượng. Cái này Vinh Quang trang sách vốn chính là bọn họ vâng đặng gia tộc thánh vật, nhưng bây giờ, bọn họ lại cư nhiên nguyện ý dùng trao đổi phương thức đổi trở về. Cũng quả thực coi là có chút thành ý. Trao đổi. Vì vậy nghe vậy, Trần Phi lông mi cũng là hơi run lên. Sau đó con người toát ra nhàn nhạt suy tư vẻ. Tuy rằng hắn không quen nhìn đối phương vừa lên đến đã nghĩ từ trong tay hắn cướp đồ thái độ, thế nhưng, có một câu nói bọn họ cũng quả thực nói không sai. Giống như Vinh Quang trang sách loại này cái gọi là phương Tây thánh khí, khi hắn loại này đông phương cổ vũ giả trong mắt, quả thật có chút gân gà, coi như cứng rắn lưu ở trong tay mặt, hình như cũng thật không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, hắn nhãn thần vi hơi híp lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu, tập trung Tây Bỏ vào, chậm rãi nói đồ vật cho các ngươi có thể, bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Phi bình thản thanh âm, quanh quẩn tại nơi Tây Bỏ vào giáo chủ cùng với Đức Ngang nhiều bên tai, hai người tất cả cư nhiên trong nháy mắt có dũng khí tóc gáy hơi dựng đứng, phía sau lưng tâm chảy mồ hôi, quần áo bị đánh thấp ảo giác, đương nhiên mặt sau cái này lưỡng chủng cảm thụ vẻn vẹn chỉ là Đức Ngang có nhiều, mà Tây Bỏ vào giáo chủ còn lại là chân mày sâu nhíu. Không nghĩ tới hắn đều đã như vậy để xuống thấp tư thái, đối phương đông phương tiểu tử, lại còn cùng hắn đàm điều kiện. Điều này làm cho trong lòng của hắn có dũng khí rất khó chịu rất không thoải mái cảm thụ. Dù sao, hắn Tây Bỏ vào là ai? Hắn thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội chín đại chủ giáo một trong,
đường đường SS cấp bậc chúa tể quang minh chiến sĩ cường giả. Lúc nào đã bị quá như vậy biệt khuất đãi ngộ. Có thể hắn sâu như vậy cau mày trầm mặc nửa ngày, sau cùng cũng vẫn lắc đầu một cái, hai mắt tập trung vào Trần Phi chậm rãi hỏi, được rồi. Tôn kính các hạ, người nghĩ muốn cái gì điều kiện? Tuy rằng hắn xác xác thật thật chính mình vấn đỉnh phương Tây hắc ám thế giới đỉnh phong cường giả thực lực, nhưng vấn đề là, hiện vào thời khắc này đứng ở trước mặt hắn cái này đông phương tiểu tử, nhưng thật giống như hoàn toàn kiêu ngạo cho hắn, thậm chí có một ít vượt qua. Dù sao hắn tự vấn là có thể đánh đao phong xét, nhưng nếu là muốn kỳ giết chết, cũng không quá hiện thực, thế mà đối phương lại làm xong rồi. Đường đường thế giới nhất lưu tổ chức sát thủ màu đỏ tươi răng toàn quân bị diệt. Kinh khủng như vậy thành tích, khiến hắn phải suy nghĩ sâu xa suy nghĩ sâu xa ở suy nghĩ sâu xa. Nếu như bọn họ động khởi tay đến, tất nhiên là khó có thể thu chàng, khi đó, chỉ sợ cũng liên phía sau hắn vâng đặng gia tộc cũng sẽ đã bị không nhỏ lan đến. Thử hỏi như vậy tuổi còn trẻ, tự thực lực kinh khủng như vậy đông phương thanh niên nhân, kỳ phía sau nếu là không có thế lực cường đại chống đỡ cùng đến đỡ, điều này có thể sao? Sợ rằng dùng cái mông sai, cũng sẽ ngay tức khắc biết được đáp án. Vì vậy tuy rằng bị nói ra điều kiện loại sự tình này mà nhượng hắn tây bỏ vào cảm giác có chút biệt khuất, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Có thể đây là trầm ổn, đây là sáng suốt. Dù sao toàn thế giới đều biết cái kia từ xưa mà vừa thần bí quốc gia, này cái gọi là cổ vũ giả, tuyệt đối là trên địa cầu này quỷ dị nhất, cũng là tối không dễ chọc một đám người. Nói không chừng tùy tùy tiện tiện là có thể chọc đến tổ ong vò vẽ, do đó dẫn một đống lớn bọn họ xưng là bao che khuyết điểm đáng sợ lão gia này, vậy quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Để một cái điều kiện, thật không đáng. Người đáp ứng rồi. Mà đang nghe lời của đối phương. Ngược lại thì Trần Phi Vi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương cư nhiên thực sự sẽ đáp ứng hắn. Nghĩ đến đây hắn liền nhìn không được vô ý thức lắc đầu, nhẹ giọng cười nói kỳ thực ta cũng không nghĩ đến cái gì điều kiện. Nếu không như vậy đi, các người vâng đặng gia tộc, thiếu ta một cái nhân tình, thế nào? Trên thực tế, trong miệng hắn cái gọi là điều kiện, kỳ thực vốn chính là một loại thử dò xét tính, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên thật đáp ứng rồi. Điều này làm cho hắn cũng có chút giật mình thần cùng ngoài ý muốn. Bởi vì, điều kiện cái gì, kỳ thực hắn căn bản là không có muốn tốt. Bất quá cũng không sao. Thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Nghe vậy tây bỏ vào giáo chủ chân mày hơi run lên, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Bởi vì nhân tình loại vật này, thế nhưng có thể lớn có thể nhỏ a. Bất quá theo hắn vẫn khẽ lắc đầu một cái, nhãn thần bình thản nhìn phía Trần Phi. Chậm rãi nói tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý đem vinh quang trang sách giao trả cho chúng ta, ta có thể đại biểu chúng ta vâng đặng gia tộc, thừa nhận thiếu ngươi nhất cái nhân tình. Chỉ cần ở ta tây bỏ vào vâng đặng còn chưa có chết trước, cả đời hữu hiệu. Rất hiển nhiên hắn lời này, còn là vì phía sau hắn vâng đặng gia tộc lưu hữu đường sống, tương giác lên càng chính hắn, hắn tây bỏ vào vâng đặng giáo chủ tư nhân hứa nhân tình hứa hẹn. Đối với loại này tiểu xiếc, Trần Phi ngược lại cũng không quá để ý. Bởi vì đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là nhân tình kỳ thực cũng chính là cái hình thức. Hắn chỉ là không muốn không duyên cớ vô cớ đem chiến lợi phẩm của mình tống xuất đi mà thôi. Cầm đi. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cầm quần áo bao nội vinh quang trang sách lấy ra ngoài, thần sắc cực kỳ bình thản ném cho đối phương. Chuyện gì xảy ra, vì sao vinh quang trang sách dĩ nhiên hư hại, có thể ở nhìn thấy tia sáng kia lờ mờ, thậm chí có một ít vỡ ra vinh quang trang sách. Tây bỏ vào giáo chủ lại nhìn không được mạnh trên mặt thần sắc đổi đổi, sắc mặt âm trầm nói. Nguyên lai hắn vừa rồi tuy rằng gặp được Trần Phi cùng Đức Ngang nhiều giao thủ một màn, lại không ban đầu Trần Phi từng xuất ra quá vinh quang trang sách một màn kia, tự nhiên càng không biết, bọn họ vâng đặng gia tộc thất lạc ở ngoại cái này thánh khí vinh quang trang sách, cư nhiên hư hại. Điều này hiển nhiên đúng gia tộc bọn họ mà nói không có thể như vậy cái tin tức tốt, thậm chí, có chút khó có thể tiếp thu. Thứ này đến trên tay ta cũng đã là như vậy, thế nào, lão tiên sinh ngươi là muốn đổi ý sao? Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi hơi híp một cái, giọng nói bình thản nói. Nhưng chỉ có Trần Phi cái này bình thản âm, lại khiến tây bỏ vào giáo chủ đều trong nháy mắt có dũng khí không giải thích được hết hồn cảm giác, hầu như trong nháy mắt phía sau lưng cùng cổ gian hiện lên một tầng mồ hôi dịn. Phỏng chừng hắn trong lòng bây giờ nhất định rất rõ ràng. Nếu là từ trong miệng hắn tiếp thật nói ra cái đổi ý hai chữ, sợ rằng Trần Phi lập tức sẽ dở mặt.
Dù sao có cái gì có thể so sánh bị người đùa bỡn càng tức giận sự tình sao? Đây thật rất ít đi. Tôn kính các hạ, người yên tâm đi, ta Vâng Đặng gia tộc chính là một cái thành thực thủ tín gia tộc, cũng từ sẽ không làm cái loại này vô lại cử động. Bất quá, người có thể nói cho ta biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Theo lý thuyết chúng ta Vâng Đặng gia tộc thánh khí, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tự tổn hại. Hiển nhiên Tây bỏ vào giáo chủ rất muốn biết nguyên nhân. Hy vọng như vậy. Nghe vậy Trần Phi trên mặt màu sắc trang nhã lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, theo chỉ thấy hắn đưa ngón tay ra chỉ vinh quang trang sách đất nứt ra phương, chậm rãi nói ngươi cẩn thận cảm thụ một chút vỡ vụn chỗ còn lưu lại hắc ám nguyên tố năng lượng, có thể là có thể đoán được một ít đáp án. Hắc ám nguyên tố năng lượng. Nghe vậy Tây bỏ vào giáo chủ trên mặt thần sắc mạnh đổi đổi, liền vội vàng đem cả người đều lực chú ý đều bỏ vào vỡ ra vinh quang trang sách trên, hồi lâu sau, đột nhiên lại gặp sắc mặt hắn âm trầm quát mắng một tiếng, giọng nói tức giận mở miệng nói cái này chết tiệt Đao Phong Xét, hắn lại dám đem trong cơ thể mình hắc ám bổn nguyên toàn bộ rót vào đến thánh khí trong. Lẽ nào hắn không biết quang minh cùng hắc ám nguyên tố hoàn toàn chính là thế bất lưỡng lập sao? Đáng chết, cái này ngu xuẩn nhà. Hắn như vậy mắng, lại đột nhiên sắc mặt sợ hãi đổi đổi, sau đó có chút không dám tin đem ánh mắt quét đến Trần Phi trên mặt. Bởi vì hắn biết rõ, Đao Phong Xét loại hành vi này mặc dù sẽ điều chỉnh ống kính minh thánh khí vinh quang trang sách tạo thành ảnh hưởng to lớn, nhưng vấn đề là như vậy hành vi bộc phát ra duy nhất lực lượng, nhưng cũng là có thể nói hủy thiên diệt địa. Có thể, nhưng bây giờ, Đao Phong Xét đều làm ra kinh người như vậy tự mình hại mình cử động, lại còn là chết ở trên tay đối phương. Khó khăn, chẳng lẽ cái này Đông Phương tiểu tử thực lực, đều đã đủ để đối kỳ hình thành nghiền ép sao? Có thể điều này sao có thể a? Đa tạ các hạ báo cho biết, đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ. Nghĩ đến đây, dù là lấy Tây bỏ vào giáo chủ lòng dạ cùng thực lực, cũng không nhịn được thật sâu nếu có cảm thán vậy nhìn Trần Phi liếc mắt, chợt thuận lợi đem vinh quang trang sách thu vào, xoay người run run ly khai. Mà ở thấy tình cảnh này, Đức Ngang nhiều tự nhiên cũng không dám nhiều hơn nữa ở lại, lập tức theo Tây bỏ vào giáo chủ xoay người ly khai. Từ trước Trần Phi cho thấy thực lực kinh khủng, đưa hắn hoàn toàn triệt để áp chế sau, hắn dù thấy cũng chưa nói qua nói, mà là thành thật đợi ở một bên, lẳng lặng chờ bọn họ Vâng Đặng gia tộc Tây bỏ vào giáo chủ cùng đối phương nói chuyện ngang hàng. Bởi vì hắn biết rõ đây là thực lực và thực lực gian chênh lệch, mang đến sự phân chia mạnh yếu, cũng là cái gọi là mạnh yếu trong lúc đó lành lạnh đẳng cấp tôn ti, khó có thể vượt quá. Dù sao vừa rồi nếu là hắn thật đem Trần Phi chọc giận, có thể vậy hắn bây giờ có thể không thể giữ được tánh mạng, đây đều là cái vấn đề. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kết cục cuối cùng cũng còn là tốt, tối thiểu bọn họ được như nguyện cầm trở về nhà tộc thánh vật vinh quang trang sách. Vâng Đặng gia tộc, mà ở nhìn thấy Tây bỏ vào giáo chủ cùng với Đức Ngang nhiều dần dần tiêu thất ở phía xa bối cảnh, Trần Phi không khỏi khẽ lắc đầu cười khẽ một tiếng. Sau đó hai tay biếng nhác lưng ở gáy làm ra một cái xòe ra tư thế, yêu tai du tai dọc theo yên tĩnh, xinh đẹp a ngươi vâng sông tản bộ lên. Khó có được xuất ngoại chạy tới Italia một lần, hắn tự nhiên cũng muốn nhiều đi một chút xem nhiều hơn xem, tự như cùng trước hắn lựa chọn càng truyền hơn nửa Á Âu đại lục vậy. Bởi vì đây đúng là một loại rất mới mẻ thể nghiệm, rất làm cho mê muội. Thời gian ở hạnh phúc trôi qua trong tiểu nhiên nhi khứ. Bất chi bất giác Trần Phi Thương cũng không sai biệt lắm sắp tốt thất thất bát bát. Mà trong khoảng thời gian này mặt, hắn hao tốn 5 ngày du lãm thế giới danh Italia Vinic Tư Thủy Thành, Nam Bộ phân khối trong đảo, còn có Milan. Những thứ này đều là rất làm cho lưu luyến vong phản địa phương, thậm chí cũng làm cho Trần Phi cái này lười biếng tên yêu loại cảm giác này, yêu trên du ngoạn. Vì vậy cái này Italia đúng là cái đáng giá vừa đi quốc gia. Mà đang ở hắn nắm lấy có đúng hay không hẳn là phải rời đi, cái này để lại cho hắn không ít mỹ hảo hồi ức quốc gia lúc, hắn chợt nhận được thứ nhất không rõ tin nhắn ngắn. Bởi vì mặt trên bất ngờ chỉ có 4 chữ, đó chính là ship, mà gửi thư tín người lạc khoản, còn lại là, ảnh tiên vũ. Ai, ta thiếu chút nữa đều quên hết, Trần Phi lúc này mới có chút xin lỗi hồi tưởng lại, có cái từng cùng hắn ngoéo tay ước định. Dấu vết dưới con dấu đơn thuần nữ hài tựa hồ đã đợi chừng hắn hơn một tháng. Nghĩ đến đây hắn tự nhiên không dám sẽ ở Italia nhiều đình lại cái gì, lập tức bước lên đi trước ship hành trình. Dĩ nhiên, lúc này đây hắn là trực tiếp làm máy bay đi qua. Ở Italia La Mã leo lên đi trước ship tốc hành cơ.
mà đang ở Trần Phi đều đã ly khai Italia chuẩn bị đi trước ship lúc, cùng lúc đó, kinh thành, vị kia Tôn Long Tôn đại thiếu biểu ca Ngô Tiểu Quân, lại đột nhiên thần sắc hốt hoảng xuất hiện ở kinh thành ta xa hoa hội sở nội, tìm được rồi trong đó đang chuẩn bị tiếp thu gần nhất mới tới mới mặt hàng THIOTA thân phục vụ Tôn Long Tôn đại thiếu. Hắn có chút hốt hoảng nói biểu đệ không xong, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, gia thập, ngươi trước cút ra ngoài cho ta. Nghe vậy Tôn Long Tôn đại thiếu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, biến sắc, lập tức một cước đem bên cạnh hắn ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, xinh đẹp tuổi thanh xuân nữ tử đá văng ra, để cho nàng trước cút ra ngoài. Đến tột cùng thế nào chuyện này? Chẳng lẽ là... Mà khi vóc người nóng bỏng, quyến rũ xinh đẹp tuổi thanh xuân nữ tử lảo đảo cuống quýt sau khi rời khỏi, chúng ta Tôn Long Tôn đại thiếu lúc này mới sắc mặt âm trầm đang nhìn mình biểu ca, chậm rãi nói. Hắn cũng không ngốc, hơn nữa hắn và hắn biểu ca trong lúc đó cùng xuất hiện, tựa hồ cũng giới hạn ở món đó đi qua thật lâu, không thấy được ánh sáng chuyện mà. Không sai, biểu đệ, sự kiện kia mà xảy ra vấn đề. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân sắc mặt ngưng túc cùng hốt hoảng gật đầu, đang chuẩn bị giải thích, lại bị Tôn Long Tôn đại thiếu mạnh cắt đứt. Biểu ca, đương sơ ngươi ở trước mặt ta thế nhưng như vậy bảo chứng, nói chuyện này nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Cũng sẽ không có bất luận cái gì cạm bẫy, nhưng bây giờ, chẳng lẽ là tin tức để lộ, còn là tên khốn kiếp kia không bị giết chết, Tôn Long Tôn đại thiếu sắc mặt âm trầm nói. Bởi vì vô luận là tin tức để lộ hay là tên khốn kiếp kia không chết, cái này đối với hắn mà nói đều là không có biện pháp tiếp nhận. Dù sao thân phận của hắn không giống với, cần cố kỵ rất nhiều. Mà mướn giết người người loại sự tình này mà nếu là lén lút lén không bị phát hiện hoàn hảo. Chỉ khi nào nếu để lộ tin tức, tình thế sẽ gặp ngay tức khắc thăng cấp, sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Dù sao bọn họ lão Tôn nhà ở kinh thành hay là muốn mặt, trong dòng chính thành viên chạy đi mướn giết người người, cái này nếu là truyền đi, lão Tôn nhà mặt để nơi nào. Nghĩ đến đây Tôn Long Tôn đại thiếu sắc mặt không có càng thêm khó coi lên. Không phải là, sự tình không phải là biểu đệ như ngươi nghĩ, chỉ là chuyện bây giờ trở nên hơi có chút phức tạp. Có thể nghe nói Ngô Tiểu Quân lại ngay tức khắc lắc đầu nói. Không phải là, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chuyện gì. Nghe vậy Tôn Đại Thiếu lúc này mới sắc mặt vui vẻ, lại vội vàng hỏi. Là như vậy. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân lập tức giải thích, có lẽ là bởi vì hắn trình tự quá thấp, cộng thêm trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phản hồi quá Italia, mà là lưu tại kinh thành Ngô Gia Gia một sự tình. Vì vậy, thẳng đến tối hôm qua, hắn mới đột nhiên nhận được tin tức. Được khen là Italia nghiệp giới cực mạnh, thậm chí tại thế giới hắc ám sát thủ giới đều có thể đủ bài danh đệ tứ khủng bố tổ chức sát thủ màu đỏ tươi răng. Cư nhiên bị người cho mạc danh kỳ diệu tận diệt, trong một đêm chịu khổ diệt môn. Loại sự tình này mà trong mắt hắn tuyệt đối là hơn 10 năm khó có được một gặp, thật giống như Mỹ quốc song tử building 911 khủng bố tập kích cái loại này. Có thể loại sự tình này mà, nếu là đặt ở bình thường, hắn nhiều lắm cũng chính là bị lại càng hoảng sợ sau, sẽ đem chuyện này trở thành là việc vui, sau khi ăn xong đề tài câu chuyện đến xem. Nhưng tình huống hiện tại hơi có chút bất đồng, bởi vì trước đây không lâu, hắn vừa ủy thác bên kia sát nhân. Mẹ, bị người cho bưng. Vãi, tiểu tử kia đây quả thực là thật mẹ mạng lớn. Nghe vậy Tôn Long cũng không nhìn được sắc mặt quỷ dị, sau đó nhịn không được chửi ầm lên. Bởi vì, này loại chuyện này quả thực quá cái kia cái gì. Lớn như vậy cái thế giới danh tổ chức sát thủ cư nhiên mạc danh kỳ diệu đột nhiên bị diệt môn, hơn nữa thời gian tiết điểm còn vừa vặn trùng hợp như vậy, nói ra, ngươi dám tin. Dĩ nhiên, coi như hắn lúc này lại phiền muộn, lại buồn bực, cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới màu đỏ tươi răng sở dĩ sẽ bị diệt, không phải là bởi vì khác, chính là bởi vì trước hắn ủy thác đối phương tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Trên thực tế, màu đỏ tươi răng chính là bị hắn cái này không may hài tử cho mang vào trong hố, mà chính hắn cũng không biết. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ cho rằng đây quả thật là thật trùng hợp, tên khốn kiếp kia mẹ vận khí cũng thực sự quá tốt. Vân vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này, hắn lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt trở nên cực kém, rất khó xem, ngẩng đầu, gắt gao theo dõi hắn biểu ca Ngô Tiểu Quân nói cái gì tổ chức sát thủ bị bưng, tiền của ta không phải là. Cho tới bây giờ hắn mới mạnh nghĩ đến mấu chốt của sự tình chỗ. Phải biết rằng, đương sơ hắn thế nhưng đủ lấy ra một cái ức đi mua Trần Phi đầu,
nhưng bây giờ, cái quỷ gì tổ chức sát thủ bị người mặc danh kỳ diệu cho chặt đứt, người tự nhiên cũng giết không được, đây chẳng phải là, hắn một ức nguyên nhân dân tệ cứ như vậy trôi theo nước ngâm nước nóng. Không phải là, biểu đệ, ta đây không phải là cũng không nghĩ tới sao, ai biết lại đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân run rẩy lio ta môi một cái, có chút vẻ mặt đưa đám nói. Lúc đầu hắn còn trông cậy vào chuyện này làm được thật xinh đẹp, tốt mượn cơ hội này ôm hắn biểu đệ cái này cây bắp đùi, dù sao kinh thành lão tôn nhà dòng chính thành viên loại thân phận này, đây cũng không phải là đùa giỡn, không biết nhiều có ảnh hưởng lực, nhiều tôn quý, nhưng bây giờ... Mẹ, làm sao sẽ mặc danh kỳ diệu đụng với cái này việc chuyện này a? Cái này vị miễn cũng quá suy đi. Không biết, không biết, ta đi mẹ của ngươi, đây chính là một ước a, ngươi cho là Việt Nam lá chắn, đồng yên loại trắng đó giấy. Có thể nghe nói chúng ta Tôn Long Tôn Đại Thiếu lại nhìn không được nhảy dựng lên một cước hung hăng đá vào hắn biểu ca trên người, sắc mặt âm trầm tức miệng mắng to. Lúc đầu có thể nguyện ý xuất ra một ước đến mua Trần Phi đầu, cái này đã nhượng hắn thập phần nhức nhối. Nhưng nếu như có thể giết chết, có thể để cho hắn hảo hảo phát tiết một chút trong lòng miệng ác khí, mặc dù buồng tim tử đau, nhịn một chút cũng cứ như vậy đi qua. Nhưng bây giờ tiền của hắn lại đánh nước phiêu, đây chính là một ước a. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Phanh, Ngô Tiểu Quân ngực bị nặng nề tới một chút, cả người cũng như cùng lăn hồ lô vậy trên mặt đất lật một vòng, ngực đau rát, có thể dù vậy, hắn nhưng vẫn là không dám trên mặt lộ ra chút nào vẻ giận dữ. Trái lại run rẩy cười theo nói không, không phải là. Biểu đệ ngươi nghe ta đem ta nói cho hết lời, ngươi cho ta một ước nguyên, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn cho ra đi, chỉ là sớm cho bên kia 30 triệu tiền đặt cọc. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó vẫn là cắn răng có chút nhức nhối tiếp tục nói nếu không cái này 30 triệu còn là từ ta bỏ ra đi. Là ta không đem chuyện này làm tốt. Ý của ngươi là còn lại 70 triệu ở chỗ của ngươi. Nghe vậy Tôn Long sửng sốt. Sau đó chỉ thấy hắn mâu quang lấp lánh đem té trên mặt đất Ngô Tiểu Quân kéo lên, một bên kéo, hắn còn một bên chậm rãi nói biểu ca, xin lỗi, mới vừa rồi là ta có một ít quá kích động. Bất quá, ta muốn biết ngươi ngoại trừ màu đỏ tươi răng, còn liên hệ đạt được những tổ chức sát thủ khác sao? Biểu đệ, lẽ nào ngươi? Ngô Tiểu Quân cảm giác được Tôn Long trong lời nói chứa sát ý, không khỏi biến sắc, thấp giọng hỏi. Ta cũng không muốn chuyện này cứ như vậy bỏ vở nửa chừng. Biểu ca, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, tên khốn kiếp kia nếu là không chết, trong lòng ta chân thực không nín được loại này khẩu khí. Nghe vậy Tôn Long Tôn Đại Thiếu cắn răng, băng lạnh lùng nói rằng. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới mình bị toàn bộ lão tiên sinh trục xuất sư môn, ở gia tộc nội địa vị cũng là ngày càng sa sút, liền nhịn không được trong lòng giống như bị đao đâm vậy khó chịu. Phải biết rằng hắn Tôn Long Tôn Đại Thiếu hạng thân phận hạng địa vị, lúc nào đã bị quá như vậy biệt khuất đãi ngộ. Rất hiển nhiên, hắn là người kiêu ngạo, mà càng là kiêu ngạo người tự càng thích đi cực đoan. Hung tàn bản tính trong lúc vô tình bị hoàn toàn kích phát ra rồi. Thế nhưng bây giờ lão Trần gia lão Thái gia vừa mới vừa qua đời, kinh thành những đại nhân vật kia trong mắt có thể không được phép một điểm hạt cát. Nếu vào lúc này, chúng ta lén lại làm cho những... Này mờ ám, nếu như bị phát hiện nói, chúng ta sẽ chọc cho trên đại phiền toái. Có thể Ngô Tiểu Quân nghe vậy lại có chút chần chờ mở miệng nói, thần sắc có vẻ thập phần hoảng loạn cùng do dự. Hôm nay kinh thành ba đại hào môn màu đỏ một trong những gia tộc lão Trần gia, lão Thái gia vừa mới vừa qua đời, kinh thành hôm nay chính là túc mục ai điếu thời gian, đây cũng là các đại gia tộc thậm chí cao tầng ngầm thừa nhận tuyệt không có thể nháo sự mà thời gian. Bởi vì tuy nói cái này kinh thành nước đục một tảng lớn, tư để hạ âm u chuyện tình cũng rất nhiều, mà khi những này một khi liên lụy đến khai quốc đại anh hùng cái loại này lão chuyện của người ta tình, hết thảy đều phải đứng dựa bên, tối thiểu tại nơi vị vừa mới vừa đi tới trong khoảng thời gian này nội, cấp cho dư kỳ phải có cùng cao nhất tôn trọng. Đây cũng là tứ cửu thành mấy chục năm qua kéo dài xuống quy củ, ai cũng không thể trái với. Vì vậy ta mới chịu ngươi tiếp tục tìm nước ngoài sát thủ. Chỉ cần không ở nơi này trong kinh thành nháo sự mà, ai cũng không biết quản, ai cũng không dỗi dãnh công phu quản, hơn nữa tiểu tử kia hiện tại cũng không có khả năng ở kinh thành. Có thể Tôn Long Tôn Đại Thiếu nghe vậy lại trong thanh âm lộ ra một tia âm trầm, lạnh lùng nói. Làm lão tôn nhà dòng chính thành viên,
hắn đương nhiên rất rõ ràng tứ cửu bên trong thành cái này tồn tại đã lâu quy củ. Lão Trần gia, lão Thái gia cũng mới vừa đi, để dành cho kỳ sau cùng lễ đãi cùng tôn trọng, cái này kinh thành tối thiểu trong vòng 3 tháng cũng không biết loạn, cũng không ai dám loạn. Chỉ là 3 tháng sau lại khó mà nói, bởi vì lão Trần gia kình thiên trụ, định hải thần châm như thế vừa đi, tất nhiên sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng xích ba động. Không nói khác, hôm nay lão Trần gia cái này kinh thành đỉnh cấp nhà giàu có màu đỏ gia tộc danh hiệu, đã có một ít hữu danh vô thực. Có lẽ có ít người sẽ không chịu nổi để cho bọn họ dưới mông mặt vị trí, nhúc nhích. Dĩ nhiên, cái loại này cao độ chuyện mà cùng hắn Tôn Long Tôn Đại Thiếu tự nhiên không có quan hệ gì. Bởi vì hắn trình tự xa xa còn chưa đủ. Bất quá, hắn muốn nói là, quy củ có thể là chết, nhưng người cũng sống. Trong vòng 3 tháng kinh thành không có khả năng loạn, nhưng cái này tứ cửu ngoài thành, cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì vậy hắn mới sẽ tiếp tục tuyển trạch nhượng hắn biểu ca Ngô Tiểu Quân giúp hắn tìm nước ngoài sát thủ. Bởi vì, này dạng, coi như là sau đi lộ tiếng gió, cũng sẽ không có người có thể lấy 3 tháng kỳ hạn loại này chụp mũ, tới tìm hắn phiền phức. Vậy được rồi. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải cắn răng mở miệng nói. Bởi vì hắn biết rõ nếu là mình thật cự tuyệt hắn cái này biểu đệ nói, coi như là hắn nguyện ý đem 30 triệu lỗ thủng điền trên, cũng tất nhiên sẽ đem đắc tội. Mà cái này đối với hắn mà nói, chân thực có chút quá vi phạm ước nguyện ban đầu cùng cái được không bù đắp đủ cái mất. Hiển nhiên hắn không muốn nhìn thấy cái loại này kết quả. Nghĩ đến đây, hắn rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu, nhìn Tôn Long chậm rãi nói biểu đệ, ngoại trừ màu đỏ tươi răng, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nước Nga Viễn Đông giúp, cùng với Italia một nhà khác tổ chức sát thủ huyết nhận. Người nghĩ thỉnh bọn họ nhà ai xuất thủ, thích hợp hơn. Nước Nga Viễn Đông giúp cùng Italia huyết nhận. Nghe vậy Tôn Long cau mày nỉ non, trong mắt nhúc nhích phấn khởi cùng suy tư ánh mắt. Một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi, người nói hai cái này, bên kia thực lực càng mạnh một ít. Cường, nước Nga Viễn Đông giúp cùng Italia huyết nhận đều là làm việc tình rất tàn nhẫn quả quyết tổ chức, hơn nữa bọn họ để tiền cái gì đều chịu làm. Nước Nga trong xương cốt thích đi cực đoan, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Người ý rất tốt giống như trong đêm tối xài giống như lang, bị dính vào tự khó có thể bỏ rơi. Bất quá, cùng màu đỏ tươi răng so với, thực lực của bọn họ cũng còn là chênh lệch không ít. Ngô Tiểu Thư chậm rãi nói rằng, người Nga cơ hồ là ở quốc tế trên công nhận trong khung thập phần cực đoan, thậm chí không ít người làm cho cảm giác bản tính chính là tàn nhẫn, nhất là theo danh đầu chọc đảng. Nói chung Viễn Đông giúp đám người kia để tiền, cái gì đều chịu làm, cũng cái gì cũng dám khô. Đến mức Italia huyết nhận tổ chức tuy rằng tương giác dưới có vẻ điệu thấp, có thể là bọn hắn giết khởi người đến cũng không nương tay, bởi vì bọn họ thích sát nhân, hơn nữa những tên kia càng thích tiền. Vậy hãy để cho bọn họ cùng nhau động thủ, ta sẽ cho người bổ 30 triệu, người giúp ta phân biệt liên hệ bọn họ, lúc này đây ta đến muốn nhìn tên khốn kiếp kia còn có thể hay không đủ vận tốt như vậy. Tôn Long Tôn Đại Thiếu mạnh đứng lên, trong con người nhúc nhích phấn khởi cùng tràn ngập khoái ý ánh mắt. Tựa hồ đã thấy Trần Phi nằm trong vũng máu chẳng cảnh, giọng nói có vẻ phá lệ dữ tợn. Được rồi, ta sẽ chăm chú đi làm chuyện này mà. Nghe vậy Ngô Tiểu Quân hơi không để lại dấu vết lắc đầu, theo sát mà đã có một tia hiếm thấy hưng phấn tâm tình bừng lên. Dù sao hắn mặc dù đang Italia quật khởi phấn đấu nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ lại muốn thuê hai đại hắc ám tổ chức lại ám sát cùng một người, loại sự tình này mà khi hắn mà nói tuyệt đối là lần đầu tiên. Vì vậy cũng cho hắn không hiểu mang đến một loại đùa lửa kích thích cảm, nhượng trong cơ thể hắn máu sôi trào không ngớt. Như vậy đồng thời, lão Trần gia nhà cũ, trong cả gia tộc người hiếm thấy tuyệt đại đa số đều trở về, tụ tập cùng một chỗ, khiến trong không khí đều không hiểu có dũng khí không nói được cảm giác đè nén. Có thể, là bởi vì lão Thái gia mới vừa vào đất Vi An đi. Làm tứ cửu thành cao cấp nhất nhà giàu có màu đỏ ba đại một trong những gia tộc. Lão Trần gia không thể nghi ngờ là kinh thành đông đảo thế lực ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ, gia tộc bọn họ định hải thần châm, kình thiên trụ lại ngã, đây đối với lão Trần gia mà nói không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Tối thiểu nguyên bản rất nhiều bị lão Thái gia ép tới không dám nhúc nhích nghiêu quỷ xà thần, hoặc có lẽ bây giờ cũng dám nhô ra khiêu khích bọn họ lão Trần gia, dám nhảy ra nói. Mà đây cũng là tứ cửu thành qua nhiều năm như vậy định luật. Không có trường thịnh không suy nhà giàu có màu đỏ gia tộc. Cũng không có ai qua đời sau,
dựa vào dự uy vẫn có thể ngu dốt âm gia tộc hậu bối như trước hưng thịnh. Đây là không thực tế. Vì vậy nguyên bản tại đây tứ cửu thành bị vây vòng tròn nội tầng cao nhất lão Trần gia, hôm nay cũng không khỏi không đối mặt một cái vấn đề nghiêm túc. Đó chính là lão thái gia ngã, bọn họ những người còn lại phải làm thế nào tại đây mẫn cảm, dung chuyển thời kỳ nỗ lực, để cầu bọn họ lão Trần gia đáng kể phồn vinh, còn chưa phải là phù dung sớm nở tối tàn, đi hướng suy bại. Lão Trần gia nhà cũ bên trong thư phòng, đông đảo người vây ngồi ở đó sofa, mà hiện giữ lão Trần gia gia trưởng Trần Bình Trương tắc ngồi ngay ngắn ở ngay chính giữa địa vị cao trên, cả người dựa lưng vào sofa trên lưng, khép hờ hai mắt, trầm mặc không nói, ngón tay lại ở trên bàn chậm rãi đập, làm người ta tim đập. Mà trừ hắn ra, có thể ở cái này lão Trần gia thư phòng ngồi xuống, sợ rằng cũng chỉ có cùng hắn cùng đại, đồng nhất bối phận trong tộc lão nhân, cùng với giống như Trần Chấn Quốc, Trần Chấn Quân như vậy ở chính đàn hay là thương giới làm ra chói mắt thành tích gia tộc tinh anh, mới có tư cách nhập tọa. Thay lời khác mà nói đó chính là ngày hôm nay cái này bên trong căn phòng cũng là lớn nhân vật, tùy tiện một cái đi ra ngoài vòng tròn nội cũng phải chấn động. Bất quá bọn hắn lúc này sắc mặt lại cùng Trần XX đều có chút cùng loại, trên mặt ánh mắt phức tạp, nôn nóng, sầu lo, phiền muộn chờ không đồng nhất mà là. Lão đại, người không có khả năng như thế vẫn trầm mặc a. Trần Chấn Quốc phụ thân Trần Diệu Hoành phá vỡ trầm mặc, nói. Nghe vậy Trần Bình Trương chậm rãi quét mắt nhìn hắn một cái, cư nhiên không có trả lời, nhất thời bên trong gian phòng có những người khác không nhịn được. Chỉ thấy một vị đồng dạng lão giả tóc hoa râm mở miệng nói đại ca, nếu hiện tại lão thái gia đã xuống mổ vi an, ta đây muốn, chúng ta bây giờ cần phải mau chóng chuẩn bị chuyện khác. Dù sao, kinh thành bảo thủ không chịu thay đổi 3 tháng kỳ hiện tại đều đã qua nhanh một nửa, nếu là thật đợi được 3 tháng vừa qua. Vậy một ít theo chúng ta lão Trần gia không hợp nhãn gia tộc thế lực, nhất định sẽ ngay tức khắc không nín được, sẽ nhảy ra tới tìm chúng ta phiền toái. Nói đến đây hắn hơi một lần, lại nói nhất là Tôn gia những người đó. Trấn Quốc lần này đoạt bọn họ một cái bộ trưởng chức vị, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không nín được lửa, sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng này thì có biện pháp gì ni, cái này dù sao cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Vừa dứt lời. Trần Diệu Hoành lại nhìn không được mở miệng nói ta nói cái này lời mặc dù khó nghe, thế nhưng. Từng ở kinh thành huy hoàng trôi qua gia tộc, đến cuối cùng không đều không thể tránh sẽ đi tới chúng ta bây giờ loại này hoàn cảnh sao. Chỉ là khác nhau ở chỗ có kháng trụ áp lực, lại lần nữa phồn vinh, mà có không kháng trụ, liền bắt đầu đi hướng suy bại, ai. Nói đến đây hắn nhìn không được khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu lên. Tuy rằng lời là nói như vậy. Thật là đương sự tình cho tới bây giờ loại này hoàn cảnh, trong lòng hắn cổ không nói được áp lực cùng phiền muộn lại là chân thật tồn tại. Dù sao, trước bọn họ lão Trần gia ở kinh thành ra sao to như vậy vì hạng cao độ. Mà bây giờ, sợ rằng cái loại này cao độ, cái loại này vị trí sẽ trước trình thẳng tắp trước giảm xuống một đoạn hơn nữa. Từ đỉnh bắt đầu đi hướng thung lũng, cái loại cảm giác này quả thực rất làm cho khó chịu, thật giống như trái tim đang bị người hung hăng lắc lắc vậy. Có dũng khí mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển không thăng bằng. Lời mặc dù là nói như vậy, đối với chúng ta dù sao vẫn là không có khả năng ngồi chờ chết, được có chuẩn bị cùng hành động a. Trần Diệu Hoành chính là lời nói vừa dứt, trước lão giả tóc hoa râm liền lập tức tiếp lời, già nua con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị nói hơn nữa, muốn là chúng ta lão Trần gia có thể tìm được một ít giúp tay, có thể, những tên kia tự cũng sẽ không làm càn như vậy. Vừa nói, hắn một bên không để lại vết tích nhàn nhạt nhìn lướt qua trên ghế salon người kia. Giúp đỡ, Hoa Tần, ngươi là chỉ. Nghe vậy Trần Bình Trương rốt cục lần đầu tiên lên tiếng, cau mày nghi ngờ nói. Bởi vì hắn còn không có lĩnh ngộ được hắn cái này đường đệ lời nói này hàm nghĩa. Đại ca, ta là chỉ hứa ra. Gặp Trần Bình Trương tựa hồ có chút lưu ý mình ngôn ngữ. Được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả mừng rỡ, hưng phấn nói mọi người đều biết. Chúng ta Trần, Tôn, Lưu tam đại gia tộc mặc dù bị xưng là tứ cửu thành tam đại đỉnh cấp nhà giàu có màu đỏ gia tộc, cũng là bởi vì ba chúng ta nhà, phân biệt đều có lão nhân gia tồn tại. Mà trừ lần đó ra, chúng ta tứ cửu bên trong thành còn có cái trường hợp đặc biệt, đó chính là lão Hứa nhà. Bởi vì Hứa lão thái gia còn khỏe mạnh, có thể bởi vì bọn họ lão Hứa gia nhân đinh không vượng, vì vậy chúng ta thường thường đem cho quên rớt, nhưng bây giờ, ta nói nếu như... Muốn là chúng ta có thể mượn hơi đến giả Hứa gia, thậm chí cùng kết minh.
mượn Hứa lão thái gia uy vọng, đến lúc đó, ai còn dám nhảy ra nhằm vào đối với chúng ta lão Trần gia. Có thể Hứa lão thái gia không đều là hạng nhất thích tị hiềm, không muốn đúc kết ba chúng ta đại giữa gia tộc phân tranh sao? Nhưng lại có người mở miệng như thế, có chút nghi vấn. Chỉ thấy Trần Chấn Quân cau mày chậm rãi nói, nếu Hứa lão thái gia thật có phần tâm tư này, vậy hắn sớm nên sẽ có động tác, sao lại chờ tới bây giờ? Không sai. Nghe được Trần Bình Trương cũng chậm rãi lắc đầu, nói cái này tứ cửu bên trong thành còn sống lão nhân gia trong, Hứa lão thái gia là một vị duy nhất không quá thích tranh quyền đoạt lợi người. Điểm này từ hắn dưới gối hai vị kia một con trai một con gái, bây giờ chức vị, là có thể nhìn ra một. Hai, vì vậy ta cũng cho rằng Hứa lão thái gia sẽ không đồng ý cùng chúng ta lão Trần gia kết minh. Hoa Tần, người phương pháp này không thích hợp. Không thích hợp, đại ca. Có thể ngươi càng hẳn là nghe ta nói hết lời. Có thể được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả lại lắc đầu, nghiêm sắc mặt nói, nếu là lúc trước, Hứa lão thái gia quả thực không có khả năng nhúng tay chuyện này. Nhưng bây giờ lại tình huống có chỗ bất đồng. Có cái gì bất đồng? Trần Diệu Hoành nhịn không được cau mày hỏi. Hắn luôn luôn không thích có người ở trước mặt hắn như vậy thừa nước đục thả câu. Cái này thì cứ hỏi hỏi tam ca ngươi, còn có Trấn Nước. Mà được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả hoảng đãng một chút đầu, khởi già nua con ngươi theo tinh mang lóe lên, ý có hàm ý thản nhiên nói, lẽ nào các ngươi đều đã quên. Đoạn thời gian trước Hứa lão thái gia bệnh tình nguy kịch, chi dưới liệt, thậm chí nghe đồn ngay cả Tuần lão tiên sinh cái loại này thánh thủ tất cả mọi người bất lực, có thể cuối cùng, hắn lại cư nhiên ở Giang Nam một cái địa phương bị chữa cho tốt, thậm chí đứng trở lại kinh thành. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Một đôi già nua đôi mắt chợt trở nên sắc bén lên, quét về phía đã có một ít hơi biến sắc mặt Trần Chấn Quốc, cảm thán lên nói, không thể không nói, Chấn Quốc a, ngươi quả thực sinh một cái con trai ngoan, hơn nữa hắn bây giờ còn là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Vì vậy chúng ta bây giờ chỉ cần nhượng hắn đi cầu Hứa lão thái gia, xem ở người cứu mạng ân tình phân thượng, lão nhân gia kia có thể không đáp ứng sao. Hắn cả đời này thế nhưng sau cùng thủ ân cùng thành tín. Nghe vậy Trần Chấn Quốc trầm mặc, Trần Diệu Hoành lão gia tử cũng trầm mặc, thậm chí ngay cả Trần Chấn Quân cùng với Trần Bình Trương đều trầm mặc. Nhân vì bọn họ cũng đều biết, vị kia được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả lời này quả thực nói không sai. Hứa lão thái gia đời này nặng nhất tình nghĩa cùng thành tín, mà Trần Phi hiện tại lại là của hắn ân nhân cứu mạng, vì vậy chỉ cần hắn thật nguyện ý mở cái miệng này nói, Hứa lão thái gia tất nhiên sẽ không cự tuyệt loại yêu cầu này. Mà đến lúc đó, bọn họ lão Trần gia tổn thất tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Nhưng vấn đề là, hiện tại Trần Phi dựa vào cái gì muốn giúp bọn hắn lão Trần gia mở cái miệng này? Chỉ bằng bọn họ lão Trần gia năm đó sở tác sở vi, đều ngạnh sinh sinh đem vậy đối với mẹ con đuổi ra kinh thành, bây giờ còn trông cậy vào bọn họ sẽ đối với bọn họ lão Trần gia có lòng trung thành. Giúp bọn hắn làm việc, điều này có thể sao? Đường Thúc. Lấy ta và hắn tiếp xúc và hiểu rõ đến xem. Nếu là hắn biết năm đó sự kiện kia mà, vậy hắn liền tuyệt đối không thể có thể giúp bọn ta lão Trần gia làm một chuyện gì. Nghĩ đến đây Trần Chấn Quân nhìn không được lắc đầu, nói. Hắn cùng với Trần Phi từng có ngắn tiếp xúc cùng giao lưu, vì vậy là hiện nay mà nói, bên trong gian phòng trong đám người có quyền lên tiếng nhất một vị. Nếu là tiểu tử kia thật đã biết chuyện năm đó mà, không trả thù bọn họ lão Trần gia cũng không tệ. Còn muốn mệnh lệnh hắn, nhượng hắn hỗ trợ. Khó khăn. Là thật thực sự khó khăn. Trở lại chuyện chính, có thể trên toàn bộ con đường loại này đại đề cử, là trang web đối với khí cầu tín nhiệm, cũng là các vị bạn đọc đúng khí cầu tán thành, càng khí cầu đối với mình đập nồi dìm thuyền, tuyển trạch viết tiểu thuyết con đường này một cái công đạo. Mỗi con đường đều có cong cong từng đạo, các ngành các nghề đều có mình chua xót cùng với không muốn người biết khó xử. Tự tỷ như khí cầu ta. Ta gõ chữ tốc độ kỳ thực rất chậm, chương một cần 2 canh giờ, mỗi ngày 3 chương chính là 6 nhiều tiếng đồng hồ, hơn nữa sửa chữa, thẻ văn, thường thường cần lưu trữ, bạo phát. Tối thiểu khí cầu một ngày là có hơn 10 tiếng đồng hồ là ở máy vi tính trước mặt, cái này còn không có coi là ăn, thời gian ngủ, hơn nữa viết tiểu thuyết cái này nghề nghiệp là cả năm không nghỉ, mỗi ngày viết, vì vậy thực sự rất mệt. Bất quá bởi vì ta thích, cũng liền chậm rãi kiên trì được. Hiện tại đương nhiên cũng hy vọng quyển sách có thể càng ngày càng tốt, càng chạy càng dài. Vì vậy, nếu các vị anh chàng đẹp trai mỹ nhân muốn nghĩ quyển sách đúng khẩu vị của ngươi, coi như đẹp mắt nói, thỉnh vui lòng đặt một chút.
Nhất là ngày mai toàn bộ con đường dưới sự đề cử đến sau, khí cầu sẽ tuân thủ ước định bạo phát 20 càng cộng, đến lúc đó xin các vị ủng hộ nhiều hơn, tốt nhất là có thể toàn bộ đặt một chút, bởi vì quyển sách từ toàn bộ con đường cái này dưới sự đề cử đến sau, sẽ có một số liệu bình xét, tiêu thụ, đặt tương đối xuất sắc sách mới có thể tiếp tục thu được trang web đề cử. Đương nhiên có thể khen thưởng, là tốt nhất. Còn nếu là đặt, tiêu thụ nhục nhã nói, khả năng sẽ tương đối phiền phức. Ở đây khí cầu khẳng định mọi người giúp một tay, cảm ơn nhiều. Mặt khác, khí cầu sẽ ở cái này đề cử mấy cuốn sách. Một là Hoán Hùng Đại Tuyệt Mỹ Nữ Thần Thích Ta, một ban đêm sâu tự nghệ cực mạnh tiểu dân công, cùng với Đao Thần Bá Đạo Nông Dân Thiếu Thôn Hoa còn có Sung Sinh Thần Cấp Thấu Thị Mắt. Cái này bốn bản đều là khí cầu cho rằng tương đối khá nhìn sách, mọi người nếu nháo thư hoang nói, không ngại đi nhìn trên liếc mắt, luôn sẽ có mình thích nhìn. Đã ngoài, khí cầu, 2016. 6/22. Không giúp, Trân Quốc, ta nghĩ người khả năng lầm một việc, vô luận năm đó chuyện gì xảy ra mà, nhưng trong cơ thể hắn thủy chung giữ lại chúng ta Trần gia máu, liền có nghĩa vụ hơn nữa vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy đây cũng không phải là hắn có nghĩ là vấn đề, mà là hắn phải đi làm. Có thể nghe nói, được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả lại cư nhiên như thế hừ lạnh một tiếng, cặp kia già nua mà lại sắc bén con ngươi theo sát mà lại hướng về Trần Diệu Hoành quét tới, chậm rãi rồi lại cường thế nói Tam ca, vô luận các ngươi bây giờ cùng tiểu tử kia quan hệ thế nào, có thể việc nhà thủy chung là việc nhà, gia tộc vi lớn nhất. Nếu không nếu là bởi vì cái này nhượng chúng ta lão Trần gia bị như vậy không cần thiết, mà lại tổn thất thật lớn, người nào chịu trách. Vừa nghe đến được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả lời này, bên trong gian phòng không ít người đều có chút táo động. Bởi vì hôm nay thế nhưng đặc thù thời kỳ, lão thái gia qua đời, vậy bọn họ lão Trần gia tất nhiên sẽ bởi vậy đã bị dính dáng, bị đông đảo nhìn chằm chằm người của bọn họ sở nhầm vào, mà cứ như vậy, một hồi gần ghim hắn các lão Trần gia trọng đại sao bài, là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi sắp sửa đến. Chính là 3 tháng kỳ hạn đi qua sau. Mà dưới tình huống như vậy, giống như Trần Trấn Quốc, Trần Trấn Quân loại này dòng chính và lại còn đã bò đến cũng đủ cao vị trí người, tình hình chung dưới những người đó sẽ không động, cũng rất khó động, cứ như vậy bọn họ những này chi thứ hoặc là vị trí thiếu cao người, liền tự nhiên sẽ trở thành bị đối tượng chọn đầu mục tiêu. Cũng rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lang đang hạ mã. Trong lòng nghĩ như vậy, đây chính là như vậy liên quan đến bản thân thiết thân lợi ích chuyện tình, bên trong gian phòng không ít lão Trần gia chi thứ thậm chí vị trí thiếu cao dòng chính đều có chút ngồi không yên, 7 miệng 8 lưỡi lên. Ta nghĩ thúc bá nói không sai, có thể làm cho bọn họ đưa về chúng ta lão Trần gia môn tường, đó là phá lệ khai ân, đúng hai mẹ con bọn họ ban ân. Nếu là như thế này bọn họ cũng đều không hiểu được mang ơn, quý trọng cơ hội, vì gia tộc làm chuyện, chẳng phải là có vẻ quá ngu xuẩn, hơi quá đáng. Không sai, nếu làm cho chúng ta lão Trần gia một phần tử, trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu, vậy hắn liền có nghĩa vụ có trách nhiệm, hơn nữa vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Chớ nói chi là bây giờ còn là chúng ta lão Trần gia vô cùng trọng yếu thời kỳ mấu chốt, thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm đem chúng ta nhìn chằm chằm. Dưới loại tình huống này, hữu khởi dung một cái nhân tình tự ở trong đó tùy ý lung tung, tùy tiện tùy hứng. Đúng vậy. Nếu hắn có năng lực nhượng hứa lão thái gia khái niệm chú ý nói, nên ngay tức khắc để chúng ta lão Trần gia gia tộc vinh quang, đi cầu được hứa lão thái gia xuất thủ, cùng chúng ta kết minh. Nếu không nếu là thật loạn lên, gia tộc vô cớ bị tổn thất to lớn, của người nào đam được khởi trách nhiệm này. Bọn người kia một đám lúc này đều có vẻ cực kỳ hiên ngang lẫm liệt, nghĩa tránh ngôn từ, giống như là chân chính để lão Trần gia gia tộc vinh. Chọi lọi cân nhắc vậy. Không đành lòng nhìn thấy lão Trần gia dung chuyển, bị không cần thiết tổn thất. Có thể trên thực tế ni, phỏng chừng người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra, kỳ thực bọn người kia là sợ bản thân trở thành bia, trở thành 3 tháng kỳ hạn sau, này nhìn chằm chằm bọn họ lão Trần gia tên, hạ độc thủ đối tượng mục tiêu, do đó quăng đi trên đầu nón quan. Nếu thật sự là như thế, để cho bọn họ một đám sớm thành thói quen uy phong cùng ngoại giới ngưỡng vọng ánh mắt đại nhân vật lang đang hạ mã, quăng đi quyền lực trong tay. Bọn họ tại sao có thể tiếp thu? Mà cái này, từ trình độ nào đó mà nói, coi như là bọn họ loại này cái gọi là tứ cửu thành đỉnh cấp nhà giàu có màu đỏ gia tộc bi ai. Thân tình, trách nhiệm, nghĩa vụ, nếu là bọn họ trong lòng thật có những thứ này nói,
cũng không rất lạnh nhạt coi thường Trần Phi hai mẹ con căn nhà nhỏ bé ở Giang Nam Bắc Sơn cái loại này địa phương nhỏ hơn 20 năm. Mà bây giờ Trần Phi mặc dù bị bọn họ nhớ tới, bất quá là bởi vì hắn một lần nữa lại có giá trị lợi dụng mà thôi. Trần Phi là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, mà Hứa lão thái gia lại là hiện nay duy nhất có thể bang trợ bọn họ lão Trần gia đi ra hiểm cảnh, đi ra khốn cục người, vì vậy bọn họ mới có thể như vậy lòng từ bi, phá lệ khai ân, cho phép cái loại này thân phận đê tiện nông dân, quay về bọn họ lão Trần gia môn tường. Tựa hồ bọn họ cho rằng đây đã là thiên đại ban ân. Vì vậy Trần Phi phải mang ơn, có nghĩa vụ có trách nhiệm hơn nữa vô điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Hoa Tần, người nói quả thật không tệ, việc nhà thủy chung là việc nhà, gia tộc vi đại. Chúng ta lão Trần gia cũng quả thực không cần thiết lại thừa thụ không tất yếu mà lại tổn thất thật lớn. Thế nhưng, có chuyện nhân huynh có nghĩ tới không, chuyện này ngươi chuẩn bị nhượng ai đi cùng tiểu tử kia nói. Ngươi sao, hay là ta, còn là Trấn Quân, có thể nhưng vào lúc này, Trần Bình Trương lão thái gia lại đột nhiên nói. Đại ca, ngươi lời này có ý tứ. Ta thế nào có chút nghe không rõ. Có thể được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nói tiểu tử kia là Trấn Quân nhi tử, chẳng lẽ không hẳn là từ hắn đứng ra giải quyết cái này. Tứ thúc bá, chuyện này ngươi hãy tìm người khác đi, bởi vì ta là sẽ không ra mặt. Có thể nhưng vào lúc này Trần Trấn Quốc lại chậm rãi nói. Hồ đồ! Mà ở vừa nghe đến Trần Trấn Quốc lời này, được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả nhất thời sắc mặt không nhìn khá hơn. Nghiêng đầu đi nhìn Trần Trấn Quốc phụ thân Trần Diệu Hoành lại nhải nói tam ca, ngươi nghe không? Lẽ nào ngươi không cảm thấy Trấn Quân loại thái độ này hẳn là quản quản? Có đúng hay không cánh cứng rắn cũng không nghe lọt chúng ta những lão nhân này nhà ý kiến. Có thể phải hiểu rõ, hiện tại loại tình huống này không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện cái gì chuyện nhỏ, mà là về đến rồi chúng ta toàn bộ lão Trần ra con đường phía trước, cùng tương lai. Không cho hồ đồ. Không sai. Năm đó Trần Trấn Quốc cùng Lâm Linh sự kiện kia mà quả thực bị bọn họ lão Trần gia trên dưới nhất trí phản đối. Bởi vì bọn họ cho rằng Trần Phi mẫu thân hoàn toàn là nông thôn đến người hạ đẳng, là trong lòng cất giấu dụng tâm kín đáo dơ bẩn tâm tư, ý đồ câu dẫn Trần Trấn Quốc, mượn cái này ván cầu cá chép nhảy long môn, tễ thân tiến nhập toàn bộ hoa hạ cao quý nhất, cao cấp nhất thượng lưu vòng tròn. Vì vậy bọn họ không muốn những cái loại này tiện nữ nhân được như nguyện, đồng lòng hợp lực thuyết phục lão gia tử. Đem đuổi ra khỏi lão Trần gia, đuổi ra khỏi tứ cửu thành. Nhượng kỳ không biết xấu hổ mộng tưởng hão huyền lúc đó phá diệt. Mà bây giờ, tuy rằng thời gian đã chứng minh rồi bọn họ có chút ý tưởng có chút quyết định tựa hồ có chút sai lầm, tạo thành nào đó ngộ giải. Có thể, vậy cũng là dĩ vãng chuyện cũ năm xưa, không phải sao? Hơn nữa phải biết rằng bọn họ hiện tại đều nguyện ý lòng từ bi, phá lệ khai ân, nguyện ý thừa nhận Trần Phi hai mẹ con thân phận. Tiếp nhận bọn họ hồi lão Trần gia, đây là hạng to lớn ban ân, thù vinh. Đây chẳng phải là ở nông thôn nữ nhân nằm mộng cũng muốn nhìn thấy ngày này sao? Như vậy, bọn họ làm sao sẽ cự tuyệt loại này hảo ý? Mà bây giờ Trần Trấn Quốc lại nói lên lời như vậy, không muốn đứng ra xử lý chuyện này, điều này làm cho hắn há có thể không tức giận. Dù sao phải biết rằng hiện tại có thể là bọn hắn lão Trần gia thời kỳ mấu chốt, nếu là chuyện này mà làm không xong. Vậy bọn họ đã có thể phiền phức lớn. Chỉ có Hứa lão thái gia mới có thể cứu được bọn họ. Thế mà Trần Diệu Hoành nghe vậy miệng tuy rằng giật giật, nhưng lại cư nhiên chưa có trở về hắn nói ý tứ. Chỉ thấy kỳ thoáng thở dài một cái, nhìn phía Trần Bình Trương, chậm rãi nói lão đại, xem ra chúng ta được sớm làm chuẩn bị. Cái này 3 tháng kỳ không sai biệt lắm đều đã gần qua đi phân nửa, không còn lại bao nhiêu thời gian. Tam ca, người có ý tứ. Thấy tình cảnh này, vậy được xưng là Hoa Tần tóc hoa dâm lão giả sắc mặt xấu xí chất vấn. Bởi vì tuy nói hắn Trần Hoa Tần vẻn vẹn chỉ là lão Trần gia chi thứ, có thể dù sao, tuổi của hắn tại nơi bầy, hắn thế nhưng lão Trần gia hôm nay vi số không nhiều lão nhân, mà bây giờ Trần Trấn Quốc, Trần Diệu Hoành cái này hai phụ tử lại lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn lời của hắn, đây không phải là nhục nhã hắn, cho hắn khó xử, là cái gì? Nghe vậy Trần Diệu Hoành rốt cục ánh mắt nhàn nhạt quét về hắn, đang chuẩn bị mở miệng nói, cũng đã có người cướp ở trước mặt hắn mở miệng nói. Hoa Tần. Chỉ thấy đang ngồi ở bên trong phòng nhà chủ vị Trần Bình Trương nhìn hắn, giọng nói có chút phức tạp mở miệng nói ngươi có phải là thật hay không cho rằng nhượng hai mẹ con bọn họ quay về chúng ta lão Trần gia,
cái này đúng ở hai mẹ con bọn họ mà nói, rất có lực hấp dẫn. Chẳng lẽ không đúng sao? Tại đây tứ cửu thành, đang ở phóng nhãn chúng ta toàn bộ Hoa Hạ, ai không thừa nhận chúng ta lão Trần gia là cao cấp nhất nhà giàu có màu đỏ gia tộc. Không biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia tộc, thế lực đôi mắt trông mong muốn cùng chúng ta lão Trần gia đặt lên quan hệ. Nếu không nàng kia năm đó vì sao như vậy chết cuốn lấy khó khăn đánh, dây dưa Trấn Quốc không tha. Trần Hoa Tần lập tức nói. Tứ thúc bá. Nhất thời một đạo có chút âm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy Trần Trấn Quốc sắc mặt cực kỳ khó nhìn nhìn hắn, mở miệng nói có mấy lời còn hy vọng ngươi chớ nói lung tung. Đây là ta cùng hắn trong lúc đó việc tư, cùng tứ thúc bá ngươi có thể không có quan hệ gì. Nhất thời gian phòng không ít người mọi người kinh nghi nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối với theo tứ thúc bá nói ra những lời này. Tuy rằng, Trần Hoa Tần vẻn vẹn chỉ là lão Trần gia chi thứ, có thể dù sao tuổi của hắn tại nơi bầy, là cùng hiện giữ lão Trần gia gia chủ Trần Bình Chương cùng với phụ thân hắn Trần Diệu Hoành một cái bối phận gia tộc lão nhân. Nếu là lấy đã qua, hắn cũng sẽ không như vậy cùng Trần Hoa Tần như vậy một cái lớp người già tử, lấy loại giọng nói này nói đi. Ngươi, nhất thời Trần Hoa Tần sắc mặt không gì sánh được khó xem, há mồm đều chuẩn bị mắng lên tiếng. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khác lạnh lùng già nua thanh lại đột ngột vang lên. Chỉ thấy Trần Diệu Hoành lạnh lùng đứng lên, nhìn Trần Hoa Tần chậm rãi nói Trần Hoa Tần, ngươi nếu muốn xem chúng ta nhà trò cười, thế nhưng trực tiếp hướng về phía ta đến, ngươi có phải là thật hay không cho rằng tánh khí của ta tốt, nghe được xuống phía dưới ngươi như thế nói bậy. Tam ca ngươi, nhất thời Trần Hoa Tần sắc mặt thần sắc có chút thay đổi, thậm chí hơi có chút phẫn nộ cùng hốt hoảng. Bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ ở vào thời điểm này cùng hắn dở mặt, mà tên kia nếu là thật tức giận dở mặt nói, vậy coi như thật không vậy đùa giỡn. Tối thiểu điểm này, hắn cùng Trần Phi rất giống rất giống. Được rồi, chớ ồn ào. Lão Tam, ngồi trở lại đi. Mà nhưng vào lúc này Trần Bình Chương rốt cục bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Dù sao đây là gia tộc đại tụ hội, hơn nữa hôm nay đề tài thảo luận còn phá lệ nghiêm túc. Vì vậy hắn tự nhiên không thể thả mặc cho mâu thuẫn, xung đột gia tăng. Hơn nữa hiện tại hắn cũng vô tâm tư nữa quấn quýt năm đó những chuyện hư hỏng kia mà. Hanh! Mà đang nghe Trần Bình Chương nói, Trần Diệu Hoành tuy rằng sắc mặt còn là lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình hừ lạnh một tiếng lại lần nữa ngồi xuống trên ghế salon. Bởi vì ngày hôm nay trận này cùng quả thực quá nghiêm túc, liền hắn cũng không có thể sằng bậy. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Hoa Tần tuy rằng sắc mặt như trước rất khó xem, bất quá hắn nhưng cũng không dám nữa trêu chọc Trần Trấn Quốc, Trần Diệu Hoành cái này hai phụ tử, mà là đưa mắt lại lần nữa nhìn phía gia chủ Trần Bình Chương, sắc mặt tối tăm nói gia chủ đại nhân, chẳng lẽ người muốn chúng ta mắt mở trừng trừng nhìn ngày đó đến, nhượng những tên kia nhằm vào đối với chúng ta đến nguyên khí đại thương, thương gân động cốt. Hoa Tần, ta biết ngươi là vì gia tộc muốn, để chúng ta lão Trần ra lợi ích cân nhắc. Nhưng bây giờ chuyện này, cũng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể Trần Bình Chương nghe vậy, lại dĩ nhiên nói như vậy. Nghe thế Trần Hoa Tần nhìn không được vô ý thức sắc mặt đổi đổi. Theo chỉ thấy hắn vẻ mặt âm u mở miệng nói đại ca, ta không rõ ngươi lời này đến tột cùng là có ý gì. Chuyện này không hắn nghĩ tới đơn giản như vậy, có thể có nhiều khó khăn. Có thể tiếp Trần Bình Chương sở nói ra lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Thậm chí ngay cả bên trong gian phòng những người khác đều một chút ngốc ở tại chỗ, ánh mắt cực kỳ rung động. Bởi vì Trần Bình Chương Trần lão gia tử cư nhiên như vậy mở miệng, nói kỳ thực rất đơn giản. Hiện tại đã không phải là chúng ta có nguyện ý hay không tiếp nhận hai cha con bọn họ, quay về chúng ta lão Trần gia môn tường, mà là hai mẹ con bọn họ có nhìn hay không được với. Không dối gạt các ngươi nói, ta trước đã phái người đi tìm quá tiểu cô nương kia tử. Biểu thị nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến nhập chúng ta Trần gia, bất quá, hắn cũng rất bình thản lựa chọn cự tuyệt. Cái gì, đại bá, cái này là thật sao? Tiểu Linh hắn thật không có đáp ứng. Ta chỉ biết, hắn khẳng định vẫn còn hận ta. Nghe vậy Trần Trấn Quốc đầu tiên sắc mặt đại biến, có chút thống khổ nỉ non lên. Ngươi phơi hai mẹ con bọn họ hơn 20 năm, ngươi nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Ngược lại là Trần Diệu Hoành lộ ra một tia đương nhiên thần sắc, chậm rãi nói mọi việc có nguyên nhân đều có quả. Đây là ngươi năm đó tự mình lựa chọn đường, mặc dù hiện tại xem ra đi nhầm, ngươi cũng hối hận, nhưng là tóm lại là phải trả giá thật lớn, ai? Nói đến đây hắn nhịn không được hơi thở dài một cái, lắc đầu. Trên thực tế,
hắn là năm đó ít có mấy người không đối với chuyện này kiềm giữ phản đối thái độ người. Có thể hắn cũng chưa để Trần Phi hai mẹ con phản đối lão thái gia ý kiến, vẻn vẹn chỉ là bảo trì trung lập, sau cùng biến thành hôm nay lần này quả đắng. Hắn, Trần Diệu Hoành, có thể mất đi một vị rất kiệt xuất tôn tử. Đây cũng là hắn cả đời này tiếc nuối nhất vài món một trong những chuyện. Cái gì, có nhìn hay không được với? Hắn đến tột cùng cho là mình là cái gì đông? Lẽ nào chúng ta lão Trần gia cũng không có tư cách bị hắn không coi vào đâu? Quả nhiên dân đen chính là dân đen, bùn nhão đỡ không nổi tường.